Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Nhưng chỉ là những chân thần đi cửa sau này, sau lưng có tôn giả bối cảnh này, kỳ thật đã không kém bất luận một tên thiên tài nào. Nhất là đối với thị nữ như Nguyệt Hinh mà nói, có thể hầu hạ một vị chân thần đi cửa sau tiến vào, coi như là phi thường may mắn. Dù sao, nói như vậy cũng sẽ không xuất hiện loại tư chất bình thường, cuối cùng bị loại bỏ thần cung, biến thành tình huống cực đoan không đúng chỗ phát sinh dù là rời đi thủ hộ thần cung có tôn giả làm chỗ dựa vậy cũng có thể sống rất thoải mái lôi đạo cũng không biết ý nghĩ của nguyệt hinh tuy nhiên nghe nguyệt hinh nói xong hiểu được tình huống thực tế của đệ tử chính thức của thủ hộ thần cung trong lòng lôi đạo kỳ thật cũng hơi trầm xuống vốn dĩ hắn còn có chút kiêu ngạo cảm thấy ngưng tụ ra năm đạo thần văn đã là rất không tệ rồi nhưng ở khu hạ cung căn bản không tính là cái gì đệ tử khu cung này động một chút là mấy chục đạo thần văn nhất định phải ngưng tụ 9981 đạo thần văn mới có thể tiến vào thượng cung, chút tu vi ấy của hắn có đáng là gì? Vẫn nên khiêm tốn một chút, nhưng mà, nếu như luận cố gắng, lôi đạo sẽ không sợ ai. Lôi đạo rất rõ ràng, nếu như hắn cố gắng, chính hắn cũng sợ hãi. Xem ra phải cố gắng một lần nữa, ừm, cho dù không có dị năng, cũng phải cố gắng, phải đi truyền công điện một chuyến, nhận pháp môn tu hành. Lôi đạo đã bắt đầu quy hoạch tu hành, lôi đạo là một người nói là làm, hắn rất nhanh đã đi tới điện truyền công bất kể là khu ngoại vi hay là khu hạ cung hoặc là khu thượng cung đều có một tòa truyền công điện lôi đạo cầm lệnh bài thân phận tiến vào trong điện truyền công đệ tử chính thức mới tới có thể miễn phí lựa chọn một môn công pháp đồng thời không được truyền ra ngoài trông coi truyền công điện là một vị chân thần đỉnh tiêm tuy nhìn không ra hắn đến tột cùng ngưng tụ ra bao nhiêu đạo thần văn nhưng lại có một loại cảm giác khiến cho lôi đạo không thở nổi hiển nhiên đây nhất định không phải là một vị chân thần bình thường miễn phí lựa chọn một môn công pháp nói cách khác còn có thể thu được môn công pháp thứ hai thậm chí nhiều hơn nghe được ý ở ngoài lời của vị chân thần này không sai nếu như có đầy đủ điểm cống hiến cũng có thể đổi càng nhiều công pháp điểm cống hiến ngươi chưa từng tới thủ hộ thần cung không có lôi đạo chi tiết nói điểm cống hiến chính là cống hiến đối với thần cung cụ thể ngươi có thể trở về hỏi thị nữ của ngươi lão phu có thể nói cho ngươi biết điểm cống hiến rất không dễ dàng đệ tử chính thức muốn đổi môn công pháp thứ hai thậm chí nhiều hơn không phải là không thể nhưng vô cùng khó khăn bởi vậy một môn công pháp miễn phí này rất có thể chính là công pháp ngươi vẫn luôn tu hành nhất định phải lựa chọn thận trọng được rồi đi chọn công pháp của ngươi đi sau khi chọn xong đến chỗ của ta báo tên là có thể đạt được công pháp thác ấn lôi đạo gật đầu đang chuẩn bị đi vào điện truyền công thì một tên mập mập mạp từ ngoài cửa chạy vội vào lão lý ta lại tới rồi lư tiểu bàn ngươi lại tới lần trước không phải đổi một môn công pháp sao? Cái công pháp rách nát kia, quá khó khăn, ta lần này tới hối đoái một môn pháp môn càng đơn giản hơn. Cái gì, hay là quá khó khăn, ngươi đã tới lần thứ 9. Mặt lão lý đen thui, lô tiểu bàn này đã là lần thứ 9 tới, tiêu hao điểm cống hiến cũng là vô số kể. Ngươi không cần phải để ý, dù sao ta vẫn muốn tới. Lúc này, lư tiểu bàn cũng nhìn thấy lôi đạo, vì vậy, trước mắt hắn sáng ngời, ô ta ở cung khu hạ cung chưa từng gặp qua ngươi, có phải ngươi vừa tới khu hạ cung không? Ừm, ta vừa tới, khu ngoại vi hay là đi cửa sau? Ách, đi cửa sau đi, lôi đạo nhìn thấy tên mập này lại quang minh chính đại nói, đi cửa sau, hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ha ha ha, đi cửa sau cũng tốt, xem ra là người trong đồng đạo. Ngươi muốn chọn công pháp, đi đi đi, ta tiến cử cho ngươi, công pháp trong truyền công điện này, không phải ta chém gió, đoán chừng lý lão đầu cũng không quen thuộc bằng ta lúc này mặt lão lý tựa hồ càng đen hơn hắn cảnh cáo nói lư tiểu bàn người đừng loạn thất bát tao đề cử cho những người khác chính người chọn chín lần công pháp còn không biết xấu hổ đề cử cho người khác lư tiểu bàn không để ý tới lão lý trực tiếp đẩy lôi đạo vào truyền công điện lư tiểu bàn không xấu yêu cầu đối với công pháp người có thể nghe ý kiến của lư tiểu bàn nhưng nhất định phải tự mình quyết định thận trọng lựa chọn lúc lôi đạo tiến vào đại môn truyền công điện bên tai truyền đến giọng nói của lão lý hiển nhiên là lý lão đầu chuyên môn truyền âm cho lôi đạo nhắc nhở lôi đạo lô tiểu bàn chỉ là nhũ danh dù sao hắn cũng là chân thần nhưng người khác gọi hắn là lô tiểu bàn hắn cũng không ngại đây là một người tùy tiện lòng dạ rộng rãi chỉ là lôi đạo rất khó tưởng tượng người như vậy làm sao có thể trở thành chân thần không phải nói chân thần đều là người siêu thoát muốn siêu thoát một tiểu thế giới sao mà khó khăn người như lư tiểu bàn có thể siêu thoát thành công lôi đạo không rõ ràng lắm Ngươi đi cửa sau của ai ta nghĩ một chút gần đây có hậu duệ tôn giả nào thành tựu chân thần ân chẳng lẽ là long tôn giả không đúng hậu duệ của hắn đều là một đám lão bất tử lớn tuổi hơn ta mấy vòng làm sao sẽ tiến vào thần cung chẳng lẽ là hạ tôn giả nhưng hạ tôn giả tựa hồ không có hậu duệ a à? không quá xác định ai mặc kệ mặc kệ ngươi là hậu duệ của ai dù sao cũng là đi cửa sau về sau ngươi chính là huynh đệ của ta nhìn một mình lư tiểu bàn lẩm bẩm thậm chí trong nháy mắt Lôi Đạo đã trở thành huynh đệ của hắn, điều này khiến Lôi Đạo có chút cạn lời. Hắn lắc đầu nói, "Lư, tiểu béo, vừa rồi Lý lão đầu nói ngươi đã lần thứ 9 đến đổi công pháp. Không phải nói chỉ có thể miễn phí đổi một lần, muốn môn công pháp thứ hai, phải cần điểm cống hiến, hơn nữa điểm cống hiến rất khó kiếm. Điểm cống hiến của ngươi lấy ở đâu?" "Điểm cống hiến?" Lô Tiểu Bàn trợn mắt nhìn Lôi Đạo, rất đơn giản, "Điểm cống hiến là ông nội ta cho ta." "Ra ra ngươi, đúng vậy, ra ra của ta là đại tôn." điểm cống hiến của ông ấy quá nhiều, không có tác dụng gì. Chỉ chuyển cho ta một chút, dù sao thì đổi những công pháp này cũng không cần nhiều điểm cống hiến. Lôi đạo có chút cạn lời, thì ra, gia gia của đối phương là đại tôn, đó là tồn tại vĩ đại còn có thân phận địa vị cao hơn cả tôn giả, gần với chúa tể. Coi như là cao tầng hạch tâm chân chính của thủ hộ thần cung. Ngay cả võ bất bại cũng là thuộc hạ của đồng đại tôn mà thôi. Lô tiểu bàn này lại là cháu trai của đại tôn. Khó trách có thể không kiêng nể gì như vậy thực hiện công pháp không trêu vào được không trêu vào nổi được rồi người muốn học tập công pháp gì công pháp trong truyền công điện ta trên cơ bản đều biết mặc dù nhìn dáng vẻ của lư tiểu bàn có vẻ không đáng tin cậy nhưng nếu ngay cả lão lý cũng đặc biệt truyền âm cho lôi đạo điều này nói rõ lư tiểu bàn vẫn có thể tin được hơn nữa công pháp nơi này cũng thật sự quá nhiều muốn tìm được một môn công pháp thích hợp với mình cũng không dễ dàng nghĩ tới đây lôi đạo bèn thử nói ta muốn một môn công pháp có uy lực khá lớn tốt nhất là có thể đồng thời tu hành thần thể và sáng giới chi lực, cơ sở phải vô cùng kiên cố. Lư tiểu bàn tựa hồ đã sớm biết ý nghĩ của lôi đạo, hắn cười nói, có phải tốt nhất có thể sau khi tấn chức tôn giả. Trở thành tôn giả cao cấp nhất, đuổi sát đại tôn giả không? Không sai, không sai, nếu như có công pháp như vậy là tốt nhất. Ừm, nửa đường có thể không đổi công pháp, một mực tu hành đến tôn giả là tốt nhất. Lư tiểu bàn trợn mắt nhìn lôi đạo nói, những người mới các ngươi đều mơ tưởng xa vời, vừa bắt đầu đã muốn công pháp tốt nhất nhưng không biết công pháp tốt kỳ thật tu hành vô cùng khó khăn ngươi xem lúc trước ta đã chọn một thần cung truyền công điện được xưng là công pháp mạnh nhất kết quả thì sao giống như thiên thư căn bản là không cách nào tu hành hiện tại đã đổi một môn lại một môn công pháp rồi ồ môn công pháp được xưng mạnh nhất của thủ hộ thần cung kia là công pháp gì hai mắt lôi đạo tỏa sáng đây không phải rất phù hợp với khí chất của hắn sao lôi đạo luôn là công pháp khó khăn nhất người khác không thể tu luyện công pháp có khó hay không, thật ra lôi đạo không thèm để ý, dù sao công pháp khó hơn nữa, dựa vào sự cố gắng của hắn, lôi đạo cũng có thể tu thành. Thứ hắn để ý là uy năng của công pháp, cùng với lợi ích của việc tu hành sau này. Người thật sự muốn công pháp mạnh nhất, lưu tiểu bàn lại mở miệng hỏi thăm lôi đạo, thật chứ, lôi đạo kiên định nói, được. Đi theo ta, Lư Tiểu Bàn dẫn theo lôi đạo, đi thẳng tới trước một giá sách, chỉ vào một quyển công pháp xếp hạng cao nhất trên giá sách nói, chính là môn công pháp này, Chu Thiên Thần Công. Chu Thiên Thần Công có chỗ nào cường đại, lại được khen là công pháp mạnh nhất Thủ Hộ Thần Cung. Lôi Đạo tò mò hỏi, ha ha ha, người có biết chân thần đến tôn giả là đột phá như thế nào không? Lôi Đạo gật đầu, cái này hắn ngược lại hiểu một chút, trước kia ngay cả một chút cũng không hiểu, nhưng đi tới Thủ Hộ Thần Cung, sau khi hỏi Nguyệt Hinh, Lôi Đạo cũng coi như biết một chút. Trong cơ thể chân thần có sáng giới chi lực, khi sáng giới chi lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thử nghiệm mở ở thần thể trong mở tiểu thế giới một khi mở thành công liền trở thành tôn giả lưu tiểu bàn gật đầu nói không sai nghe thì rất đơn giản nhưng trên thực tế thì sao nếu muốn mở ra thế giới quan trọng nhất chính là thần thể có thể chịu đựng được hay không phần lớn chân thần đỉnh cấp đều đang thử mở thế giới thần thể không chịu nổi bởi vậy hóa thành cho bụi bởi vậy thần thể đối với việc có thể mở ra tiểu thế giới hay không cực kỳ quan trọng nói chung sức mạnh sáng lập giới lúc nào cũng có thể mở ra thế giới nhưng trên thực tế đây là có một chút quy luật có thể tìm ra. Ví dụ như, trên cơ bản ngưng tụ ra 10 đạo thần văn là có thể thử mở ra thể nội thế giới. Nhưng xác suất thành công có khả năng gần như bằng không, cơ hồ không có thành công. Mặc dù có người thành công, vậy cũng là vạn người không được một, xác suất nhỏ đến khó có thể tưởng tượng. Bằng vào 10 đạo thần văn đã muốn mở ra thể nội thế giới. Vậy không khác gì tự sát, 20 đạo thần văn có một chút xác suất thành công, nhưng kỳ thật không kém 10 đạo thần văn, cũng là xác suất thất bại cao đến kinh người. Thậm chí, 30 đạo, 40 đạo thần văn cũng là như thế. Chỉ có ngưng tụ ra 50 đạo thần văn, có lẽ xác suất có thể gia tăng đến một phần vạn A, hắc hắc, một vạn chân thần đỉnh tiêm ngưng tụ ra 50 đạo thần văn. Có lẽ mới có thể có một vị tôn giả sinh ra. Đương nhiên, xác suất này cũng không tuyệt đối, có lẽ vận khí tốt, liền có thể thành công. Thần cung có quy định, ngưng tụ ra 9981 đạo thần văn, là có thể tấn thăng lên cung khu, mà những người ở thượng cung khu kia đều là hạt giống tôn giả, vì sao? Bởi vì, chỉ có ngưng tụ ra 81 đạo thần văn, xác suất thành tựu tôn giả mới tương đối cao. Nhưng cũng sẽ không cao hơn 10% xác suất. Chu Thiên Thần Công thì lại khác, tấn chức lên cung khu mới chỉ có 81 đạo thần văn mà thôi. Nhưng nếu có thể khiến Chu Thiên Thần Công viên mãn, đó là có thể trực tiếp ngưng tụ ra 360 đạo thần văn. Đây là khái niệm gì? 360 đạo thần văn, cơ hồ trăm phần trăm có thể thành công tấn chức tôn giả đương nhiên người có thể tu hành chu thiên thần công đến viên mãn bọn họ khẳng định sẽ không chỉ truy cầu tôn giả trên ý nghĩa bình thường bọn họ muốn mở ra thế giới trong cơ thể tận hết khả năng mạnh nhất một khi tấn thăng đó chính là tôn giả đỉnh tiêm hai mắt lôi đạo tỏa sáng nhìn chu thiên thần công trong ánh mắt cũng có chút nóng bỏng nói như vậy một khi ta tu thành chu thiên thần công trở thành tôn giả gần như không có bất cứ vấn đề gì thậm chí còn có thể trở thành tôn giả cao cấp nhất không sai lưu tiểu bàn híp mắt chỉ là trong ánh mắt có chút chiêu tức tu thành chu thiên thần công đừng đua lư tiểu bàn cảm thấy lôi đạo lại là bia đỡ đạn của chu thiên thần công được vậy ta chọn chu thiên thần công lôi đạo đã hạ quyết tâm đúng lúc này lại có vài tên đệ tử tiến vào trong điện truyền công hiển nhiên mấy tên đệ tử này cũng nghe được lời của lư tiểu bàn một tên đệ tử trong đó cười nhạo một tiếng nói lư tiểu bàn ngươi chỉ đổi một cái công pháp như vậy hay là đi cửa sau tiến vào khu hạ cung chân thần còn đề cử công pháp cho người khác ha 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 thật sự là buồn cười. Nhưng mà cũng đúng, dù sao hai người các ngươi đều đi cửa sau, chọn hay không chọn Chu Thiên Thần Công cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao lựa chọn công pháp khác, các ngươi cũng không luyện được, chọn Chu Thiên Thần Công cũng còn có thể có một ít mặt mũi. Nhưng mà dù sao cũng không luyện thành, sao lại chọn Chu Thiên Thần Công? Chu Thiên Thần Công chỉ là công pháp mạnh nhất của thủ hộ thần cung, nhưng đừng nói nhân loại chúng ta có một kỳ tài ngút trời, nhưng sáng chế ra một môn công pháp khiến chúa tể khiếp sợ, gọi là thiên cực thần công. Một khi tu hành viên mãn, có thể ngưng tụ ra 1080 đạo thần văn. Chậc chậc, nếu là thế giới này mở ra, chỉ sợ đều đuổi theo đại tôn giả rồi nhỉ. Ha ha ha, những người này vẻ mặt đùa cợt, mặc cho ai cũng nhìn ra, bọn họ đang khinh bỉ Lư Tiểu Bàn cùng với Lôi Đạo. Chu học ngươi một phế vật cũng xứng nói ta, ngươi không phải cũng ở truyền công điện chọn ba lần công pháp. Hừ, một phế vật vĩnh viễn cũng không vào được thượng cung khu, không có tư cách nói ta. Lư Tiểu Bàn, ngươi so với ta càng Sao vậy? Không dám nói ta à? Ngươi mắng ta thử xem. Lưu tiểu bàn nhìn Chu Hạo mặt đỏ lên, vẻ mặt đắc ý. Chu Hạo không dám mắng. Những đệ tử đi cửa sau khác thì cũng thôi đi. Tối đa cũng chỉ là tôn giả đề cử. Sau lưng Chu Hạo cũng có tôn giả. Nhưng mấu chốt là Lưu tiểu bàn không phải người bình thường. Hắn là cháu ruột của Lưu đại tôn. Lô đại tôn cũng rất bao che khuyết điểm. Nếu hắn mắng Lô tiểu bàn là phế vật, nói không chừng tôn giả sau lưng hắn đều phải chịu áp lực của Lô đại tôn. Lưu tiểu bàn, không thể trêu vào thật sự không thể trêu vào hừ chu hạo dứt khoát xoay người rời đi ai cũng biết ở cung khu hạ cung lư tiểu bàn chính là một tên lưu manh mặc dù là phế vật nhưng ai cũng không dám mắng ra miệng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt khi bỉ chu hạo rời đi lư tiểu bàn đắc ý nói ngươi đừng để ý tên phế vật kia sau lưng hắn cũng có một vị tôn giả nhưng đáng tiếc danh ngạch đề cử không cho hắn bất quá chu hạo cũng có chút thiên phú thế mà thông qua khảo hạch tiến vào khu ngoại vi sau đó lại thăng vào cung chính hắn không đi cửa sau, ngược lại thường xuyên nhằm vào những người đi cửa sau chúng ta. Thật ra chính là một tên phế vật, cả đời cũng đừng nghĩ trở thành tôn giả. Lôi đạo nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Lô Tiểu Bàn, trong lòng rất bất đắc dĩ. Đây là cái gì? Sự khinh bỉ giữa đám gà yếu. Một ngày ngắn ngủi ở khu vực Hạ Cung, Lôi đạo đã biết, khu Hạ Cung có một chuỗi khinh bỉ. Những đệ tử từ khu ngoại vi lên vào khu Hạ Cung, khinh bỉ đệ tử đi cửa sau. Lôi đạo, Lư Tiểu Bàn đều thuộc tầng dưới chót nhất của chuỗi khinh bỉ. Được rồi, đi thôi, người lựa chọn Chu Thiên Thần Công, thử một lần cũng không sai. Lô Tiểu Bàn đang định dẫn lôi đạo rời đi, nhưng lôi đạo lại nhìn thoáng qua môn công pháp trên Chu Thiên Thần Công. Thiên cực thần công, lôi đạo ghi nhớ thật sâu trong đầu. Lão Lý, dậy làm việc đi. Lư Tiểu Bàn đi tới trước mặt Lão Lý, gõ gõ bàn. Hà, tuyển xong công pháp rồi. Ánh mắt của Lý Lão Đầu đặt lên người lôi đạo. Dù sao, so với Lão Bánh Quẩy, Lư Tiểu Bàn này, hắn vẫn tương đối chú ý đến khuôn mặt mới của lôi đạo. Tiền bối, ta đã chọn xong rồi. Ồ, công pháp gì? Lão Lý tò mò hỏi. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi thật sự chọn Chu Thiên Thần Công? Ha ha ha, ngu xuẩn giống như Lư Tiểu Bàn lúc trước. Lúc này, Chu Hạo cũng tới, ánh mắt đảo qua trên người Lôi Đạo. Lư Tiểu Bàn lúc này nổi giận, "Chu Hạo, phế vật ngươi còn dám lắm miệng, có tin ta cho ngươi một tháng thay nhau tiếp nhận khiêu chiến hay không?" Ách, Chu Hạo há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì nữa nói đùa cái gì mặc dù toàn bộ đệ tử khu hạ cung đều khinh bỉ lư tiểu bàn nhưng lư tiểu bàn tài đại khí thô a hắn có rất nhiều điểm cống hiến có điểm cống hiến vậy liền có chó săn nếu lư tiểu bàn thật sự nỡ bỏ ra lượng lớn điểm cống hiến để chu hạo không chịu nổi gánh vác tuyệt đối không có vấn đề cho nên lớp này chu hạo khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng cũng không dám nhiều lời nữa ngược lại là chiêu tức nhìn lôi đạo lúc này lão lý cũng phẫn nộ chừng lư tiểu bàn nói lư tiểu bàn Người cứ như vậy để cử công pháp cho lôi đạo. Chu thiên thần công, người cũng không phải không biết, thậm chí người cũng đã từng luyện, cho dù là những thiên tài tuyệt thế ở thượng cung khu kia. Ai có thể lướt thanh, lão lý đầu thật sự phẫn nộ, hắn vốn cảm thấy bản tính của lô tiểu bàn không xấu, thậm chí còn có chút phúc hậu, không nghĩ tới lại, hố, lôi đạo như vậy. Lư tiểu bàn còn chưa nói gì, lôi đạo vội vàng lắc đầu nói, ta không có lựa chọn chu thiên thần công. Lão lý nghe lôi đạo nói vậy mới hết giận, nhàn nhạt nói, cuối cùng người cũng ngốc rồi. Chu Thiên Thần Công không phải thứ ngươi có thể luyện. Nói đi, ngươi chọn môn thần công nào? Ừm, ta chọn Thiên Cực Thần Công. Thiên, Thiên Cực Thần Công. Lão Lý vốn dĩ bất động thanh sắc, nhưng sau khi nghe Lôi Đạo nói xong, lại mở to hai mắt, há to miệng, phảng phất như không thể tin được. Ngay cả Lưu Tiểu Bàn cũng trợn tròn mắt, hắn còn tưởng Lôi Đạo lựa chọn Chu Thiên Thần Công, kết quả thì sao? Lôi Đạo mạnh hơn, trực tiếp chọn Thiên Cực Thần Công. Môn công pháp này ngay cả người sáng tạo cũng không thể luyện thành thậm chí, chỉ là một môn công pháp lý luận mà thôi. Luyện Thần Công, Lý lão đầu vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, "Lôi đạo, ngươi phải nghĩ cho kỹ, đệ tử khu hạ cung chỉ có một cơ hội miễn phí lựa chọn công pháp. Lần sau muốn đổi công pháp, phải trả điểm cống hiến. Có một số người điểm cống hiến thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng trên thực tế, muốn đạt được điểm cống hiến vô cùng khó khăn. Bởi vậy, lần đầu tiên lựa chọn công pháp, nhất định phải thận trọng. Ta có thể cho ngươi tiến vào truyền công điện một lần nữa." lựa chọn công pháp lại lần nữa ta quyết định rồi chính là thiên cực thần công lôi đạo không hề do dự hắn tuy rằng không phải thiên tài đứng đầu nhưng hắn cũng đủ cố gắng ở dưới sự cố gắng của hắn cho tới bây giờ liền không có công pháp hắn không luyện được hắn tin tưởng thiên cực thần công cũng là như thế nếu chưa từng có người luyện thành vậy bắt đầu từ hắn đi lão lý thấy thái độ lôi đạo kiên định cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nói được đây là bản sao chép thiên cực thần công hy vọng ngươi không hối hận trong vòng 3 tháng, nhất định phải trả bản sao lại. Hiểu rõ, vì vậy, Phơi đạo và Lư tiểu bản trực tiếp rời khỏi điện truyền công. Lúc này, Chu Hạo ở phía sau đã cười phá lên. Ha ha ha, Thiên Cực thần công, lại thật sự có người không sợ chết, chọn Thiên Cực thần công, cho dù là kéo dài mặt mũi, Chu Thiên thần công cũng đủ rồi. Thiên Cực thần công, nhiều năm như vậy, người vẫn là đệ tử đầu tiên lựa chọn Thiên Cực thần công. Không hổ là chân thần đi cửa sau tiến vào khu hạ cung quả thực có đảm lược có khí phách lư tiểu bàn trừng mắt chu hạo cũng không dám ở lâu dù sao cũng là âm dương quái khí rời đi lư tiểu bàn cũng đánh giá lôi đạo từ trên xuống dưới một phen cuối cùng nhìn lôi đạo thật sâu thấp giọng nói thật không nhìn ra tiểu tử ngươi thật đúng là thật là lớn mật còn lớn mật hơn cả ta ha 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 nhưng mà ta thích thiên cực thần công thì thiên cực thần công lúc trước ta không phải cũng lựa chọn chu thiên thần công sao không thử một chút làm sao biết mình có phải thiên tài tuyệt thế hay không nhưng người cũng phải chuẩn bị tâm lý một chút chuyện này chỉ sợ sẽ nhanh chóng lan truyền xuống cung khu lôi đạo hiểu được lời nhắc nhở của lý tiểu bàn dựa theo chuỗi khinh bỉ ở khu vực hạ cung chuyện hắn lựa chọn thiên cực thần công chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp hạ cung như vậy hắn sẽ trở thành tầng dưới chót nhất trong chuỗi khinh bỉ có lẽ ngay cả đệ tử đi cửa sau bị khinh bỉ đều sẽ khinh bỉ lôi đạo ai bảo lôi đạo vô thanh vô tức gây ra chuyện cười như vậy có lẽ trong mắt tất cả mọi người lôi đạo lựa chọn thiên cực thần công bản thân nó chính là một trò cười ha ha ta đã quen ta cũng không phải thiên tài đứng đầu nhưng ta cũng đủ cố gắng dưới sự cố gắng của ta một ngày hai ngày không luyện thành thiên cực thần công không có vấn đề gì một tháng hai tháng ta đều sẽ kiên trì cùng lắm thì ba năm tháng tóm lại có một chút thu hoạch chỉ cần một mực cố gắng nhất định có thể luyện thành thần công giọng nói của lôi đạo vô cùng giản dị tự nhiên khiến lư tiểu bàn rất cảm động chỉ là lư tiểu bàn càng nghe sao càng cảm thấy không thích hợp một ngày hai ngày không luyện thành thiên cực thần công coi như ủy khuất còn có thể kiên trì một hai tháng đây chính là cố gắng rồi nghe qua tựa hồ rất có ý chí nhưng lư tiểu bàn lại cảm thấy lôi đạo quá sốc nổi quả thực còn sốc nổi hơn cả hắn vốn dĩ lư tiểu bàn cảm thấy chính mình chính là người sốc nổi nhất trong toàn bộ khu hạ cung không nghĩ tới lôi đạo còn ác hơn được rồi lôi đạo sau này ngươi chính là huynh đệ của ta lôi huynh thiên cực thần công có luyện thành hay không kỳ thật cũng không tính là gì cùng lắm thì đổi một môn khác là được, không cần tạo áp lực quá lớn cho mình. Lôi đạo gật đầu nói, Lưu Huynh yên tâm, ta sẽ không có áp lực quá lớn. Nếu như thiên cực thần công thật sự không cách nào luyện thành, vậy ta cũng chỉ có thể lui lại, lựa chọn luyện chu thiên thần công. Lui lại, chọn luyện chu thiên thần công, ra mặt Lưu Tiểu bàn hơi co lại, hắn cảm giác đã không có cách nào nói chuyện phiếm, chỉ là lôi đạo biểu lộ sao lại nghiêm túc như vậy. Thoạt nhìn, tựa hồ giống như trịnh trọng, đây là đem khoác lát dung nhập bản năng, ngay cả chính mình đều lừa gạt sao thật sự bồi phục được rồi lư tiểu bàn cũng cảm thấy mặc cảm hai người nhanh chóng tách ra lôi đạo cũng quay về cung điện của mình chuẩn bị bắt đầu tu luyện môn thiên cực thần công này lôi đạo nhất một lòng nghiên cứu thần công trong cung điện nhưng toàn bộ hạ cung lôi đạo hiện giờ lại được coi là đại danh đỉnh đỉnh thanh danh cực thịnh thậm chí còn vượt qua lư tiểu bàn bởi vì cũng bởi vì thiên cực thần công một chân thần đi cửa sau như lôi đạo lại lựa chọn tu luyện thiên cực thần công chuyện này quả thực là buồn cười buồn cười giống như lư tiểu bàn lựa chọn chu thiên thần công lúc trước tin tức này hiển nhiên là từ trong miệng chu hạo truyền ra rất nhanh đã chuyển khắp toàn bộ hạ cung thậm chí thân phận liên quan tới lôi đạo cũng bị đào ra nghe nói lôi đạo là võ bất bại tôn giả đề cử tiến vào khu hạ cung chẳng lẽ cùng võ tôn giả có quan hệ mật thiết gì là hậu duệ võ tôn giả hắc hắc võ tôn giả kỳ thật có huyết mạch hậu duệ thậm chí còn có một cái khổng lồ gia tộc nhưng võ tôn giả mấy vạn năm tình nguyện lãng phí danh ngạch đề cử cũng không có đề cử hậu duệ huyết mạch của hắn tiến vào thượng cung khu kỳ thật cũng là bởi vì hậu duệ huyết mạch võ tôn giả không có một cái nào tranh khi đấy cái lôi đạo này tựa hồ cũng không phải võ tôn giả hậu duệ không sai đã điều tra rõ ràng lôi đạo dường như là lúc võ tôn giả chấp hành một nhiệm vụ mang từ bên ngoài về là thiên phú võ tôn giả coi trọng lôi đạo cho nên mới cho lôi đạo một cơ hội thiên phú một người đi cửa sau có thể có bao nhiêu thiên phú vừa mới tiến vào khu hạ cung liền không biết trời cao đất rộng lựa chọn thiên cực thần công quả thực chính là sỉ nhục không sai những người đi cửa sau này đều là sỉ nhục cái này ngược lại không thể nói các tôn giả vì thần công làm ra cống hiến to lớn cho bọn họ hậu duệ thân nhân một ít danh ngạch có thể tiến vào cung khu là đối với công lao các tôn giả khẳng định đề cử danh ngạch vẫn là phải có bằng không thì sao có thể phụ trợ chúng ta càng thêm ưu tú rất nhiều đệ tử chân thần khu hạ cung đều không kiêng nể gì bàn tán đệ tử đi cửa sau mặc dù lưng tựa núi lớn có bối cảnh cực kỳ cường ngạnh nhưng vậy thì như thế nào nơi này chính là cung khu thủ hộ thần cung mỗi một vị đều là thiên tri kiêu tử thậm chí đều có hy vọng trở thành tôn giả bối cảnh thật ra cũng không có tác dụng gì nhiều trừ phi giống như lư tiểu bàn lưng tựa đại tôn vậy rất nhiều đệ tử trong khu hạ cung đều phải kiên kỵ một hai còn sau lưng là tôn giả thật ra cũng không có bao nhiêu kiên kỵ huống chi bọn họ cười nhạo cũng không phải là tôn giả vẻn vẹn chỉ là những đệ tử dựa vào danh ngạch đề cử tiến vào khu hạ cung mà thôi đệ tử đi cửa sau cũng là giận mà không dám nói gì nguyên nhân rất đơn giản ai bảo bọn họ quả thật không có chí tiến thủ đừng nói tiến vào thượng cung khu thời gian vạn năm gần đây dựa vào danh ngạch đề cử tiến vào hạ cung khu đệ tử liền không có một vị nào có thể thăng vào thượng cung khu càng không có một vị nào trở thành tôn giả cùng những đệ tử các nơi mà đến một bước một dấu chân tấn thăng khu thượng cung mà nói đó là cách biệt một trời quan trọng hơn là bọn họ cũng đánh không lại những đệ tử từ khu vực bên ngoài tấn thăng hạ cung đánh thì đánh không lại bối cảnh lại không có tác dụng bọn họ còn có thể làm gì cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng nếu không thật muốn nháo ra chút mâu thuẫn vẫn là bọn họ chịu thiệt bởi vậy bọn họ ngược lại còn âm thầm hận lôi đạo ai bảo bọn họ cảm thấy lôi đạo đang làm náo động đây một người dựa vào cửa sau vậy thì thành thành thật thật đi cửa sau điệu thấp một chút tại sao phải đi lựa chọn thiên cực thần công ngay cả những đệ tử thiên tài đứng đầu từng bước tiến vào cung khu từ bên ngoài khu cũng không dám lựa chọn thiên cực thần công lúc trước lư tiểu bàn lựa chọn chu thiên thần công đã để bọn họ bị cười nhạo một trận nhưng lư tiểu bàn bối cảnh thâm hậu có một gia gia làm đại tôn giả ai cũng không làm gì được lôi đạo có cái gì chẳng qua là may mắn được võ bất bại tôn giả coi trọng cho lôi đạo một danh ngạch đề cử mà thôi hiện tại lôi đạo đã lựa chọn thiên cực thần công hại bọn họ bị trào phúng càng nhiều hơn trong lúc nhất thời, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm hận lôi đạo. Lôi đạo đang bế quan trong cung điện, thậm chí cũng không biết hắn đã trở thành tầng dưới chót nhất của chuỗi khinh bỉ khu hạ cung, tính cả một ít đồng đạo đi cửa sau tầng dưới chót khinh bỉ hắn, tựa như cũng đang khinh bỉ hắn. Thần cung thủ hộ thần, thần điện thủ hộ phía đông, một đám tôn giả nhanh chóng chạy đến. Toàn bộ thủ hộ thần cung chia làm thủ hộ thần điện phương đông, thủ hộ thần điện phương tây, thủ hộ thần điện phương bắc, thủ hộ thần điện phía nam cùng với thủ hộ thần điện tổng cộng có ngũ đại thủ hộ thần điện mỗi một tòa thủ hộ thần điện đều do một tôn đại tôn cao cấp nhất tọa trấn chủ trì thủ hộ thần điện thường ngày công việc ngũ đại thủ hộ thần điện ngoại trừ thủ hộ thần điện bảo vệ thần cung an toàn gia tứ đại thủ hộ thần điện còn lại đều có khu vực riêng của mình phụ trách thủ hộ thần điện đây chính là nắm giữ một mảnh giới vực to như vậy bên trong có vô số đại thế giới cùng tiểu thế giới tự nhiên cần một ít cơ cấu mạnh mẽ đi quản hạt lúc này điện chủ của đông phương thủ hộ thần điện đồng đại tôn cường đại triệu tập tất cả tôn giả đến đây thương nghị đại sự võ bất bại chậm rãi đi vào trong đại điện bá rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía võ bất bại võ bất bại ngồi thẳng trên ghế của mình một vị tôn giả ở bên cạnh nhìn thoáng qua võ bất bại vừa cười vừa nói võ tôn giả ngươi có biết đồng đại tôn triệu tập chúng ta có chuyện gì không không biết hắc hắc ta biết một chút tin tức còn có một chút quan hệ với ngươi có liên quan đến ta võ bất bại hơi kinh ngạc gần đây hắn không đi đâu cả liền đi chân thần giới một chuyến, đồng đại tôn triệu tập nhiều tôn giả như vậy của thủ hộ thần điện phương đông, nhất định là đại sự, có thể có quan hệ gì với hắn. Có phải ngươi đi chân thần giới một chuyến, còn cùng một lão giao long của giao long nhất tộc nổi lên một ít xung đột? Hắc hắc, gần đây giao long nhất tộc sinh sự, cùng đông phương thủ hộ thần điện của ta có một ít xung đột, đồng đại tôn chính là vì việc này triệu tập chúng ta thương nghị. Giao long nhất tộc lại xảy ra chuyện, nhưng cái đó và ta không có quan hệ, lão giao long kia bị ta dọa chạy, chưa động thủ ngược lại một ít huyết giao cùng thanh giao ở chân thần giới chịu thiệt lớn chẳng lẽ giao lòng nhất tộc dám mượn cơ hội sinh sự hừ vậy thì đánh rơi chúng nó tốt nhất là để cho chúng nó biết đau trong mắt vũ bất bại lóe lên một đạo lệ mang hắn đối với giao lòng nhất tộc cũng không có ấn tượng tốt gì quanh năm cùng đông phương thủ hộ thần điện rằng co còn thường xuyên có ma sát nếu không phải giao lòng nhất tộc thế lớn hơn nữa thủ hộ thần cung lại tương đối khắc chế đã sớm cùng giao lòng nhất tộc bạo phát chiến tranh làm sao sẽ chờ tới bây giờ đúng rồi nghe nói ngươi còn mang về một tiểu tử từ chân thần giới thậm chí ngươi còn cho hắn một danh ngạch đề cử trực tiếp tiến vào khu hạ cung không sai làm sao ngươi biết lông mày võ bất bại nhớn lên thật sự có chút kinh ngạc về lôi đạo từ sau khi hắn đề cử lôi đạo tiến vào khu hạ cung trong khoảng thời gian này có chút bận rộn thậm chí quên mất lôi đạo tự nhiên cũng không biết tình huống hiện tại của lôi đạo ha ha ta làm sao biết tiểu tử kia ở hạ cung chính là nhân vật phong vân hắn đi truyền công đi chọn một môn công pháp Người biết là công pháp gì không? Thiên cực thần công, hơn nữa còn cùng tiểu mập mạp lô đại tôn gia kia xen lẫn với nhau, chật chật, hiện tại trốn ở trong cung điện cũng không ra khỏi cửa, không biết đang làm gì. Ta cảm thấy danh ngạch đề cử của ngươi, chỉ sợ là lãng phí. Thiên cực thần công, võ bất bại nhướng mày, trong khoảng thời gian này, hắn quả thực không hiểu rõ tình huống lôi đạo. Nhưng dựa theo hiểu biết của hắn, lựa chọn thiên cực thần công, ngược lại rất giống phong cách của lôi đạo. Dù sao, võ bất bại biết lôi đạo mới chỉ dùng thời gian mấy năm, liền thành tựu chân thần bình thường nhìn giống như rất hiền lành nhưng trên thực tế lôi đạo khẳng định tâm cao khí ngạo nội tâm kiêu ngạo tới cực điểm huống chi lôi đạo còn là giới chủ trong truyền thuyết lôi đạo kiêu ngạo lựa chọn thiên cực thần công cũng chẳng có gì lạ võ bất bại sao ngươi không lo lắng chút nào vậy vị tôn giả này cảm thấy có chút kỳ quái vốn hắn muốn nhìn một chút chuyện cười của võ bất bại giữa hai người cũng rất quen thuộc võ bất bại thật vất vả mới nhìn lầm dùng danh ngạch đề cử chân quý kết quả tiểu tử kia lại không chịu thua kém. Đây là một chút điều hòa nho nhỏ trong những năm tháng dài đằng đẵng giữa những tôn giả này. Cho dù là chuyện cười cũng được, nhưng võ bất bại lại không lo lắng chút nào, giống như cũng không có để ở trong lòng, cái này có chút không quá bình thường. Võ bất bại thản nhiên nói, chưa từng có ai luyện thành thiên cực thần công, nhưng không có nghĩa là nhất định không thể luyện thành. Chủ nhân đã đặt môn công pháp này ở điện truyền công, vậy chứng tỏ, trên lý thuyết là có thể thực hiện. Là có thể tu luyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì còn lôi đạo hắn được ta mang từ chân thần giới ra thiên phú cũng không tệ cho nên ta cho hắn một cơ hội còn về chuyện hắn ở khu hạ cung có thành tựu gì đó là chuyện của hắn ta sẽ không can thiệp ô nghe giọng điệu của ngươi hình như còn có lòng tin rất lớn đối với tiểu gia hỏa kia thật sự là kỳ quái đây chính là thiên cực thần công a cho dù là chúa tể nghiệm chứng qua đồng thời đặt nó ở truyền công điện nhưng nhiều năm như vậy có ai luyện thành qua xem ra tiểu gia hỏa này có chút chỗ khác biệt ta ngược lại phải chú ý một phen. Vị tôn giả này hiểu rất rõ võ bất bại, ngay cả võ bất bại cũng không quá lo lắng, tự hồ lời thể son sắt, đối với Lôi đạo còn có phần có lòng tin, đây cũng không phải là võ bất bại trong ấn tượng của hắn. Dầm dầm, bỗng nhiên, tất cả tôn giả đều đứng lên, một nam tử trung niên dáng người khôi vĩ đi tới trên đại điện. Bái kiến đại tôn, nam tử nhìn rất uy nghiêm này chính là Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện điện chủ, Đồng đại tôn. Một vị điện chủ, còn là đỉnh cấp đại tôn, cho dù là ở trong minh giới minh mông đều là nhân vật uy danh hiển hách, gần với chúa tể, chính là một trong những nhân vật trung tâm của thủ hộ thần cung. Tất cả ngồi xuống đi, đồng đại tôn đợi mọi người ngồi xuống, thần sắc trầm xuống, lập tức mở miệng nói, lần này triệu các vị tôn giả đến đây, đích xác có một đại sự. Giao Long nhất tộc không có việc gì làm, gần đây lại tấn công vài tiểu thế giới của thủ hộ thần cung ta. Mấy năm nay, chúng ta đối với Giao Long nhất tộc có nhiều nhượng bộ, nhưng đây không phải lý do để Giao Long nhất tộc được một tấc lại muốn tiến một thước lần này bản tọa chỉ có một yêu cầu đó chính là đánh đánh cho giao lòng nhất tộc đau từ đâu tới thì đánh về nơi đó tôn giả trong giao lòng nhất tộc bản tọa cho phép các ngươi chém giết trong lòng mọi người dùng mình ngay cả tôn giả cũng cho phép chém giết lần này đồng đại tôn hiển nhiên là vô cùng tức giận chỉ sợ không phải giao lòng nhất tộc xâm lấn mấy tiểu thế giới đơn giản như vậy rất có thể những tiểu thế giới kia đều bị hủy nếu không dưới tình huống thủ hộ thần cung luôn luôn khắc chế giao lòng nhất tộc đồng đại tôn sẽ không tức giận như vậy. Tốt, rốt cục có cơ hội, lần này nhất định phải hảo hảo chiến cái đủ. Ha ha ha, không tệ, ta đã sớm nhìn những con rắn kia không vừa mắt, lần này có thể chém giết một ít trùng trưởng ra, cho những con rắn kia một chút giáo huấn. Những con trùng dài kia, cho là thủ hộ thần cung chúng ta sợ bọn họ. Hừ, bất quá là thủ hộ thần cung chúng ta bị thế lực khác kiềm chế mà thôi. Chém giết mấy con trùng già vẫn không thành vấn đề, vừa nghe đến muốn khai chiến với giao long nhất tộc, những tôn giả này đều rất hưng phấn bọn họ đều trưởng thành trong chiến đấu làm sao sợ hãi chiến đấu huống chi chân thần trong nhân loại nhất là tôn giả vị nào không phải đã trải qua vô số lần chiến đấu về phần chiến đấu có thương vong những tôn giả này căn bản cũng không thèm để ý tốt quy củ cũ một ngày chuẩn bị nên dặn dò thì dặn dò nên chuẩn bị thì chuẩn bị một ngày sau xuất phát đồng đại tôn nói xong cả người trực tiếp biến mất đông đảo tôn giả trong đại điện cũng đều nhanh chóng rời đi dù cho bọn họ nói hưng phấn tâm tình kích động hơn nữa, nhưng chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, nói không chừng bọn họ sẽ vẫn lạc. Tôn giả cũng sẽ vẫn lạc, thậm chí số lượng vẫn lạc còn không ít, đây chính là chiến tranh, đây cũng là tình cảnh của tu hành giả nhân loại ở minh giới. Khu hạ cung, cân điện lôi đạo, bốn vị thị nữ bây giờ đều là mặt mày ủ rũ, lấy nguyệt hình cầm đầu, cuộc sống của bốn vị thị nữ gần đây cũng không dễ chịu. Nếu đã lựa chọn trở thành thị nữ, vậy thì có chuẩn bị tâm lý nhất định. Đi theo một chủ nhân tư chất bình thường cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng đi theo lôi đạo, suốt một tháng, các nàng ở hạ cung lại không ngừng đầu lên được. Ở cùng một chỗ với thị nữ của cung điện khác, đều không tự giác muốn thấp hơn một đầu, thậm chí còn thường xuyên bị chế nhạo. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân của các nàng bây giờ đều trở thành trò cười của toàn bộ khu hạ cung. Nguyệt Hinh Tỷ, đã tròn một tháng rồi, chủ nhân còn chưa xuất quan, có phải tu luyện gặp vấn đề hay không? Nghe nói công pháp chủ nhân lựa chọn là thiên cực thần công đây chính là công pháp lý luận hoàn toàn xứng đáng với toàn bộ thủ hộ thần cung mặc dù được xưng là đệ nhất thần công giai đoạn chân thần nhưng môn thần công này phóng tầm mắt nhìn cả ngũ đại thần cung của nhân loại đều không có người luyện thành ngay cả vị đại tôn sáng chế môn thần công này tựa hồ cũng không có luyện thành ai vốn cho rằng tìm được chủ nhân về sau có thể nhất phi trùng thiên thậm chí ngay cả gia tộc biết ta tìm được chủ nhân hạ cung khu cũng đã chuẩn bị cho ta các loại tài nguyên tu hành giúp ta tu hành nhưng hiện tại loại tình huống này gia tộc chỉ sợ sẽ không cho ta bất kỳ tài nguyên nào nữa. Về sau còn không biết làm sao bây giờ. Các thị nữ đều hướng Nguyệt Hinh kể khổ, nhưng nội tâm Nguyệt Hinh làm sao không phải là áp lực to lớn. Chỉ là ở khu hạ cung, những thị nữ như các nàng kỳ thật cũng là một cái vòng tròn, hơn nữa thường xuyên giao lưu. Sau khi lôi đạo trở thành trò cười của khu hạ cung, liền đới những thị nữ các nàng ở trong vòng tròn cũng bị chế giễu cùng xa lánh. Im ngay, chuyện của chủ nhân không được bàn tán lung tung. Các ngươi phải nhớ cho rõ, chúng ta là thị nữ của chủ nhân, bất kể như thế nào cũng không thể bàn tán chủ nhân ở sau lưng. Hơn nữa, sinh tử của chúng ta thậm chí đều nắm giữ ở trên tay chủ nhân, cho dù sau này chủ nhân rời khỏi khu hạ cung, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo chủ nhân. Nữ khí Nguyệt Hinh nghiêm khắc quét qua những thị nữ này một cái. Có lẽ các nàng còn chưa hoàn toàn quen thuộc thân phận của mình. Các nàng đã là thị nữ, tính mạng của gia đình đều gắn bó trên người một mình lôi đạo. Cho dù lôi đạo có suy tàn đến đâu, nhưng chỉ cần một câu nói của hắn, những thị nữ này của các nàng sẽ bị xử phạt, bọn họ đã buộc chặt với lôi đạo, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng Nguyệt Hình cũng biết tiếp tục như vậy không được, chủ nhân nếu tu luyện Thiên Cực Thần Công thất bại, vậy phải lựa chọn môn công pháp thứ hai. Vậy cần lượng lớn điểm cống hiến, chủ nhân mới đến, nơi nào có điểm cống hiến, chúng ta phải nghĩ biện pháp cho chủ nhân, vô luận là gia tộc hay thế lực phía sau các ngươi, hoặc là trên người các ngươi có bảo vật gì, đều lấy hết ra, dốc hết toàn lực tích góp một ít điểm cống hiến cho chủ nhân chủ nhân có thể tiến thêm một bước, như vậy chúng ta cũng mới có thể tiến thêm một bước, các ngươi đã rõ chưa? Chúng ta hiểu rồi, nhất định dốc hết toàn lực đi gom góp bảo vật. Mấy vị thị nữ đều cắn răng, dù trong lòng không muốn, nhưng cũng biết lời Nguyệt Hình rất có đạo lý. Cho dù là vì chính các nàng, các nàng cũng phải trợ giúp lôi đạo tu hành. Nếu không, lôi đạo không thể tu hành, các nàng cũng sẽ không có tương lai. Lúc này, lôi đạo đang ở trong mật thất, thậm chí hắn còn không biết ngay cả thị nữ của mình cũng rất yêu sầu vẫn không được, cố gắng một tháng, tựa như cũng không thể làm cho dị năng thăng cấp xong. Lôi đạo có chút phiền muộn, hắn thật sự cố gắng, nhưng không có dị năng, hắn cũng rất tuyệt vọng. Còn thiên cực thần công, ừm, lôi đạo chỉ nhìn thoáng qua rồi ném sang một bên, cố gắng để dị năng hoàn thành thăng cấp, sau đó xuất hiện trở lại, đây mới là phương hướng mà lôi đạo cố gắng. Dị năng thăng cấp xong xuôi, xin chú ý kiểm tra, đang lúc lôi đạo thử nghiệm xem xét tình huống dị năng, đột nhiên, trước mắt lôi đạo hiện ra một tin tức như vậy dị năng thăng cấp xong rồi trong lòng lôi đạo cả kinh suốt một tháng lôi đạo đều ở trong trạng thái không có dị năng để dùng loại cảm giác này khiến cho lôi đạo cảm thấy sâu trong nội tâm trống vắng rất không dễ chịu hiện tại rốt cuộc dị năng đã trở lại lôi đạo lại cảm giác được vô cùng phong phú thế là lôi đạo lập tức điều động dị năng muốn nhìn xem lần thăng cấp dị năng này đến tột cùng có biến hóa gì họ tên lôi đạo 27, hình thái sinh mệnh chân thần Tuổi thọ, 1 tỷ 150 triệu 003 nghìn năm 4 tháng. Thần văn, năm đạo, có thể tăng lên, lôi đạo nhìn số liệu dị năng của hắn, thiếu một số thứ không cần thiết, có thêm một hình thái sinh mệnh. Hình thái sinh mệnh trước mắt của lôi đạo là chân thần. Điều lôi đạo quan tâm nhất là tuổi thọ, tuổi thọ trọn vẹn 11 vạn 5 ngàn năm, thoáng cái đã tăng thêm 11 vạn năm tuổi thọ. Điều này khiến lôi đạo cực kỳ chấn động, hơn 10 vạn năm thọ mệnh. Hiện tại lôi đạo cũng mới chỉ có 27 tuổi mà thôi, thoáng cái đã có được 11 vạn năm thọ mệnh, nội tâm tự nhiên cực kỳ rung động. Bất quá, lôi đạo ngay cả 100 tuổi cũng không có, bởi vậy, 11 vạn năm thọ mệnh này, trên thực tế cũng chỉ là một cái, số, mà thôi, đối với lôi đạo mà nói, trùng kích có lẽ sẽ có, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Trên số liệu dị năng còn có thêm một thần văn, trước mắt lôi đạo có 5 thần văn, mà thứ khiến lôi đạo cảm thấy hứng thú nhất chính là phía sau thần văn, dường như còn có thể trực tiếp tăng lên lôi đạo lập tức nghĩ đến đặc điểm của dị năng trực tiếp tăng lên vậy nhất định sẽ tiêu hao tuổi thọ nhưng mà hiện tại lôi đạo tài đại khí thô có thể trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên thần văn đó căn bản cũng không tính là gì vì vậy lôi đạo lập tức tập trung chú ý vào thần văn có phải tiêu hao một vạn năm thọ mệnh để tăng lên một đạo thần văn không ách lôi đạo mở to hai mắt giống như không thể tin được không phải một trăm năm không phải một ngàn năm mà là một vạn năm một vạn năm thọ mệnh Kết quả chỉ có thể tăng lên một đạo thần văn. Dựa theo đặc điểm của dị năng, một vạn năm thọ mệnh, gần như tương đương với chân thần tu hành 10 vạn năm. Nói cách khác, dị năng phán định, Lôi Đạo cần thời gian 10 vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một đạo thần văn. Thiên phú này, đã không thể dùng chênh lệch để hình dung, mà là cực kém, sao có thể? Tốt xấu gì ta cũng đã thành tựu chân thần, Lôi Đạo nhíu mày, thật ra hắn cảm thấy bản thân vẫn được, có thể trở thành chân thần, tuy dựa vào cố gắng của bản thân nhưng Lôi Đạo vẫn luôn cảm thấy thật ra thiên phú của hắn cũng không quá kém. Nhưng bây giờ, dị năng lại phải tiêu hao một vạn năm thọ mệnh mới tăng lên cho lôi đạo một đạo thần văn. Cái này có ích lợi gì? Cho dù lôi đạo có tiêu hao toàn bộ thọ mệnh cũng chỉ có thể ngưng tụ ra được 11 đạo thần văn mà thôi. Cộng thêm 5 đạo thần văn hiện tại, hắn cũng chỉ mới có 16 đạo thần văn. 16 đạo thần văn có thể làm gì? Không làm được gì cả. Trên lý luận, tuy rằng 10 đạo thần văn có thể thử mở thế giới ở trong cơ thể, nhưng trên thực tế mười mấy đạo thần văn liền thử mở ra thế giới trong cơ thể vậy cơ hồ chính là tự tìm đường chết cùng tự sát không có gì khác nhau xem ra không phải thiên phú của ta kém mà là trực tiếp ngưng tụ thần văn phải ở thời điểm mấu chốt nhất mới sử dụng dị năng lôi đạo tin chắc rằng thiên phú của hắn thật sự không kém về phần tại sao hắn ngưng tụ một đạo thần văn đắt đỏ như vậy cần tiêu hao nhiều thọ mệnh như vậy có lẽ là bởi vì công năng này vốn không phải dùng để tu hành bình thường mà là tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng mấu chốt lần này dị năng thăng cấp lôi đạo cảm thấy chắc hẳn là dị năng cũng đang thích ứng với minh giới sau khi thăng cấp dị năng có thể trực tiếp ngưng tụ ra thần văn điều này rất không dễ dàng cũng chỉ có dị năng mới có thể làm được trong mắt của lôi đạo dị năng vẫn tràn đầy thần bí lôi đạo lại trở về vấn đề hiện thực một vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một đạo thần văn làm sao bây giờ đây là một vấn đề vô cùng thực tế lôi đạo muốn tu hành vậy nhất định phải ngưng tụ thần văn, như thế mới có thể đề cao thực lực, mới có cơ hội mở ra thể nội thế giới, thành tựu tôn giả. Đúng rồi, còn có thiên cực thần công, còn có công pháp. Tu hành cần công pháp, không tu hành công pháp. Trực tiếp liền đốn ngộ ngưng tụ thần văn, gần như không có khả năng. Sau khi khóe mắt lôi đạo liếc qua quyển thiên cực thần công kia, hắn cảm thấy hai mắt sáng ngời. Trước đó hắn quá kích động, chỉ lo dị năng xuất hiện, lại quên mất, tu hành là cần công pháp. Bất cứ tu hành giả nào, đều cần công pháp mới có thể tu hành. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào đốn ngộ ngưng tụ thần văn. Nhưng cơ hội đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, coi như là chúa tể, cũng không có khả năng dựa vào đốn ngộ liền lập tức ngưng tụ ra vô số đạo thần văn, từ đó mở ra thể nội thế giới, thành tựu tôn giả. Thiên cực thần công, Lôi đạo mở ra thiên cực thần công rời đi. Môn thần công này, Lôi đạo một tháng sau gần như chưa từng lật qua, hắn vẫn luôn cố gắng tìm kiếm dị năng, muốn để dị năng tái hiện ngược lại quên đi công pháp. Hiện tại, lôi đạo liếc nhìn thiên cực thần công, môn thần công này tổng cộng chia làm 9 tầng. Tu thành tầng thứ nhất, có thể ngưng tụ ra 4 đạo thần văn. Tu thành tầng thứ hai có thể ngưng tụ ra 8 đạo thần văn. Tu thành tầng thứ ba có thể ngưng tụ ra 16 đạo thần văn. Cứ thế mà suy ra, hầu như số lượng thần văn ngưng tụ mỗi tầng đều tăng gấp bội. Mãi cho đến tầng thứ 9, trực tiếp ngưng tụ ra 1080 thần văn kinh khủng. Không sai, không sai, Môn thần công này không hổ là đệ nhất thần công của ngũ đại thần cung chân thần, thậm chí ngay cả chu thiên thần công cũng không sánh bằng. 1080 đạo thần văn, thật không thể tin nổi, chỉ là không biết tăng lên môn thần công này cần tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ. Lôi đạo trước tiên nghĩ đến dùng dị năng để đề thăng thiên cực thần công, dù sao, phương thức như vậy, lôi đạo đã vô cùng thuần thục. Chỉ là, khi hắn điều động dị năng, lại phát hiện thiên cực thần công không có nhập môn. Thần công không có nhập môn, là không thể dùng dị năng tăng lên. Ai, vẫn phải nhập môn trước, muốn nhập môn, phải hiểu rõ nguyên lý của thiên cực thần công. Lôi đạo cảm thấy vẫn rất phiền phức, trực tiếp tăng lên không tốt sao, lại còn cần nhập môn, muốn hiểu rõ nguyên lý của thiên cực thần công, vậy thì phải cẩn thận nghiên cứu thiên cực thần công. Vì vậy, lôi đạo cũng chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu thiên cực thần công, hoặc là nói là pháp môn tu hành chân thần dai, lôi đạo cũng là lần đầu tiên nghiên cứu. Dần dần, lôi đạo cũng bị nội dung của thiên cực thần công hấp dẫn. Trên thực tế, một khi người tu hành thành tựu chân thần đó chính là một loại hình thái sinh mệnh khác hoặc là nói là một loại năng lượng thể bao gồm thần thể kỳ thật đều thuộc về năng lượng tràn đầy năng lượng nổ tung chỉ là mật độ năng lượng vô cùng cao tu hành giả nhân loại nhất là chân thần muốn tiến thêm một bước không thể đi con đường bình thường không thể một mực mài giũa thần thể cho dù ngưng tụ thần văn tăng cường thần thể trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ là chuẩn bị cho việc mở ra thể nội thế giới tiếp theo mà thôi tôn giả, mạnh nhất là thế giới trong cơ thể, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tu hành giả nhân loại và các chủng tộc khác ở minh giới. Những chủng tộc khác, ví dụ như giao long nhất tộc, bọn chúng rèn luyện chính là thân thể, bọn chúng cảm thấy thân thể mới là căn bản. Chỉ cần rèn luyện thân thể, cuối cùng nhất sẽ siêu thoát. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, giao long nhất tộc đều đang rèn luyện thân thể. Làm như vậy, tự nhiên có ưu thế, đó chính là từng bước, chỉ cần thân thể đạt đến, vậy sẽ đột phá cảnh giới hơn nữa rất không dễ dàng giết chết, năng lực bảo mệnh tương đối cao. Nhưng mà, cũng có nhược điểm, tệ đoan chính là hao phí thời gian quá dài, nhưng điều này đối với giao long nhất tộc mà nói, không tính là tai hại quá lớn, dù sao, giao long nhất tộc trời sinh tuổi thọ đã kéo dài, tuổi thọ so với tu hành giả nhân loại còn dài hơn rất nhiều. Nhân loại lại không thể tu hành như vậy, nếu thật tu hành như vậy, đoán chừng nhân loại hiện tại cũng không có bao nhiêu tôn giả, chớ nói chi là chúa tể. Nhân loại có phương thức tu hành đặc biệt, đó chính là thể nội thế giới. Chỉ cần thân thể đạt tới trình độ nhất định, có thể chịu đựng được lực lượng khủng bố bộc phát khi thể nội thế giới mở ra, vậy sẽ có lột xác về chất, do đó có được một tòa thể nội thế giới. Đương nhiên, thể nội thế giới so với tiểu thế giới chân chính thì kém xa. Nhưng đó là lực lượng khủng bố hơn nhiều so với việc điều động tất cả lực lượng trong thế giới này, còn hơn xa so việc trở thành giới chủ. Loại hệ thống tu hành này kỳ thật cũng là nhân loại căn cứ theo giới chủ trong truyền thuyết. Từ đó sáng chế ra hệ thống tu hành ưu điểm lớn nhất của hệ thống tu hành này chính là nhanh. Chỉ cần có đủ thiên phú, mở ra thể nội thế giới, lập tức có thể trở thành tôn giả. Có lẽ chỉ cần mấy ngàn năm trên vạn năm, so với những chủng tộc khác, cần phải chịu khổ mấy chục vạn năm mới có thể thành tựu tôn giả, đây chính là ưu thế quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân nhân loại có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi ở minh giới. Đồng thời hiện giờ đang phát triển không ngừng, cho dù thời gian nhân loại sinh ra ngắn hơn so với chủng tộc khác, nhưng cũng đã thành một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Đây là nguyên lý tu hành của chân thần đến tôn giả. Mà Thiên Cực Thần Công, kỳ thật chính là tham khảo nguyên lý như vậy. Thiên Cực Thần Công là một vị đại tôn đỉnh cấp, là tồn tại cường đại chỉ đứng sau chúa tể, hao phí vô số năm tâm huyết. Lúc này mới sáng chế ra, vừa mới bắt đầu, ngay cả chúa tể của Ngũ Đại Thần Cung nhân loại cũng chấn động. Dù sao, lập ý của Thiên Cực Thần Công thật sự quá cao, một khi có thể mở rộng, vậy đối với toàn bộ nhân loại mà nói, nhất định có chỗ tốt không thể đánh giá. Chỉ tiếc, hiệu quả quảng bá thật không tốt, bởi vì không có gì khác, không ai có thể luyện thành môn thần công này. Chân thần bình thường ngưng tụ thần văn, đó là mượn các loại thiên tài địa bảo, chậm rãi lợi dụng sáng giới chi lực của mình, kích thích thần thể, ngưng tụ ra thần văn. Hoặc là lĩnh ngộ quy tắc của tiểu thế giới, đại thế giới, dùng các loại quy tắc vào một thân, cũng có thể ngưng tụ ra thần văn. Nhưng thiên cực thần công thì khác, nó mượn thế giới lực để tu hành. Mà thế giới lực, chỉ có cường giả tôn giả trở lên mới có. Chỉ là, vị tôn giả nào có thể một mực dùng thể nội thế giới chi lực đến trợ giúp chân thần tu hành. Đó căn bản không có khả năng, thế giới lực, cần thế giới lực mới có thể nhập môn. Vậy ta cần tìm một vị tôn giả giúp ta một tay. Tôn giả mà Lôi Đạo quen biết, cũng chỉ có võ bất bại. Nhưng lỡ như võ bất bại không giúp đỡ thì sao? Không đúng, thế giới lực không chỉ có tôn giả có, giới chủ cũng có thể điều động thế giới lực. Ta không phải giới chủ của chân thần giới sao? Trong lòng Lôi Đạo khẽ động. Xem ra môn thần công này đúng là có duyên với hắn. Vừa vặn hắn là giới chủ, có thể điều động thế giới lực, cũng không cần tôn giả hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng không kịp chờ đợi mà chuẩn bị xuất quan, đi tới chân thần giới. Lôi Đạo mở mật thất ra, đám người Nguyệt Hinh vội vàng nghe tin chạy đến. "Chủ nhân." Đám người Nguyệt Hinh mong đợi nhìn Lôi Đạo, chỉ là khí tức trên người Lôi Đạo lại không có bất kỳ biến hóa nào, điều này không khỏi làm cho sắc mặt mấy vị thị nữ hơi tối sầm lại. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu nếu như thiên cực thần công dễ dàng luyện thành như vậy, vậy thì không phải là chân thần giai đoạn đệ nhất thần công. Nguyệt Hinh, các ngươi có việc, lôi đạo nhìn thấy biểu hiện của mấy thị nữ dường như có chút không đúng. Nguyệt Hinh cắn răng một cái nói, chủ nhân, đây là 500 điểm cống hiến mà mấy người chúng ta góp ra, có thể có chút ít, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng đổi được một môn công pháp, chúng ta đặc biệt hiến cho chủ nhân. 500 điểm cống hiến, kỳ thật không tính là ít. Theo lôi đạo biết, điểm cống hiến của thủ hộ thần cung cần dùng công lao để đổi. Những công lao này chia làm công nhỏ và công lớn. Một cái công nhỏ, đó chính là 100 điểm cống hiến, một cái công lớn, chính là 1.000 điểm cống hiến. Đám người Nguyệt Hinh gom ra 500 điểm cống hiến, đã tương đương với 5 lần tiểu công. Là thế lực sau lưng các ngươi gom góp ra? Lôi Đạo nhướng mày hỏi, là chúng ta thông báo gia tộc và thế lực sau lưng, còn có một số bảo vật trên người chúng ta, chấp vá lung tung mới đổi được những điểm cống hiến này. Nguyệt Hinh đổi điểm cống hiến, dùng danh nghĩa Lôi Đạo, thị nữ cũng có tư cách làm như vậy. Nói cách khác, những điểm cống hiến này thật ra đã là tất cả của Lôi đạo. Nhưng Lôi đạo cũng rất rõ ràng, đừng nhìn chỉ có 500 điểm cống hiến, nhưng đây nhất định là toàn bộ tài sản của đám người Nguyệt Hinh, thậm chí còn hứa hẹn với một ít thế lực gia tộc sau lưng. Tóm lại, 500 điểm cống hiến này rất không dễ dàng, cũng là sự ủng hộ của các nàng đối với Lôi đạo. Các ngươi là sợ ta không luyện thành Thiên Cực thần công? Lôi đạo cũng không ngu, thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ dụng ý của đám người Nguyệt Hinh hiện tại các nàng và lôi đạo là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục lôi đạo nếu không luyện thành thiên cực thần công lại không có điểm cống hiến đổi công pháp khác ở khu cung điện của hạ cung vậy thì không sai biệt lắm phế đi nguyệt hinh tự nhiên không muốn nhìn thấy lôi đạo bị phế đi không dám đám người nguyệt hinh vội vàng cúi đầu nghi ngờ chủ nhân đây chính là tối kỵ được rồi tâm ý của các ngươi ta đã biết điểm cống hiến liền nhận trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị rời khỏi hạ cung khả năng không bao lâu nhiều nhất mấy tháng các ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp liên hệ ta. Lôi đạo cũng không nhiều lời, chuyện 500 điểm cống hiến, hắn chỉ ghi tạc trong lòng. Nếu mấy thì nữ này biểu đạt quyết tâm cùng hắn, buộc chung một chỗ, vậy sau này Lôi đạo đối với các nàng tự nhiên sẽ không ít chỗ tốt. Ngươi chuẩn bị về chân thần giới. Lôi đạo vừa dứt lời, bên tai hắn liền truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Tiền bối, không, tôn giả, Lôi đạo mở to hai mắt, ánh mắt lập tức rơi xuống phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người võ bất bài tôn giả thủ hộ thần cung bái kiến tôn giả đám người nguyệt hình càng giật mình kêu lên vội vàng quỳ dạp xuống đất hành lễ đối với các nàng mà nói một vị tôn giả hơn nữa còn là tôn giả thủ hộ thần cung đây chính là đại nhân vật khó lường tất cả thế lực sau lưng các nàng đều phải cúi đầu với vị tôn giả này chớ nói chi là các nàng tôn giả làm sao biết ta muốn về chân thần giới lôi đạo tương võ bất bại tiến vào kinh ngạc hỏi hắn muốn trở về chân thần giới cũng là ý niệm vừa mới có thôi thậm chí cũng mới vừa vặn làm ra quyết định. Người đã lựa chọn Thiên Cực Thần Công, đây là thần công đệ nhất hoàn toàn xứng đáng với năm đại thần cung, không có cái thứ hai. Cho dù chủ nhân đều thông qua nghiệm chứng, chứng tỏ trên lý thuyết môn thần công này không có vấn đề gì. Với sự kiêu ngạo của ngươi, đương nhiên muốn luyện thành Thiên Cực Thần Công, mà điều kiện hàng đầu để luyện thành Thiên Cực Thần Công chính là cần thế giới chi lực. Ngươi quá nửa không chịu tìm ta, tự nhiên phải về chân thần giới, dù sao, ở chân thần giới, ngươi cũng có thể điều động thế giới chi lực võ bất bại ngược lại hiểu rất rõ tình huống của lôi đạo lôi đạo đường đường là giới chủ mấy năm đã thành tựu chân thần há có thể không có kiêu ngạo của mình người khác đều nói lôi đạo không biết trời cao đất rộng hoặc là cam chịu lựa chọn thiên cực thần công nhưng võ bất bại lại biết nếu lôi đạo đã lựa chọn vậy thì nhất định phải luyện thành hơn nữa là không tiếc bất cứ giá nào đều phải luyện thành càng quan trọng hơn là lôi đạo có tư cách như vậy lôi đạo là giới chủ giới chủ trong truyền thuyết có thể điều động thế giới lực đối với tu luyện thiên cực thần công, thật ra là có giúp ích rất lớn. Tôn giả, ngươi không gian dạy ta lựa chọn thiên cực thần công sao? Lôi đạo có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đang bế quan, nhưng trên thực tế cũng biết, bên ngoài khẳng định châm chọc khiêu khích hắn. Thậm chí ngay cả thị nữ của hắn cũng lo lắng như vậy. Nhịn không được chắp vá lung tung góp 500 điểm cống hiến, không phải là cảm thấy lôi đạo không cách nào luyện thành thiên cực thần công, để cho lôi đạo sớm ngày đổi công pháp khác sao? Ngay cả thị nữ cũng không có lòng tin với lôi đạo, chẳng lẽ võ bất bại còn có lòng tin với lôi đạo gian dây vì sao phải gian dây ha 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 người phi thường làm chuyện phi thường huống chi người thủ hộ thần cung cũng không biết sự tích trước kia của ngươi ngươi là một người thiện sáng tạo kỳ tích ngươi cho rằng danh ngạch đề cử của bổn tọa rất dễ đạt được sao ngươi cũng quá coi thường bổn tọa rồi bổn tọa nếu không xem trọng ngươi há sẽ cho ngươi một danh ngạch đề cử quý giá được rồi lần này bổn tọa đến cũng là muốn giúp ngươi một tay giúp ngươi nhập môn thiên cực thần công ngươi cũng không cần phải trở về chân thần giới từ xa nữa. Trước tiên nhập môn, rồi suy đoán cho kỹ, đợi đến khi suy đoán xong, hoặc là có lĩnh ngộ, rồi trở về chân thần giới cũng không muộn. Thì ra, võ bất bại đặc biệt đến đây là vì trợ giúp lôi đạo một tay, trợ giúp lôi đạo tu hành. Thật ra trong lòng lôi đạo rất cảm kích, hắn cảm thấy mình đã gặp được chi kỷ, ở thủ hộ thần cung xa lạ, tất cả mọi người đều không có lòng tin đối với hắn, tất cả mọi người đều châm chọc khiêu khích. Chỉ có võ bất bại, vẫn như cũ lý giải hắn, vẫn đối với hắn có lòng tin chỉ là phần tín nhiệm này đã thành ý tràn đầy trong khoảng thời gian này võ bất bại vẫn luôn không có tới tìm lôi đạo cũng không có bất kỳ tin tức gì thậm chí lôi đạo còn cảm thấy võ bất bại không hề chú ý tới hắn nữa ném hắn ở thủ hộ thần cung nhưng không nghĩ tới võ bất bại lại đặc biệt đến đây hao phí thế giới lực trợ giúp lôi đạo tu hành cho dù là gia gia của lô tiểu bàn chỉ sợ cũng không làm được như vậy tiểu tử cảm thụ thế giới chi lực cho tốt đừng để ta uổng phí sức lực nói xong lôi đạo cảm giác được trời đất quay cuồng ngay sau đó một cỗ lực lượng to lớn trực tiếp bao phủ trên người hắn lực thế giới đây chính là thế giới lực lôi đạo không có thời gian suy nghĩ nhiều mà là nín thở ngưng thần toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong thế giới lực đồng thời toàn lực vận chuyển thiên cực thần công thế giới lực không ngừng cọ rửa trong cơ thể lôi đạo cho dù lôi đạo đã ngừng tụ ra năm đạo thần văn nhưng theo thế giới chi lực cọ rửa lôi đạo lại cảm giác thần thể của mình tiến thêm một bước tăng cường tựa hồ mơ hồ muốn ngưng tụ ra đạo thần văn thứ sáu. Đây gần như là tôn giả đang trợ giúp chân thần tu hành. Nhưng đối với tôn giả mà nói, tiêu hao cũng phi thường to lớn. Không có tôn giả nào sẽ dùng loại biện pháp này đến trợ giúp chân thần tu hành. Dù sao, coi như có thể trợ giúp chân thần ngưng tụ ra một hai đạo thần văn, lại có ý nghĩa gì? Nhưng lôi đạo không phải vì ngưng tụ thần văn, hắn là vì tu hành thiên cực thần công. Theo thế giới chi lực không ngừng cọ rửa thần thể, lôi đạo cũng mượn thế giới chi lực của võ bất bại dần dần đối với thiên cực thần công có một cái trực quan hơn càng hiểu rõ sâu hơn thậm chí hắn đã bắt đầu thực hành lý luận của thiên cực thần công ông cũng không biết qua bao lâu lôi đạo cảm thấy toàn thân chấn động thiên cực thần công của hắn đã nhập môn loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ thiên cực thần công thật sự là có thể nhập môn thậm chí tu hành mấy tầng trước cũng không có bất cứ vấn đề gì nếu không chúa tể cũng sẽ không đem nó đặt ở truyền công điện nhưng thiên cực thần công khó ở chỗ không cách nào viên mãn cũng chính là tầng thứ 9 không cách nào luyện thành, thậm chí đừng nói tầng thứ 9, ngay cả tầng thứ 5 cũng không có người có thể luyện thành. Người đã từng tu luyện thiên cực thần công xuất sắc nhất, cũng mới vẻn vẹn luyện thành tầng thứ 4 mà thôi, chỉ ngưng tụ ra 32 đạo thần văn. Thoạt nhìn tựa hồ rất không tệ, nhưng lại hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Kết quả dù thế nào cũng không thể nâng cao một bước, không thể trùng kích cảnh giới tôn giả. Chính là bởi vì cao nhất cũng mới luyện thành tầng thứ tư, vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, ngay cả trùng kích tôn giả chi cảnh cũng làm không được, chớ nói chi là tiến vào thượng cung khu. Bởi vậy, cái gọi là đệ nhất thần công này gần như liền trở thành gân gà, không có người sẽ lựa chọn môn thần công này. Nếu như có người luyện thành tầng thứ 6, ngưng tụ ra 128 đạo thần văn, vậy thì phi thường khủng bố. Dù sao tiến vào thượng cung khu cũng mới vẻn vẹn chỉ cần 9981 đạo thần văn mà thôi. Thậm chí còn nhiều hơn mấy chục đạo thần văn so với tiêu chuẩn thấp nhất của thượng cung. Cho dù là trong số đệ tử chân truyền ở khu thượng cung, 128 đạo thần văn đều là người nổi bật. Nói như vậy, thiên cực thần công chỉ sợ mới là đệ nhất thần công danh xứng với thực. Chỉ tiếc, cho đến nay, không ai có thể luyện thành tầng thứ sáu. Phù, võ bất bại thu hồi thế giới lực, nhìn dáng vẻ của hắn, sắc mặt đều có chút trắng bệch, hiển nhiên, điều động nhiều thế giới lực như vậy. Chỉ vì để cho lôi đạo thiên cực thần công nhập môn, cũng là tương đối không dễ. Lôi đạo đứng dậy, hành đại lễ với võ bất bại nói đa tạ lực lượng một tay của tôn già võ bất bại khôi phục trong chốc lát cũng trực tiếp đứng dậy nói bổn tọa giúp ngươi một tay cũng là vì mặt mũi bổn tọa ngươi dù sao cũng là do bổn tọa đề cử tiến vào hạ cung khu ngươi liền đại biểu cho thể diện bổn tọa nhớ kỹ có đôi khi quá khiêm tốn cũng không tốt muốn ở hạ cung cấp cho bổn tọa mặt mũi bổn tọa cũng có thể ở trước mặt những lão gia hòa kia hãnh diện nói xong võ bất bại liền trực tiếp rời đi chỉ vì tăng thêm mặt mũi Lôi đạo có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, có lẽ đúng là như vậy thật. Hiển nhiên, võ bất bại tại trước mặt tôn giả khác, đoán chừng bởi vì lôi đạo, cũng nhận lấy một ít chiêu chọc. Tôn giả yên tâm, lôi mỗ cũng là người cần thể diện. Lôi đạo cũng lập tức hạ quyết tâm tạm thời không trở về chân thần giới nữa, hiện tại thiên cực thần công đã nhập môn, hắn phải cố gắng một phen. Hắn cũng không tin, lấy trình độ cố gắng của hắn, còn có công pháp gì không cách nào luyện thành. Nhìn lôi đạo quay trở về mật thất, mấy vị thị nữ đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định Vị vừa rồi là tôn giả đại nhân Ta gặp qua vị đại nhân kia Hình như là tôn giả võ bất bại của thủ hộ thần điện phương đông Chủ nhân tự hồ chính là dựa vào võ bất bại tôn giả đại nhân đề cử mà tiến vào hạ cung khu Thời gian dài như vậy Tôn giả không có cùng chủ nhân có bất kỳ liên hệ gì Nguyên vốn cho rằng tôn giả cũng chỉ là đề cử chủ nhân thoáng một phát mà thôi Nhưng không nghĩ tới Xem ra vị tôn giả đại nhân này đối với chủ nhân thập phần coi trọng Đâu chỉ là coi trọng tôn giả đại nhân thậm chí không tiếc hao phí thế giới lực trợ giúp chủ nhân tu hành cái này coi như là huyết mạch hậu duệ tôn giả cũng không nhất định có thể làm đến tình trạng như vậy nói rõ tôn giả đại nhân phi thường coi trọng chủ nhân xem ra chúng ta theo đúng chủ nhân rồi trên mặt mấy vị thị nữ đều lộ ra vẻ tươi cười cho dù lôi đạo không thể tiến vào khu thượng cung kỳ thật cũng nằm trong dữ liệu dù sao toàn bộ khu hạ cung có thể tiến vào khu thượng cung có bao nhiêu đệ tử chỉ lác đác không có mấy mà thôi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lôi đạo không vào được cũng rất bình thường. Thậm chí, lôi đạo không cách nào thành tựu tôn giả cũng rất bình thường. Nhưng chỉ cần lôi đạo lưng tựa vào cây đại thụ tôn giả này. Vậy sau này cho dù rời khỏi khu hạ cung, vậy cũng sẽ không phải là bèo không dễ, lúc này các nàng mới xem như hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, bọn họ đông bình tây góp được 500 điểm cống hiến, lôi đạo nhất định cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Thế là, trong lòng mấy thị nữ đều sáng tỏ thông suốt, không còn sầu lo như trước. Lôi đạo cũng không biết suy nghĩ của mấy thị nữ, lúc này hắn đang ở trong mật thất. Điều ra số liệu dị năng, họ tên, lôi đạo, 27, hình thái sinh mệnh, chân thần, tuổi thọ, 1 tỷ 150 triệu 003 nghìn 080 năm 4 tháng. Thần văn, năm đạo, có thể tăng lên, thiên cực thần công, nhập môn, có thể tăng lên. Quả nhiên, thiên cực thần công xác thực đã nhập môn. Chân thần, Thiên Cực Thần Công sau khi nhập môn cũng cần liên tục dùng thế giới lực để tu hành. Nhưng tôn giả không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều dùng thế giới lực. Thậm chí cho dù là giới chủ, có thể điều động lực thế giới, nhưng Thiên Cực Thần Công cũng không thể chỉ dựa vào lực thế giới. Hơn nữa, một tòa tiểu thế giới, lực thế giới có thể mang đến bao nhiêu lực trùng kích? Có lẽ đến tầng 3 4 Thiên Cực Thần Công, đoán chừng sẽ không có hiệu quả. Bởi vậy, Lôi đạo căn bản không nghĩ tới việc trở lại chân thần giới, lợi dụng thế giới lực để tu hành hắn chỉ muốn để thiên cực thần công nhập môn sau đó lại phải dựa vào dị năng quy mệnh tăng thiên cực thần công lên tầng thứ nhất lôi đạo không chút do dự lập tức chuẩn bị tiêu hao tuổi thọ tăng thiên cực thần công lên có phải tiêu hao một vạn năm thọ mệnh để tăng lên thiên cực thần công tầng thứ nhất không cái gì tầng thứ nhất cần một vạn năm thọ mệnh lôi đạo trợn tròn hai mắt quả thật không thể tin được tầng thứ nhất cần một vạn năm thọ mệnh vậy thì có khác gì trực tiếp dùng tuổi thọ để tăng lên thần văn lôi đạo cẩn thận suy nghĩ đúng là có khác biệt bởi vì thiên cực thần công tầng thứ nhất có thể ngưng tụ ra bốn đạo thần văn nếu như trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên vậy thì chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo thần văn khác biệt vẫn rất lớn chỉ là thiên cực thần công tầng thứ nhất có thể ngưng tụ ra bốn đạo thần văn nhưng mấu chốt là lôi đạo đã có thần văn võ đạo chỉ cần chuyển đổi một phen chuyển hóa năm đạo thần văn này thành thiên cực thần công tầng thứ nhất lôi đạo nghĩ đến liền làm dù sao cũng là một vạn năm tuổi thọ đó cũng không phải là một con số nhỏ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Quá trình chuyển hóa rất thuận lợi, dù sao, lôi đạo có sẵn thần văn, chỉ là thần văn chuyển hóa 4 đạo thần văn thành thiên cực thần công ngưng tụ ra mà thôi. Tầng thứ nhất thiên cực thần công, cứ như vậy thành. Tiếp theo, lôi đạo thử tăng thiên cực thần công lên tầng thứ hai. Một khi luyện thành tầng thứ hai, đây chính là có thể ngưng tụ ra 8 đạo thần văn. Nhưng đồng thời, tiêu hao tuổi thọ cũng tăng gấp bội, cần hai vạn năm tuổi thọ lôi đạo trầm ngâm một hồi trong lòng cũng hạ quyết tâm tăng thiên cực thần công lên tầng thứ hai ông theo lôi đạo tiêu hao hai vạn năm thọ mệnh trong đầu lôi đạo xuất hiện một vài hình ảnh ký ức dường như hắn vẫn luôn lợi dụng thế giới trị lực không ngừng cọ rửa thần thể sau đó ngừng tụ ra một đạo lại một đạo thần văn thời gian hao phí quá dài dị năng dường như thay thế 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 giới lực cũng thay thế lôi đạo cần tiêu hao thời gian dài răng giặc nếu tu luyện từng bước một có lẽ cả đời lôi đạo cũng không thể luyện thành thiên cực thần công cho dù lôi đạo là giới chủ cũng không được, bởi vì dùng thế giới chi lực cọ rửa thần thể, luyện tập thiên cực thần công thế mà cũng khó khăn như vậy. Thật không biết, vị chân thần có thể luyện đến tầng thứ tư kia, thiên phú là kinh người bực nào. Đoán chừng, không tu luyện thiên cực thần công, thậm chí đều có hy vọng thành tựu tôn giả. Chỉ tiếc, lựa chọn công pháp, tiếc nuối cả đời. Lôi đạo sẽ không cảm thấy hắn chọn sai công pháp, dưới tình huống bình thường, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, trên thực tế cũng liền nói rõ công pháp tiềm lực càng cao, tuyệt không phải công pháp bình thường có thể so sánh bởi vậy trong lòng lôi đạo ngược lại càng hạ quyết tâm theo trong đầu lôi đạo xuất hiện một vài hình ảnh ký ức vốn dĩ năm đạo thần văn toàn bộ đều trong lúc vô tình chuyển hóa thành thần văn thiên cực thần công cái này còn chưa hết còn có đạo thần văn thứ sáu thứ bảy thậm chí thứ tám hiện lên ở mi tâm lôi đạo thiên cực thần công tầng thứ hai cũng thành tiếp tục lôi đạo không hề do dự tiếp tục tiêu hao tuổi thọ tăng thiên cực thần công lên tầng thứ ba thiên cực thần công tầng thứ ba cần tiêu hao dòng giã bốn vạn năm thọ mệnh nhưng lôi đạo không có một tia do dự trực tiếp liền tiêu hao bốn vạn năm thọ mệnh đem thiên cực thần công tăng lên tầng thứ ba lập tức nghi tâm lôi đạo xuất hiện một đạo lại một đạo thần văn rậm rạp trồng chất cùng một chỗ chín đạo mười đạo mười một đạo 12 hai đạo 13 ba đạo cũng không biết qua bao lâu một vài hình ảnh ký ức trong đầu lôi đạo biến mất ngay sau đó thần văn trên trán lôi đạo cũng hoàn toàn ngưng tụ ra 16 đạo thần văn, tầng thứ 3 thiên cực thần công có thể ngưng tụ ra 16 đạo thần văn. Nói cách khác, tầng thứ 3 thiên cực thần công của lôi đạo cũng đã thành. Lực lượng thật khủng khiếp, thần thể của ta tăng cường gấp mấy lần. Lôi đạo có thể cảm nhận được rõ ràng, thần thể của hắn tăng cường gấp mấy lần, nếu như để cho hắn gặp lại thanh giao vương, huyết giao vương, lôi đạo cũng có lòng tin chém giết hắn. Đương nhiên, lôi đạo đã từng dựa vào thân phận giới chủ, ở chân thần giới. Lợi dụng lực lượng của chân thần giới, lúc này mới có thể bị thanh giao vương cùng huyết giao vương chém giết. Nếu như rời khỏi chân thần giới, chắc chắn lúc trước lôi đạo không thể nào chém giết huyết giao vương và thanh giao vương. Mà bây giờ, lôi đạo đã ngưng tụ ra 16 đạo thần văn, ở trong chân thần đỉnh tiêm đã xem như không tệ. Coi như là ở khu hạ cung, cũng không phải ai cũng có thể có mười mấy đạo thần văn. Chỉ là, khi lôi đạo muốn thừa thế xông lên, tiếp tục tăng thiên cực thần công đến tầng thứ tư, tuổi thọ của hắn lại không đủ. Họ tên, lôi đạo, 27, hình thái sinh mệnh, Chân thần, tuổi thọ 453 trăm năm 4 tháng. Thần văn, 16 đạo, có thể tăng lên. Đây chính là tuổi thọ của lôi đạo hiện tại, lại chỉ còn lại hơn 4 vạn năm. Hắn từ tầng thứ nhất thiên cực thần công tăng lên tới tầng thứ ba. Tổng cộng tiêu hao 7 vạn năm tuổi thọ, bởi vậy, chỉ còn lại có 4 vạn năm tuổi thọ. Điều này không khỏi khiến trong lòng lôi đạo trầm xuống, hắn tự hồ lúc này mới phát hiện, hắn phải đối mặt một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Đó chính là tuổi thọ không đủ dị năng có thể sử dụng nhưng không có tuổi thọ dị năng cũng không có tác dụng gì mà hắn ngưng tụ ra thần văn là sẽ không gia tăng tuổi thọ cũng chính là hình thái sinh mệnh không có thay đổi cũng không có tăng cường bao nhiêu tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng tầng thứ tư thiên cực thần công cần tiêu hao dòng giã 8 vạn năm thọ mệnh lôi đạo hiện tại 4 vạn năm thọ mệnh xa xa không đủ trọn vẹn thiếu một nửa hơn nữa phía sau còn có tầng thứ năm tầng thứ sáu thậm chí tầng thứ 9. vậy phải hao phí bao nhiêu vạn năm thọ mệnh Quả thực không dám tưởng tượng, tuổi thọ, trước đó Lôi đạo cũng đã tìm hiểu về tuổi thọ của chân thần. Trên thực tế, tuổi thọ của chân thần nói không rõ ràng. Bởi vì, không có một vị chân thần nào có thể sống đến khi đại nạn đến, trên cơ bản tất cả chân thần ngã xuống đều là vẫn lạc trong chiến đấu. Thế cục của Ngũ Đại Thần Cung của nhân loại là vô cùng khẩn trương. Nói là nguy như trồng chứng có lẽ có chút khoa trương, nhưng xung quanh nhân loại gặp phải tình thế lại tương đối nghiêm trọng. Thời thời khắc khắc đều đang chiến đấu cũng không khoa trương. Tuổi thọ của chân thần trên cơ bản ít nhất là 10 vạn năm. Sau đó, 10 vạn năm trở lên, thậm chí có thể đến mấy trăm vạn năm. Mà những chân thần kia kéo dài tuổi thọ, dựa vào cái gì? Cũng không phải tu hành, mà là bảo vật, minh giới mênh mông, tài nguyên kéo dài tuổi thọ cũng không ít. Thậm chí còn rất nhiều, dù sao, tiểu thế giới trong minh giới, đại thế giới đều quá nhiều, các loại tiểu thế giới, đại thế giới quy tắc đều không giống nhau. Bên trong thai ngén đủ loại thiên tài địa bảo, cũng khẳng định không giống nhau. Hơn nữa, ngoại trừ chân thần nhân loại thuộc về chồng đoàn mệnh, ra, những chủng tộc minh giới khác, một khi có được thực lực của chân thần, vậy tuổi thọ kéo dài. Dài hơn chân thần rất nhiều, huống chi, nhiều năm như vậy, chân thần nhân loại căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề tuổi thọ. Không có vị chân thần nào có thể sống đến hết tuổi thọ, đại nạn đến, 10 vạn năm thọ mệnh, đều là vô cùng lâu đời. Đương nhiên, nếu thật sự có đại nạn, còn có đại lượng thiên tài địa bảo có thể kéo dài tuổi thọ. Mấu chốt là loại bảo vật này, nhân loại cũng không thiếu. Tựa hồ ngay cả thủ hộ thần cung cũng có thể đổi, chỉ bất quá cần điểm cống hiến mà thôi. Vì vậy, Lôi đạo lập tức gọi Nguyệt Hinh tới, "Nguyệt Hinh, đổi toàn bộ 500 điểm cống hiến thành các loại bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ, hiệu quả kéo dài tuổi thọ càng lớn càng tốt." 500 điểm cống hiến toàn bộ đổi bảo vật kéo dài tuổi thọ. Nguyệt Hinh có chút kinh ngạc, tuổi tác của Lôi đạo cũng không lớn, chân thần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, thậm chí Sức sống của Lôi Đạo cũng rất dồi dào, cơ bản không cần phải kéo dài tuổi thọ, lẽ nào là vì người thân bên cạnh Lôi Đạo? Nhưng mà, mặc kệ Lôi Đạo dùng những bảo vật kéo dài tuổi thọ này làm gì, đều không có quan hệ gì với Nguyệt Hinh, nàng chỉ là thị nữ, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của Lôi Đạo là được. Mặc dù 500 điểm cống hiến này là nàng và mấy vị thị nữ cùng nhau gom góp cho Lôi Đạo, nhưng Lôi Đạo muốn đổi thành bảo vật kéo dài tuổi thọ, các nàng cũng không có cách nào phản đối, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của Lôi Đạo, đi vào bên trong bảo điện của thủ hộ thần cung đổi bảo vật kéo dài tuổi thọ cho lôi đạo. Chủ nhân, đã đổi bảo vật kéo dài tuổi thọ, tròn 500 điểm cống hiến. Hiệu suất làm việc của Nguyệt Hinh rất cao, rất nhanh đã đổi bảo vật duyên thọ trở về. Đồng thời đặt ở trước mặt lôi đạo. Ồ, đây là vật gì? Lôi đạo nhìn thoáng qua món bảo vật trước mặt, thoạt nhìn có chút giống hoa sen. Nhưng hết lần này tới lần khác bên trong tựa hồ mơ hồ có một đồ vật giống như mặt người, nhìn phi thường cổ quái. Chủ nhân, đây là hoa mặt người, chính là thánh vật trong bách hoa tộc, tác dụng lớn nhất của nó chính là kéo dài tuổi thọ. Căn cứ tình huống người sử dụng, có thể kéo dài tuổi thọ 3 vạn năm trở lên, cao nhất thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ 6 vạn năm. Bất quá, dược hiệu của nó rất mạnh, ví dụ như thân thể vô cùng mạnh mẽ, ít nhất đều phải là chân thần đỉnh tiêm mới có thể phục dụng, nếu không, thân thể cũng có thể gánh không được mà bị trọng thương. Lôi đạo gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi, người ra ngoài đi. Theo Nguyệt Hinh rời đi, lôi đạo trực tiếp cầm gốc hoa mặt người này lên, thoạt nhìn rất cổ quái, bất quá chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ đó chính là đồ tốt thử xem lôi đạo hít một hơi thật sâu trực tiếp mở miệng rộng nuốt chửng nhân diện hoa vào trong ông hoa mặt người tiến vào trong bụng nhanh chóng biến thành một dòng nước nóng dòng nước nóng này để cho lôi đạo có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời thật giống như thẩm thấu vào mỗi một tấc trong cơ thể thần đang tẩm bổ lấy thần thể lôi đạo đương nhiên dược hiệu quả thực rất bá đạo dược lực cuồng bạo thậm chí khiến thần thể của lôi đạo nhận lấy tổn thương không nhỏ phải biết rằng, lôi đạo bây giờ đã ngưng tụ ra 16 đạo thần văn chân thần đỉnh tiêm, thần thể mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù vậy, hoa mặt người cũng có thể làm cho thân thể lôi đạo tổn thương. Đủ thấy dược hiệu bá đạo cỡ nào, chân thần bình thường cùng với người tu hành dưới chân thần, căn bản là không phúc tiêu thụ, cho dù có thể gia tăng nhiều tuổi thọ hơn nữa lại có thể thế nào. Căn bản là không thể sử dụng, thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ bực này, càng là gia tăng càng nhiều tuổi thọ, trên thực tế điều kiện hạn chế lại càng hà khắc người bình thường căn bản là vô phúc tiêu thụ nếu không những chân thần hoặc chân thần bình thường dưới chân thần nuốt một ít thiên tài địa bảo chẳng phải là có thể trực tiếp trường sinh sao thọ mệnh vô cùng vô tận đâu còn cần tu luyện nữa đó căn bản không có khả năng hơn nữa không cần thử lôi đạo cũng biết sau khi hắn nuốt qua một lần mặt người hoa khẳng định hiệu quả liền không lớn bằng lúc trước thậm chí nếu như hắn không tiếp tục nuốt bảo vật kéo dài tuổi thọ hiệu quả càng thêm cường hãn như vậy hắn nuốt những bảo vật khác chỉ sợ hiệu quả đều sẽ rất nhỏ. Đợi đến khi lôi đạo cảm giác nhân diện hoa đã bị hắn tiêu hóa hoàn toàn, dược hiệu phát huy toàn bộ, lúc này lôi đạo mới điều động dị năng, kiểm tra số liệu thân thể của hắn, nhất là tuổi thọ, lôi đạo chú ý nhất. Hắn cũng muốn nhìn xem, gốc hoa mặt người này hao phí dòng dã 500 điểm cống hiến, gia tăng cho hắn bao nhiêu tuổi thọ. Họ tên, lôi đạo, 27, hình thái sinh mệnh, chân thần, tuổi thọ, 9 triệu 533 mươi năm 4 tháng. Thần văn, 16 đạo, có thể tăng lên. Thiên cực thần công, tầng thứ ba, có thể tăng lên. Ánh mắt lôi đạo hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm cột tuổi thọ. Tuổi thọ 9 vạn năm, nói như vậy, một gốc hoa mặt người, gia tăng cho ta 5 vạn năm tuổi thọ. Trong lòng lôi đạo dâng lên sóng to gió lớn, không phải ít mà là nhiều. Nhiều lắm, thậm chí vượt qua tưởng tượng của lôi đạo. Phải biết rằng, hắn thành tựu chân thần, cũng mới gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ thôi. Một cây hoa mặt người, lại có thể kéo dài tuổi thọ 5 vạn năm. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, hoa mặt người là bảo vật kéo dài tuổi thọ của bách hoa tộc. Ở bách hoa tộc, khẳng định còn có bảo vật kéo dài tuổi thọ càng thêm cường hãn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác giống như phát hiện một mảnh đại lục mới. Ở chân thần giới, lôi đạo rất khó tìm được thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, thậm chí không khó tìm, chỉ là không tìm được. Nhưng ở thủ hộ thần cung, tùy tùy tiện tiện 500 điểm cống hiến, liền đổi một gốc bảo vật kéo dài tuổi thọ như thế. Một ít bảo vật ngang nhau, nhưng xa xa không chỉ 500 điểm cống hiến. Đương nhiên, 500 điểm cống hiến, kỳ thật cũng không tính là một con số nhỏ, dù sao, tương đương với năm cái tiểu công. Khó trách chân thần nhân loại muốn ra khỏi chân thần giới, muốn đặt chân ở trong minh giới mênh mông. Tài nguyên, đây chính là tài nguyên, Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm, giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, có thật nhiều ý nghĩ, thậm chí rất nhiều nghi hoặc đều thoáng cái sáng tỏ thông suốt. Tài nguyên của minh giới thật sự là quá nhiều, không chỉ có vô số thế giới còn có vô số chủng tộc. Ở chỗ này, tài nguyên không phải có hạn, mà là gần như vô hạn, chỉ cần có thực lực, vậy liền có thể chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, đủ loại tài nguyên đều có. Những bảo vật kéo dài tuổi thọ này tính là gì? Các chân thần thậm chí còn không thu thập được gì, dù sao, so với bảo vật kéo dài tuổi thọ. Một số bảo vật có thể tăng cường chân thần ngưng tụ thần văn, tăng cường thần thể, càng thêm chân quý. Chỉ cần lôi đạo có thể thu hoạch được đủ nhiều bảo vật kéo dài tuổi thọ, có phải tuổi thọ của hắn có thể gia tăng liên tục không ngừng hay không? trên lý thuyết là như vậy nhưng trên thực tế rất khó lôi đạo cũng biết nhược điểm trong đó sau này lôi đạo cần bảo vật có hiệu quả càng ngày càng mạnh nhưng nếu như thực lực theo không kịp cường độ thần thể của hắn theo không kịp vậy thì cho dù có bảo vật chân quý cũng không cách nào sử dụng cho nên dựa vào bảo vật gia tăng tuổi thọ cuối cùng có một cái cực hạn nhưng bây giờ lôi đạo đã rất vui mừng bởi vì con đường hắn gia tăng tuổi thọ có hai cái không chỉ có thể tìm kiếm bảo vật kéo dài tuổi thọ còn có thể tăng lên cảnh giới. Đồng dạng có thể gia tăng tuổi thọ, loại cảnh giới này chỉ chính là đại cảnh giới, ví dụ như chân thần đến tôn giả, nhất định có thể gia tăng tuổi thọ. Điều này tương đương với việc đi bằng hai chân, càng thêm cân bằng, khiến tuổi thọ của lôi đạo cũng có nhiều lựa chọn hơn. Hiện tại tuổi thọ của lôi đạo đã hơn 90.000 năm, đã có thể gánh chịu được việc tăng lên thiên cực thần công tầng thứ tư. Bởi vậy, lôi đạo không chút do dự, lập tức tăng thiên cực thần công lên. Tiêu hao 8 vạn năm thọ mệnh, tăng thiên cực thần công lên tới tầng thứ tư. Lập tức, trong đầu lôi đạo lại hiện ra một bức lại một bức hình ảnh ký ức, thần văn trên trán hắn cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng. 17 đạo, 18 đạo, 19 đạo, 20 đạo. Thiên cực thần công tầng thứ tư, hao phí thời gian tương đối dài. Dù sao cũng là từ 16 đạo thần văn, gia tăng đến 32 đạo thần văn. Thoáng cái gia tăng nhiều thần văn như vậy, cũng cần một quá trình. Lôi đạo cũng không vội, hắn lặng lặng chờ đợi, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong tầng thứ tư thiên cực thần công. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, thời gian một tháng đã trôi qua, giờ phút này, khu hạ cung nghị luận ầm ĩ, tự hồ xảy ra đại sự gì. Nghe nói chưa, Đông Phương thủ hộ thần điện cùng giao long nhất tộc đánh ra chân hỏa, hiện nay ở phụ cận chân dương đại thế giới, đã kịch chiến mười mấy ngày thời gian. Giao long nhất tộc đáng chết, đây là muốn khai chiến toàn diện với thủ hộ thần điện ta sao? Hừ, giao long nhất tộc cũng không dám khai chiến, bất quá là mượn cơ hội sinh sự, muốn thôn tính khu vực phụ cận chân dương đại thế giới mà thôi. Nơi đó chính là cương vực thủ hộ thần điện chúng ta. Giao Long nhất tộc ngấp nghé chân dương đại thế giới đã không phải một ngày hai ngày, nghe nói lần này Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ đồng đại tôn tự mình xuất lính tất cả tôn giả trong thần điện, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, luân phiên đại chiến với Giao Long nhất tộc. Hừ, thật sự là đại chiến, Giao Long nhất tộc há là đối thủ của thủ hộ thần cung chúng ta. Nhưng sợ là chỉ sợ Giao Long nhất tộc không cần mặt mũi, cả tộc mà động, vậy thì phiền toái cả tộc mà động, căn bản là không có khả năng, trừ phi giao long nhất tộc thật muốn cùng thủ hộ thần cung chúng ta cá chết lưới rách. Chỉ là, như vậy thủ hộ thần cung chúng ta tất nhiên sẽ bị thương nặng, nhưng giao long nhất tộc lại rất có thể trực tiếp diệt tộc. Nhưng mà, lần này chính là cơ hội của chúng ta. Đại chiến với giao long nhất tộc, hiện tại khu hạ cung có rất nhiều nhiệm vụ, đều là nhiệm vụ liên quan tới trận đại chiến kia, ngay cả nhiệm vụ đại công cũng có không ít. Muốn kiếm điểm cống hiến, hiện tại chính là cơ hội rất nhiều đệ tử khu hạ cung đều động tâm điểm cống hiến ở thủ hộ thần cung thật sự là quá quan trọng bình thường muốn kiếm lấy điểm cống hiến kỳ thật tương đối khó khăn dù sao nhiệm vụ bình thường đại bộ phận đều là công nhỏ cho dù là đại công chân thần bình thường cũng không làm được nhưng lần này là đại chiến giữa đông phương thủ hộ thần điện và giao long nhất tộc trên chiến trường nhiệm vụ đại công lại có rất nhiều huống chi cho dù không phải đại công tiểu công kia cũng có vô số chính là thời cơ tốt nhất để kiếm điểm cống hiến còn nguy hiểm đệ tử khu hạ cung căn bản cũng không thèm để ý bọn họ có thể từ khu ngoại vi tấn thăng đến khu hạ cung hơn nữa từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong cương vực thủ hộ thần cung há có thể không có kinh nghiệm chiến đấu ngược lại kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ còn tương đối phong phú thậm chí đại chiến với ngoại tộc cũng không biết bao nhiêu lần một vị chân thần chưa từng tham gia đại chiến cho dù là con trai của đại tôn giả cũng căn bản không có khả năng thành tựu chân thần chiến đấu đối với thủ hộ thần cung thậm chí là đệ tử của ngũ đại thần cung mà nói, đều là chuyện thường ngày. Toàn bộ hạ cung đều đang bàn luận về đại chiến giữa đông phương thủ hộ thần điện và giao long nhất tộc, duy chỉ có lôi đạo dường như không có quan hệ gì. Lôi đạo vẫn luôn bế quan, đắm chìm trong tu luyện thiên cực thần công. Lôi đạo còn chưa xuất quan, một ngày nay, Lư Tiểu Bàn đi tới trong cung điện lôi đạo, hỏi thăm tình huống lôi đạo. Nguyệt Hinh vô cùng bất đắc dĩ, đây đã là lần thứ ba Lư Tiểu Bàn đi tới cung điện hỏi thăm tình huống lôi đạo lô chân thần chủ nhân quả thật còn đang bế quan giờ là lúc nào rồi chậm nữa chỉ sợ không đổi kịp náo nhiệt lư tiểu bàn lẩm bẩm lư sư huynh chuyện gì mà gấp gáp như vậy bỗng nhiên bên tai lư tiểu bàn truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc lư tiểu bàn và nguyệt hinh vội vàng quay đầu lại lập tức nhìn thấy đạo thần ảnh quen thuộc kia ha 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 lôi huynh cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi lư tiểu bàn có vẻ rất cao hứng lư sư huynh ta đang tu luyện thiên cực thần công bởi vậy vẫn luôn bế quan ngược lại để lưu sư huynh đợi lâu bế quan tu luyện thiên cực thần công lôi huynh muốn ta nói thiên cực thần công kia của ngươi cũng đừng luyện cũng luyện không ra cái trò gì hiện tại chính là cơ hội ngàn năm một thuở chẳng bằng nắm chặt thời gian đi tiền tuyến chiến trường kiếm một chút điểm cống hiến cũng tiện một lần nữa đổi mấy môn công pháp lưu tiểu bàn vừa nhắc tới tiền tuyến chiến trường ánh mắt tựa hồ cũng có chút tỏa sáng kiếm một chút điểm cống hiến có ý gì hai mắt lôi đạo cũng sáng ngời hắn vừa mới kết thúc tu luyện thiên cực thần công tuổi thọ cũng chỉ còn lại hơn một vạn năm, tuy rằng luyện thành tầng thứ tư thiên cực thần công, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 36 đạo thần văn mà thôi. 36 đạo thần văn, trong mắt lôi đạo, có lẽ ở hạ cung cũng không thu hút chút nào. Những thiên tài đứng đầu khu hạ cung này, lôi đạo cảm thấy. Chỉ sợ trên đỉnh mỗi người đều có mấy chục đạo thần văn, mỗi người đều đang tranh thủ 9981 đạo thần văn, từ đó tiến vào khu hạ cung. Chút thần văn này của hắn căn bản không đủ nhìn, bởi vậy, tầng thứ tư còn xa xa không đủ, còn phải luyện thành tầng thứ năm thậm chí tầng thứ sáu mới được nhưng thiên cực thần công tầng thứ năm nếu như lôi đạo cần nhờ dĩ năng trực tiếp tăng lên đó là cần dòng dã 16 vạn năm tuổi thọ lôi đạo từ khi thành tựu chân thần đến nay đều chưa từng có 16 vạn năm tuổi thọ cái này cần đại lượng bảo vật kéo dài tuổi thọ thậm chí so với mặt người hoa đều còn muốn chân quý cao cấp một chút mới được nhưng mà chỉ là mặt người hoa cũng cần 500 điểm cống hiến bảo vật kéo dài tuổi thọ cao cấp hơn mặt người Trần Quý, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Lôi đạo không biết, nhưng hắn biết rõ, muốn kéo dài tuổi thọ, muốn đạt được đại lượng tuổi thọ, từ đó tu luyện thiên cực thần công, vậy hắn cần đại lượng điểm cống hiến mới được. Vốn dĩ lần này xuất quan, lôi đạo đã muốn đi xem một chút, xem có nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến gì hay không, không nghĩ tới lưu tiểu bàn đã tới, hình như còn có liên quan đến điểm cống hiến. Lôi huynh, người vẫn luôn bế quan, không biết hiện tại thủ hộ thần điện phía đông của thủ hộ thần cung ta đã cùng giao long nhất tộc đại chiến, vì tranh đoạt chân dương đại thế giới song phương đều đánh ra chân hòa hiện tại trên chiến trường nhiệm vụ có rất nhiều tùy tùy tiện 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 đều là một cái công nhỏ thậm chí ngay cả đại công đều có chỉ cần trên chiến trường chém giết mấy tôn chân thần cấp giao long điểm cống hiến còn không phải tiện tay là có thể lấy được sao trong giọng nói của lư tiểu bàn đều lộ ra một tia kích động tựa hồ hắn rất hy vọng tiến về tiền tuyến chiến trường đông phương thủ hộ thần điện đại chiến với giao long nhất tộc bởi vì nguyên nhân gì trong lòng lôi đạo khẽ động mơ hồ có chút suy đoán nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm nhưng tựa hồ là có quan hệ cùng một tiểu thế giới đúng rồi đề cử ngươi tiến vào khu hạ cung võ bất bại tôn giả chính là đông phương thủ hộ thần điện tôn giả hắn cũng đã lên chiến trường thế nào ngươi có đi hay không nghe lư tiểu bàn nói xong lôi đạo lâm vào trầm tư hắn cảm thấy giao lòng nhất tộc chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện chân thần giới sau đó mượn cơ hội sinh sự cùng thủ hộ thần cung sinh ra một ít xung đột tiện đà khuyết trương tranh chấp thậm chí khơi mào chiến tranh. Trong khoảng thời gian ở Hạ Cung này, Lôi đạo đã biết đại khái tình cảnh của nhân loại, Ngũ Đại Thần Cung hơn người vị chúa tể, nghe qua dường như uy danh hiển hách, nhưng trên thực tế, tình cảnh lại tương đối gian nan. Giao Long nhất tộc, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ có ba vị chúa tể mà thôi, thủ hộ thần cung đều có thể đơn độc đối phó, chớ nói chi là nhân loại còn có tứ đại thần cung khác. Nhưng Giao Long nhất tộc lại không sợ nhân loại chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngũ Đại Thần Cung của nhân loại mỗi người đều có đối thủ đặc biệt, không thể khinh động. Cũng may chủ tể bình thường sẽ không ra tay, thậm chí nếu không phải thật sự đại chiến toàn diện, ngay cả đại tôn cũng sẽ không động thủ. Phạm vi chiến tranh chỉ giới hạn ở tôn giả, chân thần trở xuống. Nhưng cho dù như vậy, kỳ thật mỗi một lần thủ hộ thần cung đều tổn thất thật lớn. Mỗi một lần đều có chân thần ngã xuống, thậm chí là tôn giả cũng sẽ ngã xuống. Dù sao, đây cũng là chiến tranh, lưu tiểu bàn, lô đại tôn có thể để ngươi đi tiền tuyến chiến trường lôi đạo thần sắc cổ quái hỏi trên thực tế hắn đã biết địa vị của lô tiểu bàn ở trong lòng lưu đại tôn lưu đại tôn rất bao che khuyết điểm hơn nữa cũng rất bảo bối tôn tử của hắn lôi đạo cảm thấy chỉ sợ lô đại tôn không muốn để cho lô tiểu bàn lên chiến trường nguy hiểm đó là chiến trường không cẩn thận sẽ ngã xuống không có vị tôn giả nào sẽ chuyên môn chiếu cố vị chân thần nào lên chiến trường vậy phải liều mạng sinh tử bất luận cho dù là lưu tiểu bàn cũng giống như vậy lên chiến trường phải dựa vào chính mình Ta là đệ tử chính thức của khu vực cung điện dưới cung thủ hộ thần, chỉ cần tiếp nhiệm vụ, cho dù là đại tôn cũng không có quyền can thiệp nhiệm vụ của ta. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta nhận nhiệm vụ là có thể đi tiền tuyến chiến trường. Lôi đạo, ngươi có đi hay không? Lần này chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ lần này, Người muốn đạt được điểm cống hiến liền khó khăn. Lư Tiểu Bàn tựa hồ còn đang giật dây, Lôi đạo. Ánh mắt Lôi đạo trở nên cổ quái, Lư sư huynh, ngươi thật sự muốn điểm cống hiến sao? Theo Lôi đạo lư tiểu bàn căn bản không thiếu điểm cống hiến kha kha điểm cống hiến thật ra cũng không tính là gì nhưng đó là chiến trường tiền tuyến đại chiến với lũ rắn tuy ta cũng từng ra chiến trường nhưng đều là kẻ địch bình thường rất chán ta muốn tới chiến trường thật sự cho nên muốn tới chiến trường tiền tuyến thử một lần nhưng ngươi yên tâm thực lực của ta rất mạnh còn có một số bảo vật ra ra cho ta cho dù là tôn giả cũng không thể làm gì được ta bảo vệ tính mạng của ta và ngươi là dư giả quả nhiên Lư Tiểu Bàn là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù Lô Tiểu Bàn hướng tới chiến trường, nhưng cũng biết chiến trường nguy hiểm, sẽ không phải cái gì cũng không chuẩn bị, không công đi chịu chết. Chủ nhân, chiến trường rất nguy hiểm, ngay cả tôn giả cũng có thể vẫn lạc. Nghe nói giao long nhất tộc lần này quyết tâm, nhất định phải chiếm cứ chân dương đại thế giới. Lúc này tiến về chiến trường, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống chi, ngài trăm năm mới cần hoàn thành một lần nhiệm vụ nhỏ là được, ngài còn có thời gian rất dài. Nguyệt Hinh cũng nguyền chuyển, nhắc nhở, lôi đạo, chiến trường cũng không phải là địa phương tốt gì, không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, ngay cả tôn giả cũng không ngoại lệ. Tuy rằng xác suất tôn giả vẫn lạc rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có phát sinh qua. Nguyệt Hinh cũng không muốn lôi đạo vẫn lạc trên chiến trường, như vậy nàng sẽ không có cơ hội ở lại thủ hộ thần cung. Nhìn lôi đạo dường như có chút do dự, Lư Tiểu Bàn lại tiếp tục nói, lôi huynh, hiện tại hạ cung chính là châm chọc khiêu khích đối với những đệ tử đi cửa sau như chúng ta lần này chúng ta đã quyết định tổ đoàn tiến về tiền tuyến chiến trường cũng để cho tất cả đệ tử hạ cung nhìn xem chúng ta cũng là đệ tử chính thức hạ cung cũng là một thành viên thủ hộ thần cung chúng ta cũng có thể chém giết dị tộc làm ra cống hiến cho thủ hộ thần cung tổ chức thành đoàn thể đi trước lôi đạo kinh ngạc nhìn lư tiểu bàn khó trách lư tiểu bàn lại tích cực như vậy xem ra cái gọi là tổ chức đoàn đội lần này chỉ sợ lư tiểu bàn chính là nhân vật mấu chốt thậm chí là người khởi xướng chuyện náo động như vậy lưu tiểu bàn làm sao chịu buông tha thật ra lôi đạo đã sớm đưa ra quyết định dù sao hắn cần điểm cống hiến hơn nữa còn là lượng lớn điểm cống hiến đúng như lời lô tiểu bàn nói bỏ lỡ lần này lại muốn dễ dàng thu được lượng lớn điểm cống hiến coi như khó khăn bởi vậy cơ hội như vậy lôi đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua còn nguy hiểm lôi đạo từ một người phàm tục có thể đi tới hôm nay thành tựu chân thần đỉnh tiêm thậm chí còn là đệ tử chính thức của thủ hộ thần cung trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm chỉ là chiến trường, một chút nguy hiểm có thể tính là cái gì? Lôi đạo căn bản cũng không để ý. Được, vậy theo lời Lư Sư Huynh, cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đi tiền tuyến chiến trường. Lôi đạo đáp ứng Lư Tiểu Bàn. Ha ha ha, ta biết ngươi sẽ đáp ứng. Yên tâm, trên chiến trường, có ta che chở cho ngươi, những con trùng dài kia căn bản không giết được ngươi, còn có thể để cho chúng ta kiếm một số điểm cống hiến lớn. Lư Tiểu Bàn có vẻ rất cao hứng. Đi đi đi, hiện tại đi hồi hợp với chân thần khác, cũng thuận tiện làm quen với chân thần khác về sau trên chiến trường đều là huynh đệ cùng sinh cùng tử. Lư Tiểu Bàn trực tiếp lôi kéo lôi đạo rời khỏi cung điện. Chỉ còn lại có vẻ mặt Nguyệt Hinh, oan oán, bất quá, nàng cũng không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện lôi đạo bình an trên chiến trường, bằng không mà nói, nàng sẽ bị đuổi ra khỏi thủ hộ thần cung. Trong cung điện của Lô Tiểu Bàn, ánh mắt lôi đạo quỷ dị nhìn ba vị chân thần trước mặt. Lưu Sư Huynh, đây là thành viên thiên đoàn khu hạ cung mà ngươi nói. Ách, tuy rằng nhân số ít một chút, nhưng mỗi người đều bất phàm, lư tiểu bàn bắt đầu giới thiệu ba người này ba vị chân thần này đều là đệ tử khu hạ cung, ừm, giống như lư tiểu bàn, lôi đạo đều là đi cửa sau, cũng chính là đi danh ngạch để cử tiến vào khu hạ cung. nhưng mà ba người một bộ hữu khí vô lực, ánh mắt bất đắc dĩ, có thể gọi thiên đoàn khu hạ cung, mà người đứng đầu thiên đoàn đương nhiên là lư tiểu bàn. đây chính là cái mà lư tiểu bàn gọi là tổ đội đi tới chiến trường, lôi đạo còn cảm thấy có phải có mấy chục vị chân thần đỉnh tiêm hay không? hắn ở trong đó chỉ là tôm tép mà thôi. Thậm chí, lôi đạo đồ quyết định phải khiêm tốn một chút, dù sao, khu hạ cung cũng không thiếu mấy chục đại lão có thần văn. Nhưng bây giờ thì sao? Ba vị chân thần, cộng thêm lôi đạo và lư tiểu bàn, cũng mới vẻn vẹn chỉ có năm vị chân thần mà thôi. Lư tiểu bàn bắt đầu giới thiệu, ba người này rõ ràng là lục huyền chân thần, ngụy không chân thần cùng với quý thiên chân thần. Ba vị chân thần này, đích thật là đại danh đỉnh đỉnh. Xác thực mà nói, là đại danh đỉnh đỉnh tôn giả sau lưng bọn họ. Ba người đều là hậu duệ trực hệ của tôn giả Đỉnh Phong, thiên phú cũng coi như không tệ, nếu không cũng sẽ không để cử tiến vào khu hạ cung, chỉ là bối cảnh của bọn họ so với Lư Tiểu Bàn, khẳng định kém hơn một chút, hơn nữa, nhìn bộ dáng ba người bọn họ, tựa hồ một chút cũng không cam tâm tình nguyện, ngược lại mơ hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vị này là Lôi Đạo Chân Thần, đại lão tu luyện Thiên Cực Thần Công, đại danh đỉnh đỉnh, các ngươi chưa từng gặp cũng nên nghe nói. Lưu Tiểu Bàn trịnh trọng giới thiệu lôi đạo. Quả nhiên, danh tiếng của lôi đạo bây giờ đã được chấn động. Ánh mắt của ba vị chân thần đỉnh tiêm này đều sáng lên, chỉ là ánh mắt lại có chút cổ quái, nhưng trong miệng vẫn rất khách khí. Thì ra là lôi chân thần như sấm bên tai, dám tu luyện thiên cực thần công đều là đại lão thật. Thật ra có vị lôi chân thần đại lão này ở đây, chúng ta cũng không cần đi chứ. Chúng ta chỉ là tôm tép, đi cũng vô dụng, những chân thần này quá dối trá, lôi đạo trở thành đại lão từ khi nào vậy? nhưng mục đích của bọn họ ngay cả lôi đạo cũng nhìn ra. Đó chính là không muốn đi chiến trường. Ánh mắt lư tiểu bàn khẽ híp lại, vừa cười vừa nói, lần này một người cũng không thể thiếu, tất cả đều phải đi tiền tuyến chiến trường, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, các ngươi làm sao không rõ. Hơn nữa, các ngươi mỗi người đều có bảo vật hộ thân, chẳng lẽ còn sợ những con rắn kia sao? Được rồi, bớt nói nhảm đi, hiện tại đi nhiệm vụ đại điện, nhận nhiệm vụ, sau đó lập tức xuất phát. Lư tiểu bàn quyết định thật nhanh, quyết định lập tức xuất phát, coi như là chặt đứt một ít ý niệm không thiết thực trong lòng thành viên, thiên đoàn. Chỉ là, lôi đạo nhìn, tổ hợp, trước mắt này. Nhìn thế nào cũng thấy không đúng, nhìn vẻ mặt lư tiểu bàn đầy vẻ vội vàng, lôi đạo mơ hồ có cảm giác. Có phải hắn đã lên, tặc thuyền, hay không? Có phải bị lư tiểu bàn lừa rồi hay không? Thôi, dù sao cũng đều là đi tiền tuyến chiến trường, đến lúc đó, những người này nếu không đáng tin cậy, cùng lắm thì làm một mình. Tóm lại, kiếm điểm cống hiến mới là quan trọng nhất trong lòng lôi đạo cũng hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, đều phải đi tiền tuyến chiến trường trước. Về phần những người này có đáng tin hay không, sau khi đi chiến trường tự nhiên sẽ biết, trong minh giới, nhóm 5 người lôi đạo đã rời khỏi thủ hộ thần cung, bọn họ cưỡi một chiếc phi thuyền của lô tiểu bàn, nhanh chóng đi về phía chân dương đại thế giới. Tiền tuyến chiến trường, ngay tại phụ cận chân dương đại thế giới, cơ hồ là vây quanh chân dương đại thế giới đang kịch liệt tranh đoạt. Tốc độ phi hành của phi thuyền, tự nhiên xa xa không phải chân thần có thể so sánh. Một chiếc phi thuyền như vậy, giá trị ít nhất là một vạn điểm cống hiến trở lên. Cũng chỉ có lừa tiểu bàn tài đại khí thô mới có thể có bảo vật như vậy. Hơn nữa, chỉ dựa vào chiếc phi chu này, ngoại trừ tôn giả cùng với chân thần sở trường tốc độ ra, đoán chừng rất khó có chân thần có thể vượt qua tốc độ của chiếc phi chu này. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì cưỡi phi thuyền chạy trốn. Nhiệm vụ lần này thế nào, rất không tệ chứ. Chật chật, Chém giết năm vị chân thần bình thường, là một cái công nhỏ. Chém giết một vị chân thần đỉnh cấp, đồng dạng là một cái công nhỏ. Tôn giả cũng không cần suy nghĩ, đây không phải là chúng ta có thể đối phó, hơn nữa nếu là đụng phải tôn giả, có bao xa liền trốn bấy xa. Nhưng mà, nếu như có thể đoạt lại một tòa tiểu thế giới, đây chính là ghi 10 đại công. Mọi người bắt đầu xem xét nhiệm vụ nhận, hết thảy đều là nhiệm vụ trên tiền tuyến chiến trường, phần lớn đều là công nhỏ, nếu như là công lớn, vậy đều là nhằm vào cường giả cấp tôn giả bọn họ không cần suy nghĩ nhưng cũng có ngoại lệ ví dụ như đoạt lại tiểu thế giới lần này chiến tranh là vây quanh chân dương đại thế giới tranh đoạt nhưng một mảnh khu vực kia không chỉ có chân dương đại thế giới còn có rất nhiều tiểu thế giới bởi vì giao long nhất tộc chủ động tiến công bởi vậy ngược lại để giao long nhất tộc chiếm cứ rất nhiều tiểu thế giới muốn đoạt lại một tiểu thế giới trên thực tế đều rất không dễ dàng bởi vì đó không phải là một hai vị chân thần tọa trấn mà là mười mấy vị thậm chí mấy chục vị chân thần tọa trấn khủng bố cỡ nào hơn nữa ở trong tiểu thế giới những con dao long kia khẳng định còn có bố trí đoạt lại tiểu thế giới vô cùng khó khăn nhưng mà cũng chính vì vậy công lao đoạt lại một tiểu thế giới mới có thể lớn như vậy ghi mười công lớn đây chính là dòng dã một vạn điểm cống hiến một cái công nhỏ cũng chỉ có một trăm điểm cống hiến nói cách khác phải giết chết một trăm vị chân thần đỉnh cấp hoặc là giết chết năm trăm vị chân thần bình thường mới có thể kiếm được một vạn điểm cống hiến chỉ có điều đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bằng vào bọn họ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con ô hợp này, muốn cướp đoạt một tòa tiểu thế giới. Trừ phi là đi chịu chết, còn không sai biệt lắm, minh giới rất lớn, cho dù là có phi thuyền đi đường, nhóm năm người lôi đạo cũng hao phí gần một tháng thời gian. Mới miễn cưỡng chạy tới phụ cận chân dương đại thế giới. Vừa mới đuổi tới phụ cận chân dương đại thế giới, đám người lôi đạo liền cảm nhận được một cỗ thần niệm kinh khủng đảo qua trên người bọn họ, cho dù có phi thuyền cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đạo thần niệm này, để đáy lòng bọn họ run lên. Sát khí, sát ý kinh khủng nương theo thần niệm đảo qua, đây là thần niệm của tôn giả. Có tôn giả giám sát chân dương đại thế giới ở phụ cận. Chân dương đại thế giới, kỳ thật cũng tương đương với tổng bộ của đông phương thủ hộ thần điện lần này, nghe nói đồng đại tôn liền tự mình tọa chấn ở chân dương đại thế giới. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không để chân dương đại thế giới xa vào. Vù, theo thần niệm quét qua, rất nhanh có vài tên chân thần từ chân dương đại thế giới bay ra. Đi tới bên ngoài phi chu, chân thần trong phi chu đều đi ra kiểm tra, vài tên chân thần không chút khách khí nói, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, nhất là tại chân dương đại thế giới, trên thực tế là tương đối nghiêm khắc, bất luận kẻ nào tiến vào nơi này đều phải bị kiểm tra, còn phải làm một chút đăng ký. Tuy nhân loại rất ít khi xảy ra nội chiến, nhưng lợi ích là trên hết, không ai biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt, đám người lôi đạo tự nhiên nói rõ ý đồ đến, thậm chí lộ ra thân phận đệ tử chính thức của thủ hộ thần cung những chân thần này mới cho đi. Chư vị, hiện tại phụ cận chân dương đại thế giới cơ hồ đều đang tiến hành tranh đoạt, hơn nữa chiến tranh rất thảm thiết, các ngươi không phải chân thần của Đông Phương Thủ hộ thần điện, có thể tự do hành động trên chiến trường. Bất quá, nếu là có tôn giả hạ mệnh lệnh, các ngươi cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Mấy vị chân thần giải thích cho đám người lôi đạo, chúng ta hiểu, trên chiến trường cần phải có mệnh lệnh thống nhất. Đương nhiên, đám người lôi đạo không phải là chân thần của thủ hộ thần điện phương Đông, bọn họ không cần mệnh lệnh tác chiến nghiêm khắc như vậy. Bọn họ có thể tự do hành động. Bọn họ đến đây để kiếm điểm cống hiến, thậm chí, không chỉ là những đệ tử thủ hộ thần cung của Lôi Đạo, còn có chân thần của một số thế lực khác cũng có thể tiến vào trong chiến trường, săn bắn những giao long kia. Bởi vì, dạng chiến tranh này, thủ hộ thần cung tuyên bố nhiệm vụ là công khai. Cho dù là chân thần khác cũng có thể nhận nhiệm vụ, mặc dù không thể nhận được điểm cống hiến, nhưng có thể đi thủ hộ thần cung đổi một ít tài nguyên bảo vật. Điều này cũng có thể thúc đẩy tính tích cực của chân thần của các thế lực khác trong nhân loại. Dù sao, đại chiến với giao long nhất tộc không chỉ là trách nhiệm của thủ hộ thần cung, càng là trách nhiệm của tất cả tu hành giả nhân loại. Cảnh cáo cuối cùng một điểm, giữa tu hành giả nhân loại không thể chém giết lẫn nhau, nếu không, tôn giả hoặc là chân thần tuần tra chiến trường có thể giết chết ngay tại chỗ. Điểm này vô cùng quan trọng, nhân loại đi ra tổ địa, trên thực tế thời gian cũng không dài, thậm chí còn tương đối ngắn ngủi, nhưng vì sao có thể sừng sững ở trong vạn tộc chi lâm minh giới? Thậm chí thế lực còn đang không ngừng phát triển lớn mạnh trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng cũng là nhân loại vô cùng đoàn kết hoặc là nói là ở dưới sự dẫn dắt của ngũ đại thần cung khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài nhân loại rất đoàn kết trên chiến trường nếu có nội chiến thậm chí chém giết lẫn nhau hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng cho dù hai người bình thường có thủ hận cũng sẽ không lựa chọn chém giết trên chiến trường âm uhm, đúng lúc này một cỗ thần niệm kinh khủng giáng lâm thậm chí trong đó còn kèm theo một đoàn lửa giận đây không phải là thần niệm của tôn giả không biết mạnh hơn tôn giả bao nhiêu lần dù chỉ là thần niệm cũng khiến người ta có cảm giác hít thở không thông lư tiểu bàn trong lòng cả kinh hắn cơ hồ lập tức điều khiển phi chu nhanh chóng bay vào trong chiến trường hơn nữa còn la lớn ra ra lần này con đã nhận nhiệm vụ của thần cung người không thể ngăn cản nếu không một cái nhiệm vụ cũng không hoàn thành trở lại khu hạ cung sẽ bị người nhạo báng đấy tất cả mọi người đều là một đầu mồ hôi bây giờ bọn họ làm sao còn có thể không rõ chủ nhân của đạo thần niệm này rõ ràng là gia gia của Lưu Tiểu Bàn, Lô Đại Tôn uy danh hiển hách thủ hộ thần cung. Thần niệm của Lô Đại Tôn vẫn luôn không nói gì, mọi người cũng chỉ có thể thừa nhận áp lực kinh khủng, trong lòng mỗi người đều áp lực như núi, trong lòng càng hối hận vô cùng. Xem ra Lưu Tiểu Bàn là vụng trộm đi tới chiến trường, nếu không, trong thần niệm của Lô Đại Tôn tại sao có thể có phẫn nộ? Chỉ hy vọng Lưu Đại Tôn không dẫn chó đánh mèo lên bọn họ là được rồi. Thật lâu sau, thần niệm của Lô Đại Tôn rốt cục biến mất trên mặt lư tiểu bàn lộ ra một tia mừng như điên nói đi mau đi mau ra ra đã đáp ứng ta đi chiến trường dứt lời lư tiểu bàn càng thao túng phi thuyền nhanh chóng biến mất ở phụ cận chân dương đại thế giới giờ phút này bên trong chân dương đại thế giới tổng bộ tạm thời của đông phương thủ hộ thần điện đồng đại tôn ngồi trên chủ vị xem ra tâm trạng cũng không tệ lắm hắn ta vừa cười vừa nói lư đại tôn cháu trai bảo bối của ngươi thật biết cách giày vò giờ lại ra tiền tuyến rồi ngươi không đuổi hắn về sao ở bên cạnh đồng đại tôn một hắc bào lão giả đang ngồi hắn tức giận nói tiểu tử kia thích giày vò chỉ tiếc ở hạ cung giày vò thời gian dài như vậy cũng không có làm ra trò gì đời này đừng mong tiến vào thượng cung thành tựu tôn giả cũng khó khăn huống chi hắn nhận nhiệm vụ của thần cung ta làm sao anh bất quá an toàn của tiểu tử đó ta không thèm để ý có một ít bảo vật ta cho chỉ cần không gặp phải tôn giả bảo mệnh vẫn không có vấn đề gì Huống chi, trong số những người tiểu tử kia mang theo còn có một tiểu tử rất thú vị. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử kia tu hành hẳn là thiên cực thần công, hơn nữa, rõ ràng còn luyện thành, ngưng tụ ra 36 đạo thần văn. Có hắn ở đây, cháu trai bảo bối của ta càng sẽ không xảy ra chuyện. Lão giả áo đen này chính là Lô Đại Tôn, một thần niệm của hắn đã khiến cho người bên cạnh Lô Tiểu Bàn nhìn thấy bảy tám phần, trên cơ bản đã hiểu rõ. Đồng Đại Tôn ngược lại rất có hứng thú. Hắn kinh ngạc nói, thiên cực thần công. Hơn nữa, thật sự có người luyện thành, có thể ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, vậy hẳn là thiên cực thần công tầng thứ tư, cái này rất khó lường. Thiên cực thần công từ khi xuất thế đến nay, cao nhất cũng là luyện đến tầng thứ tư, hơn nữa, có thể luyện đến tầng thứ tư đều là lác đác không có mấy. Người này là ai, có thể ở bên cạnh tôn tử bảo bối của ta, vậy tất nhiên là đệ tử khu hạ cung, ân, gần đây không phải có một người huyên náo xôn xao sao. Hình như cũng là bởi vì lựa chọn thiên cực thần công, hay là danh ngạch đề cử võ bất bại, người kia gọi là lôi đạo A. Lư Đại Tôn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, danh ngạch đề cử của võ bất bại, bản tọa nhớ ra rồi, trước đó không lâu, bản tọa để võ bất bại đi chân thần giới một chuyến, hình như là huyết giao vương xuất thế. Chân thần giới cũng gặp phải nguy cơ, sau đó võ bất bại liền từ chân thần giới mang về một chân thần, còn đưa danh ngạch đề cử cho vị chân thần kia, hẳn là chính là lôi đạo này. Thú vị, từ trong chân thần giới đi ra, còn tu luyện thiên cực thần công, chẳng lẽ hắn có cơ hội luyện thiên cực thần công đến tầng thứ năm sáng lập ra tiên hà ánh mắt đồng đại tôn sáng ngời hắn biết rõ tu luyện thiên cực thần công khó khăn đến cỡ nào cho đến nay thiên cực thần công tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng chỉ là luyện đến tầng thứ tư mà thôi từ đầu đến cuối đều không có người nào có thể tu luyện thiên cực thần công tới tầng thứ năm không thể không nói đây là một tiếc nuối thiên cực thần công đích thật là một môn thần công đứng đầu nếu có người có thể luyện thành, thậm chí có thể chia sẻ kinh nghiệm để càng nhiều người tu luyện thành công. Vậy không thể nghi ngờ có thể làm cho thực lực chỉnh thể của nhân loại đều có tăng lên về chất. Chỉ tiếc, đến nay không có người luyện đến tầng thứ 5. Vẫn là chờ võ bất bại trở về, lại cẩn thận hỏi thăm một phen. Đồng đại tôn ngược lại là Lưu Tâm, hơn nữa cũng chú ý tới lôi đạo. Có thể luyện Thiên Cực Thần Công đến tầng thứ tư, vậy Thiên Phú khẳng định không tệ, thậm chí có thể xưng đỉnh tiêm. Hơn nữa còn là chân thần từ trong tổ địa đi ra, liền càng thêm hiếm thấy. Hiểu rõ thêm một phen chắc chắn không sai, thậm chí còn có thể mang đến một chút kinh hỉ Phù, cuối cùng cũng tiến vào chiến trường. Lư Tiểu Bàn thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi có thần niệm của ông nội Lư Đại Tôn, hắn thật sự áp lực rất lớn. Lư Tiểu Bàn không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ ông nội của hắn. May mắn, lần này ra ra tựa hồ không nói gì thêm, ngược lại là lôi đạo, trong thần sắc có một chút dị sắc. Vừa rồi thần niệm của Lô Đại Tôn dừng lại trên người ta một lát, có phải phát hiện cái gì hay không? Lôi đạo có chút trần chờ Lô Đại Tôn đường đường là Đại Tôn, lôi đạo không cảm thấy hắn có gì có thể giấu giếm được một vị Đại Tôn. Nhưng lôi đạo cũng không ẩn giấu cái gì, nhiều nhất chỉ là thiên cực thần công mà thôi. Nhưng sớm muộn gì thiên cực thần công cũng sẽ bại lộ, lôi đạo cũng sẽ không ẩn giấu mãi. Bởi vậy, cho dù Lưu Đại Tôn phát hiện cũng không tính là gì. Giờ phút này, Phi Chu đã hoàn toàn tiến vào chiến trường không có trong tưởng tượng khắp nơi đều là chém giết càng không có tràng diện chiến tranh vô thiên cái địa nguyên nhân rất đơn giản khu vực phụ cận chân dương đại thế giới đó là khổng lồ cỡ nào làm sao có thể xuất hiện tràng diện chiến tranh quy mô lớn phần lớn chân thần đều tiến vào trong tiểu thế giới chém giết tranh đoạt chân thần ở trong minh giới ngược lại rất ít thu phi thuyền lại chúng ta phi hành ở trong minh giới nếu không mục tiêu phi thuyền quá lớn ngược lại không đẹp lư tiểu bàn cũng không ngốc đã tiến vào chiến trường tùy thời đều có thể xuất hiện các loại tình huống đặc thù. Ở trong Phi Chu, ngược lại là một mục tiêu rất lớn, cũng không an toàn. Thế là, năm người đều rời khỏi Phi Chu, phi hành ở trong minh giới, hơn nữa mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời chú ý tình huống chung quanh. Có biến, phía trước hình như có dao động chiến đấu. Bỗng nhiên, Lục Huyền chân thần tựa hồ có phát hiện. Đi, đi xem một chút, thời cơ thích hợp thì động thủ. Lô Tiểu Bàn có vẻ rất hưng phấn, vì thế, năm người nhanh chóng bay về phía ngọn nguồn của dao động rất nhanh bọn họ đã đi tới gần đầu nguồn của dao động ở minh giới trống trải có hai vị chân thần hình như bị ba con dao long cấp chân thần vây công thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm gì chỉ là rằng co thế nào con dao long ở giữa kia cùng nhau động thủ được cùng nhau động thủ mọi người không cần lưu thủ đều toàn lực ứng phó thế là năm vị chân thần đỉnh tiêm mạnh mẽ đánh tới con dao long cấp chân thần kia lục huyền chân thần Ngụy Không Chân Thần cùng với Quý Thiên Chân Thần, ba đại chân thần này đều thi triển ra toàn lực, trên trán ngưng tụ ra mười mấy đạo thần văn, mặc dù không có 20 đạo, nhưng cũng là mười mấy đạo thần văn, sức mạnh thần thể mạnh mẽ. Vượt xa chân thần bình thường, hơn nữa, Lư Tiểu Bàn càng thêm khoa trương, hắn lại ngưng tụ ra hai mươi mấy đạo thần văn, hơn nữa còn thao túng một thanh bảo vật trường kiếm sắc bén tới cực điểm, chỉ là khí tức cũng có thể làm chân thần đỉnh tiêm tim đập nhanh. Đội hình khủng bố như vậy, lực lượng khủng bố như vậy, phô thiên cái địa, thậm chí không chỉ bao phủ con dao long kia ở trong đó. Ngay cả hai tên chân thần kia cũng bị bao phủ ở trong đó. Âm âm, công kích của bốn vị chân thần đỉnh tiêm rơi xuống trên người con dao long kia, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó, tất cả đều bình tĩnh lại. Con dao long kia đã chết, hơn nữa ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại, chết không toàn thây, thi thể đều bị đánh thành cho tàn. Một màn này, rơi xuống trong mắt hai vị chân thần cùng với hai con dao long bên cạnh. Đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì một vị chân thần đỉnh phong có thể tiêu diệt giao long cấp chân thần bình thường cần phải có trận thế lớn như vậy sao vừa ngưng tụ thần văn vừa thi triển bảo vật không biết còn tưởng rằng đám người lưu tiểu bàn đối phó với mấy chục đạo thần văn chân thần đỉnh tiêm nhưng đó chỉ là một con giao long cấp chiến thần bình thường thậm chí còn không bằng chân thần đỉnh phong lưu tiểu bàn lại có chiến trận lớn như vậy thật sự khiến người ta có chút cạn lời lôi đạo quả thực chẳng biết nói gì hắn không có động thủ chỉ là nhìn đám người lưu tiểu bàn động thủ dù sao lôi đạo liếc mắt liền nhìn ra ba con dao long cấp chân thần này đều chỉ là chân thần bình thường mà thôi bọn họ tùy tiện ra tay cũng có thể chém giết dù sao nữ đại chân thần bọn họ đều là đệ tử chính thức của thủ hộ thần cung vị nào không phải chân thần đỉnh tiêm được những con dao long này quả nhiên rất yếu còn có hai con kia đều cùng nhau giải quyết lô tiểu bàn cũng không có bởi vì hắn cẩn thận quá mức mà cảm thấy rất xấu hổ ngược lại hắn còn rất hưng phấn tựa hồ chém giết một đầu dao long còn chưa đủ còn phải tiếp tục bắt nạt hai đầu giao long còn lại trong cảm xúc hưng phấn của lô tiểu bàn hai con dao long kia cũng biến thành cho tàn bị triệt để chém giết chỉ còn lại hai vị chân thần ngơ ngác nhìn nhau lư tiểu bàn đi tới trước mặt hai vị chân thần đứng chắp tay từ tốn nói không cần cảm ơn chúng ta đều là chân thần nhân loại đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau hai vị chân thần nhìn nhau hai mặt nhìn nhau cuối cùng một vị chân thần trong đó chỉ có thể kiên trì nói đa tạ năm vị viện thủ chỉ là Ba con dao long cấp chân thần này là chúng ta thật vất vả mới dẫn xuất ra, muốn từ từ tiêu hao lực lượng của bọn chúng, cuối cùng đem bọn chúng triệt để chém giết. Năm vị đều là chân thần đỉnh tiêm, nếu như muốn tham dự chiến đấu, liền đi chu thiên giới phía trước, đó là một tiểu thế giới, trước mắt có rất nhiều chân thần đều đang tranh đoạt. Mặc dù ở phụ cận chu thiên giới cũng có rất nhiều giao long, lưu tiểu bàn nghe vậy có chút xấu hổ, hóa ra hai vị chân thần này cũng không cảm kích, hóa ra ba con giao long này là con mồi của hai vị chân thần này hơn nữa còn là con mồi thật vất vả mới dẫn tới kết quả bị đám người lư tiểu bàn giải quyết hai ba lần bọn họ cái gì cũng không mò được trong bụng cũng đầy một bụng oán khí nhưng đây là ngũ đại chân thần đỉnh tiêm hai người có oán khí lớn hơn nữa cũng chỉ có thể nhịn thần sắc lư tiểu bàn cứng đờ một lúc lâu sau mới gật đầu nói các ngươi cẩn thận một chút giống như vừa rồi kỳ thật các ngươi vô cùng nguy hiểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn các ngươi sẽ gặp phiền toái dứt lời lô tiểu bàn trực tiếp mang theo đám người lôi đạo nhanh chóng rời đi lần đầu tiên tiến hành chiến đấu trên chiến trường liền dùng loại phương thức hí kịch hóa này kết thúc đám người lô tiểu bàn đều cảm thấy trên mặt tối tăm tốt xấu gì bọn họ cũng là đệ tử chính thức của thủ hộ thần cung kết quả lại cướp con mồi của người khác hơn nữa chỉ là giao long cấp chân thần bình thường thật sự là có chút xấu hổ rất nhanh đám người lư tiểu bàn và lôi đạo đã nhìn thấy chu thiên giới đó là một tiểu thế giới không khác mấy so với chân thần giới nhưng mà bên ngoài chu thiên giới lúc này có rất nhiều giao long cùng với chân thần đều đang chém giết lẫn nhau gần như đều là chân thần không có người tu hành dưới chân thần hơn nữa hai bên chém giết còn tương đối thảm thiết thậm chí lôi đạo còn nhìn thấy một vị chân thần ngã xuống đó chính là chân thần ở chân thần giới trước đó cũng chỉ có ba vị thủ hộ chân thần thôi nhưng bây giờ lại tùy thời tùy chỗ đều có thể có chân thần ngã xuống đây chính là chiến tranh đám người lư tiểu bàn tựa hồ cũng bị trùng kích sắc mặt từng người đều có chút phát xanh năm người chúng ta liên thủ cùng nhau động thủ cho dù là chân thần đỉnh phong cũng sẽ bị chúng ta giết chết nhớ kỹ tuyệt đối không được tách ra hơn nữa vừa động thủ đều phải toàn lực ứng phó lư tiểu bàn cắn răng một cái nếu đã đến chiến trường vậy thì không thể lùi bước huống hồ bọn họ mới chém giết ba con dao long cấp chân thần bình thường mà thôi ngay cả một cái công nhỏ cũng không tính một cái công nhỏ cũng phải chém giết năm con dao long cấp chân thần bình thường mới được giết năm người liên thủ trực tiếp đánh về phía một con dao long trong đó con dao long này vẫn là dao long cấp chân thần bình thường bởi vậy gần như ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có đã bị chém giết mặc dù chỉ là một con dao long cấp chân thần bình thường nhưng động tĩnh của đám người lô tiểu bàn lại hấp dẫn rất nhiều dao long và chân thần hả đó không phải là lư tiểu bàn sao hắn cũng tới chiến trường rồi ngoại trừ lô tiểu bàn còn có lục huyền ngụy không cùng với quý thiên ha ha mấy người này tổ đội đi vào chiến trường xác định không phải đến khôi hài chứ còn có một người là ai hình như chưa từng gặp qua cùng lưu tiểu bàn giao hảo vậy tất nhiên là đệ tử khu hạ cung đi cửa sau đúng rồi hình như mơ hồ có một ít ấn tượng chẳng lẽ là lôi đạo vừa mới gia nhập khu hạ cung không lâu lôi đạo lôi đạo tu luyện thiên cực thần công ha 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 quả thực quá khôi hài tổ hợp như vậy một lô tiểu bàn một lôi đạo hào ngôn tu luyện thiên cực thần công đây là tổ hợp thất bại khu hạ cung sao lỗ tiểu bàn bọn họ tốt xấu gì cũng ngưng tụ hơn 20 đạo thần văn vốn thực lực rất mạnh nhưng lại vô cùng nhát gan năm vị chân thần đỉnh tiêm liên thủ đánh lén một đầu giao long cấp chân thần bình thường quả thực là mất hết mặt mũi của khu hạ cung chúng ta ở bên ngoài chu thiên giới còn có một số đệ tử khu hạ cung rất rõ ràng những đệ tử này cũng giống như lư tiểu bàn đều là đến kiếm điểm cống hiến tuy nhiên bọn họ lại kiên quyết phân chia giới tuyến với lư tiểu bàn Cùng là đệ tử khu hạ cung, những đệ tử từ khu ngoại vi từng bước một lên vào khu hạ cung, căn bản là không nhìn chúng đệ tử đi cửa sau vào khu hạ cung, hai người phân biệt rõ ràng, cho tới bây giờ đều không phải là người một đường. Mà bây giờ, nhìn thấy tổ hợp năm người Lư Tiểu Bàn, càng bị đệ tử khu hạ cung trào phúng là tổ hợp thất bại. Lô Tiểu Bàn chém giết một đầu dao long cấp chân thần bình thường, nghe được những đệ tử khu hạ cung kia nghị luận, Lô Tiểu Bàn sắc mặt trầm xuống, thần sắc lập loè, biến ảo bất định. Lần này hắn kiên trì muốn đi tới tiền tuyến chiến trường, trong đó có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn chính danh cho mình. Tuy nhiên, Lư Tiểu Bàn cũng biết rõ, chém giết giao long cấp chân thần bình thường cũng không tính là chính danh, cho dù có chém giết nhiều giao long cấp chân thần bình thường hơn nữa, hắn cũng không cách nào chính danh. Hắn nhất định phải chém giết chân thần đỉnh tiêm trong những giao long kia. Chư vị, lời bọn họ vừa nói các ngươi đều nghe được, bọn họ nói chúng ta là tổ hợp thất bại. Hừ, đồng dạng đều là đệ tử khu hạ cung, lần này chúng ta muốn làm một vố lớn cho bọn họ nhìn xem cũng cho chúng ta chính danh các ngươi có dám hay không nhìn lô tiểu bàn nghiến răng nghiến lợi lục huyền cùng các chân thần kỳ thật rất muốn nói không muốn nhưng sợ lô tiểu bàn sau này tính sổ chỉ có thể nuốt lời này vào trong bụng trầm mặc chính là ứng đối tốt nhất nhưng hiển nhiên lư tiểu bàn không nhìn như vậy được xem ra tất cả mọi người không có ý kiến vậy chúng ta làm một vố lớn ánh mắt lư tiểu bàn tìm kiếm khắp nơi trên chiến trường khắp nơi đều là chiến đấu một vài con dao long mạnh mẽ cũng rất mạnh ví dụ như trong đó có một con dao long đuôi quét ngang trực tiếp đánh bay mấy vị chân thần đứng đầu trông vô cùng hung tàn ánh mắt lư tiểu bàn liền tập trung vào trên người con dao long hung hãn kia không thể nào lục huyền ngụy không quý thiên các loại chân thần đều nhanh tuyệt vọng bị trào phúng liền trào phúng bọn họ đã chết lặng căn bản cũng không thèm để ý nơi nào sẽ nghĩ vì mình chính danh nhưng nếu lư tiểu bàn quyết định đối phó với con dao long hung tàn khủng bố kia vậy mới thật sự là muốn mạng già của bọn họ rất nguy hiểm sẽ chết người đấy ta quyết định rồi chính là con dao long kia thấy không con dao long hung hãn nhất hình thể khổng lồ nhất kia đúng rồi chính là con dao long sau lưng nó dường như đã đẩy hai vị chân thần vào hiểm cảnh chúng ta đi chém nó cứu vớt hai vị chân thần ánh mắt lư tiểu bàn lộ ra tinh quang lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn lập tức vẻ mặt đám người lôi đạo cứng đờ ánh mắt nhìn về phía sau lưng con dao long hung tàn vô cùng kia đúng rồi chính là con dao long hung tàn sau lưng con dao long kia con dao long kia tựa hồ nhỏ hơn một chút cái này gọi là làm lớn một chuyến quả nhiên vẫn là lư tiểu bàn quen thuộc vẫn là thao tác quen thuộc cảm giác quen thuộc bọn họ thật sự yên tâm đám người lư tiểu bàn trực tiếp động thủ bọn họ vòng qua đầu dao long nhìn vô cùng hung hãn kia trực tiếp động thủ với dao long ở phía sau dao long hình thể rõ ràng nhỏ hơn một vòng thật ra con dao long kia cũng không kém năng lực áp chế hai vị chân thần E rằng cũng là tồn tại cấp chân thần đỉnh phong, nếu như chém giết nó thì cũng đã đủ một cái công lao nhỏ rồi. Giết, Lưu Tiểu bàn cầm bảo vật trong tay, cùng đám người lôi đạo đánh về phía con dao long kia. Vô số thật thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, che trời lấp đất, trong nháy mắt khóa chặt con dao long này. Giống, con dao long này nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. Nó là một con dao long cấp chân thần đỉnh tiêm, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với người đạo thần văn chân thần đỉnh tiêm mà thôi làm sao đối mặt với năm vị chân thần đỉnh tiêm như lang như hổ như lư tiểu bàn bởi vậy trong tiếng giống giận dữ tràn đầy vẻ sợ hãi nó ngay cả một kích cũng không đỡ nổi âm um, chỉ là vô luận con dao long này gào thét như thế nào đều không làm nên chuyện gì công kích của đám người lô tiểu bàn đã rơi xuống con dao long này trong nháy mắt liền bị công kích của năm người nghiền thành bột mịn ha 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 một cái công nhỏ tới tay gần 100 điểm cống hiến cũng không tệ trên chiến trường còn có nhiều dao long cấp chân thần như vậy vẫn còn cơ hội, kiếm mấy ngàn điểm cống hiến chắc chắn không thành vấn đề. Năm người một kích đắc thủ, đều có chút hưng phấn. Chỉ là, bỗng nhiên, trong lòng lôi đạo chợt sinh ra báo động. Hắn quay phát đầu lại, liếc mắt liền thấy được con dao long vô cùng hung hãn kia, tựa hồ như lập tức nổi điên, thân thể cao lớn lập tức quét ngang bốn phía, đánh bay những chân thần vây công nó. Ngay sau đó, con dao long kinh khủng này càng nổi giận gầm lên một tiếng, giống như đang rên rỉ. Lại giống như có vô tận lửa giận, xông thẳng về phía năm người lôi đạo. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt lô tiểu bàn lập tức biến mất. Sao nó lại nhắm vào chúng ta? Giống như nổi điên, rên rỉ không ngừng. Chẳng lẽ, con dao long chúng ta chém giết này có quan hệ với nó? Con dao long này sẽ không phải là giống cái chứ? Lô tiểu bàn biến sắc. Giống cái dao long, mẹ nó không phải là lão bà của dao long hung hãn vô cùng này chứ? Nhìn dáng vẻ phát cuồng của con dao long này, thật sự có khả năng. Con dao long vô cùng hung hãn này, vừa nhìn đã biết là dao long cấp chân thần đỉnh tiêm, hơn nữa còn là loại giao long khủng bố có được mấy chục đạo thần văn nếu không nhiều chân thần đỉnh tiêm vây công nó như vậy sao có thể vẫn luôn tấn công không được không lui được nữa giết chết nó lúc này không thể trốn chúng ta đi tới tiền tuyến chiến trường là vì cái gì chính là vì chính danh con giao long này có thể chính danh cho chúng ta giết lư tiểu bàn biết đã không lui được nữa hơn nữa khí tức của năm người bọn họ đều bị giao long khóa chặt một khi bọn họ chạy trốn tứ tán vậy thì gần như bỏ qua ưu thế lớn nhất của mình không cách nào liên thủ sẽ bị giao long đánh tan từng cái. Hiện tại chỉ có thể liên thủ chiến một trận, bành, giao long tốc độ cực nhanh, bổ nhào mạnh xuống phía dưới, hầu như trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Lư Tiểu Bàn. Thân hình khổng lồ kia gần như không dừng lại chút nào, trực tiếp va chạm với trường kiếm của Lô Tiểu Bàn. Phốp phốp, trường kiếm hung hăng cắt vào trong thân hình khổng lồ của giao long, tuy nhiên, căn bản là không có cách nào ngăn cản được con giao long này. Nhất là thân hình khổng lồ của giao long, thế không giảm. Hung hăng đâm vào trên người của Lô Tiểu Bàn. Răng rắc, Lư Tiểu Bàn cảm giác toàn thân như bị đụng thành từng mảnh vỡ, hắn có hộ giáp hộ thân, còn có 20 đạo thần văn thần thể, rõ ràng đều không đỡ nổi một kích của con giao long này. Lục Huyền, Ngụy Không cùng Quý Thiên, Tam đại chân thần sau khi nhìn thấy giao long hung hãn như vậy, toàn thân chấn động. Bọn họ thật muốn chạy trốn, nhưng lúc này, bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi chạy, chỉ sợ nhất định phải chết. Trong nháy mắt khi giao long đánh bay Lư Tiểu Bàn, công kích của ba đại chân thần cũng đã đến. Tam đại chân thần tốt xấu gì cũng là chân thần đỉnh tiêm ngưng tụ ra mười mấy đạo thần văn, cũng là đệ tử chính thức của khu hạ cung. Ba người liên thủ một kích, uy năng cũng phi thường khủng bố. Giống, chỉ là, công kích rơi xuống trên người giao long, lại vẻn vẹn chỉ kích phát hung tính của con giao long này, ngược lại bị một đuôi của giao long quét ngang, trực tiếp quét bay ngược mà đi. Vẻn vẹn chỉ là một hiệp, ngoại trừ lôi đảo ở phía sau, còn chưa bị giao long đánh bại ra, bốn người còn lại, tất cả đều bại lui, thậm chí còn bị trọng thương. Ba, 30 đạo thần văn, đây là giao long khủng bố sánh ngang với 30 đạo thần văn. Mẹ nó, lần đầu tiên đã đụng phải giao long hung hãn như vậy, chẳng lẽ muốn xuất sư bất lợi, bàn giao ở chỗ này. Đám người lưu tiểu bàn đều trợn mắt há hốc mồm, thật sự là quá mạnh mẽ, con giao long này sao lại khủng bố như vậy, các ngươi còn đang làm gì nữa, mau tới đây vây công đi, bằng không, chúng ta chết rồi, các ngươi cũng không sống được. Lưu tiểu bàn hét lớn một tiếng, hắn cắn răng chuẩn bị tiếp tục chiến đấu những chân thần vây công giao long trước đó lúc này cũng phản ứng lại nhào nhào chuẩn bị tới vây công những chân thần này có một số vẫn là đệ tử khu hạ cung nhưng lúc này bọn họ đều không có châm chọc khiêu khích nữa dù sao con giao long này uy hiếp mới lớn nhất hơn nữa lúc này hoàn toàn chính xác phải đồng tâm hiệp lực nếu không rất nhiều chân thần ở đây đều sẽ vẫn lạc từ giao long xông lại lại đến đám người lư tiểu bàn vừa chạm liền tan giã căn bản là ngăn không được đầu giao long này quá trình thoạt nhìn tựa hồ rất dài nhưng thời gian lại rất ngắn ngủi, thậm chí ngay cả thời gian một hơi thở cũng không có, lôi đạo cũng đã muốn một mình đối mặt đầu giao long hung hãn không gì sánh được ngay rồi. Đây là lần đầu tiên lôi đạo đối mặt với giao long khủng bố như thế. Lúc trước ở chân thần giới, dù là thanh giao vương mạnh nhất, trên thực tế cũng mới vẻn vẹn chỉ là chân thần đỉnh tiêm sánh ngang bảy tám đạo thần văn mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Con giao long này đủ để sánh ngang với chân thần đỉnh tiêm của 30 đạo thần văn, giữa hai người cơ hồ là cách biệt một trời một vực, không thể đánh đồng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn nhìn thấy một màn trước mắt, cảm giác thật sự là quá quen thuộc. Tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của con dao long này, thậm chí ngay cả lô tiểu bàn trang bị đầy đủ cũng bại lui, con dao long này càng không kiêng nể gì cả, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Loại cảm giác này, lôi đạo quá quen thuộc, trước kia khi đối mặt với kẻ địch, không phải đều như vậy sao? Hắn cho tới bây giờ đều là một người đối mặt kẻ địch cường đại. Chỉ là, ở minh giới, lôi đạo gặp phải loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên ở minh giới lôi đạo đã khiêm tốn quá lâu hoặc là nói thực lực của hắn cũng không cho phép hắn cao điệu hắn cũng chỉ có thể điệu thấp mà bây giờ lôi đạo không cần phải khiêm tốn nữa tuy hắn không phải tới chính danh nhưng hắn lại đến thu hoạch điểm cống hiến vậy thì phải biểu hiện ra thực lực của hắn ông sau một khắc dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả chân thần xung quanh thần thể lôi đạo trong nháy mắt bành trướng cùng lúc đó nghi tâm trên trán lại hiện ra từng đạo thần văn một đạo hai đạo ba đạo từng đạo thần văn ngưng tụ ra khí tức trên người lôi đạo cũng như thổi khí cầu điên cuồng bành trướng trong mắt lôi đạo lóe lên lệ mang trực tiếp đánh ra một quyền không chút hoa lệ cứ như vậy nghênh đón con dao long hung hãn kia bành một quyền của lôi đạo hung hăng nện lên người dao long thân thể khổng lồ của dao long cư nhiên giống như lập tức cứng đờ bị một quyền của lôi đạo đập cho ngừng lại cùng lúc đó lực lượng khủng bố không ngừng chấn động trong cơ thể dao long phốp phốp Thân thể cứng cỏi của giao long trực tiếp vỡ tan, một lượng lớn huyết nhục bay tán loạn. Một con giao long to như vậy ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp bị nện bay. Nhìn thấy cảnh này, tất cả chân thần đều sợ ngây người. Chuyện này, 32 đạo thần văn, lôi đạo ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, nhưng điều này sao có thể? 32 đạo thần văn, lôi đạo vừa mới tiến vào khu hạ cung, làm sao lại ngưng tụ ra 32 đạo thần văn? Đúng rồi, Thiên Cực Thần Công, nhất định là Thiên Cực Thần Công chỉ có luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư, mới có thể ngưng tụ ra 32 đạo thần văn. Tầng thứ tư thiên cực thần công, người có thể luyện thành chỉ lác đác không có mấy, lôi đạo mới có được thiên cực thần công bao lâu. Cho dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó là sự thật. Lôi đạo chân đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư. Rất nhiều chân thần đều ngây dại, nhất là chân thần khu hạ cung. Gần đây lôi đạo chính là nổi giận toàn bộ khu hạ cung. Vô số người đều đang trào phúng lôi đạo, không biết tự lượng sức mình, lại lựa chọn thiên cực thần công. Nhưng bây giờ, 32 đạo thần văn trên trán Lôi Đạo lại giống như một cái bạt tai vang dội, khiến tất cả chân thần đều trợn mắt há hốc mồm. Lôi Đạo không phải vì thu hút sự chú ý mà chọn thiên cực thần công, mà là thật sự luyện thành thiên cực thần công. Thậm chí không phải tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mà là tầng thứ tư. Cho đến nay, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư mà thôi, Lôi Đạo liền trở thành một trong số đó. Ha ha ha, quả nhiên Ta biết Lôi huynh là chân thần đỉnh tiêm thâm tàng bất lộ. Lựa chọn thiên cực thần công là có nắm chắc luyện thành. 32 đạo thần văn đều có thể càn quét hết thảy giao long nơi này, Lôi huynh, ta đến giúp ngươi một tay." Người phản ứng đầu tiên lại là Lư Tiểu Bàn, nhìn thấy Lôi đạo ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, Lô Tiểu Bàn lại vô cùng hưng phấn, lập tức vọt tới, trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống. Con giao long hung hãn kia bị một quyền của Lôi đạo đánh cho chóng mặt, tuy rằng Lôi đạo chỉ có 32 đạo thần văn, nhưng thoạt nhìn chỉ có thêm hai đạo thần văn. Nhưng trên thực tế, bản thân lôi đạo thần thể đã vô cùng cường hãn, dưới một quyền, nện cho đầu giao long này đầu óc choáng váng, hiện tại lại bị lư tiểu bàn thừa dịp hư mà vào, một kiếm chém chúng. Giống, giao long gần như điên cuồng, tuy nhiên, hành động của lô tiểu bàn cũng quả thực ngăn cản được giao long chạy trốn, lôi đạo cũng nhanh chóng tới gần, kích phát toàn bộ 32 đạo thần văn. Kích phát lực lượng thần thể đến cực hạn, lại đấm ra một quyền. Âm âm, hư không minh giới vô cùng vững chắc, mặc dù không vặn vẹo hư không nhưng một quyền này rắn chắc đập vào trên đầu con dao long này răng rắc lập tức cái đầu to lớn của dao long trong nháy mắt vỡ nát cho dù sức sống của nó rất cường hãn còn muốn lại sinh ra một cái đầu lâu nhưng lôi đạo đã không cho nó cơ hội này nữa hắn điên cuồng đấm ra từng quyền giống như mưa rơi vào trên thân thể con dao long này ngay cả thời gian một hơi thở cũng không có thân thể dao long cứ thế bị lôi đạo đánh nổ hóa thành bột mịn hoàn toàn ngã xuống Chết, chết rồi, rất nhiều người lộ vẻ khiếp sợ, nhưng tâm trạng lại rất phức tạp. Con dao long kia, trước đó đã có mấy vị chân thần đỉnh tiêm vây công, nhưng căn bản không làm gì được con dao long kia. Ngược lại bị con dao long kia không ngừng va chạm, làm bị thương rất nhiều chân thần. Mà bây giờ, con dao long kia bị lôi đảo dùng sức một mình, từ chính diện cứng rắn chém giết. 32 đạo thần văn, đủ để có một không hai ngay tại chỗ. Tuy rằng, khu hạ cung có chân thần mạnh hơn 32 đạo thần văn, nhưng có thể trên 30 đạo thần văn trở lên, khu hạ cung, cũng coi là tồn tại phi thường cường đại. Hơn nữa, quan trọng hơn là, lôi đạo mới vừa tới khu hạ cung bao lâu? Thời gian mấy tháng mà thôi, liền có thể luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một tiểu công đã tới tay, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Ánh mắt lôi đạo quét qua bốn phía, sau đó thần ảnh hắn khẽ động, 32 đạo thần văn mãnh liệt kích phát, thần thể như hóa thành một tia chớp bay về phía những con dao long ở xung quanh bành bành bành, gần như là một quyền một con, giao long còn lại, không có một con giao long nào có thể chống đỡ được một kích của lôi đạo, trong khoảng thời gian ngắn, lôi đạo đã chém giết hết thảy giao long ở phu cận. Tương đương với mười mấy cái tiểu công, hơn một ngàn điểm cống hiến đã tới tay. Phu cận chu thiên giới, bây giờ đã bị quét sạch một lần, không có giao long. Chân thần còn lại nhìn thoáng qua lôi đạo, thần sắc vô cùng phức tạp, nhưng mà, bọn họ cũng không nói gì thêm. Bọn họ không có năng lực chém giết những giao long này, như vậy lôi đạo chém giết nó cũng không có gì đáng trách nhưng lần này bọn họ tới tiền tuyến chiến trường không phải để qua loa mà là muốn kiếm điểm cống hiến phụ cận chu thiên giới đã không còn giao long nhưng không có nghĩa là chu thiên giới không có thậm chí số lượng giao long trong chu thiên giới còn xa xa không chỉ mười mấy con thế là bọn họ đều đi chu thiên giới chỉ còn lại có năm người lôi đạo lô tiểu bàn lợi hại thật sự là lợi hại lôi huynh không nghĩ tới ngươi kỳ tài ngút trời lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đem thiên cực thần công luyện đến tầng thứ tư ha 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 người đã phá kỷ lục của hạ cung khu nhìn xem những đệ tử khu hạ cung vừa rồi về sau ai còn dám nói chúng ta dựa vào danh ngạch đề cử trở thành chân thần của hạ cung khu đệ tử không có chân tài thực liệu ai còn dám nói chúng ta không có thiên tài lô tiểu bàn quả thực so với lồi đạo còn kích động hơn tựa hồ hung hăng lửng mày nở mặt một phen ba đại chân thần khác cũng lộ ra vẻ mặt chấn động 32 đạo thần văn, bọn hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí, trước khi bọn họ rời khỏi khu vực cung điện, có thể ngưng tụ ra 30 đạo thần văn trở lên hay không còn rất khó nói. Theo lý thuyết mà nói, 32 đạo thần văn liền có thể trùng kích tôn giả cảnh, đương nhiên, chỉ là tỷ lệ rất thấp, nhưng dù thế nào tỷ lệ so với 10 đạo thần văn chân thần cao hơn một chút. Chỉ có 10 cái tiểu công, lôi đạo có chút không hài lòng, đem giao long bên ngoài chu thiên giới đều tận diệt, kết quả cũng chỉ có mười mấy tiểu công, tương đương với hơn 1.000 điểm cống hiến. Hơn nữa, lần này, bọn họ là tổ đội hành động, tuy phần lớn giao long đều là lôi đạo chém giết, thậm chí đều là lôi đạo dùng sức một mình chém giết. Nhưng đoàn đội chính là đoàn đội, điểm cống hiến cần phải lấy ra phân phối. Đương nhiên, lôi đạo có thể chiếm cứ 8 thành lợi nhuận điểm cống hiến trở lên, thậm chí nhiều hơn. Nhưng người mấy cái tiểu công, hơn 1.000 điểm cống hiến, cũng thật sự quá ít. Lôi đạo biết rất rõ, hắn muốn luyện thành thiên cực thần công tầng thứ 5, cần tiêu hao 16 vạn năm tuổi thọ. Đó không phải là một gốc hai gốc mặt người là có thể giải quyết. Bởi vậy, Lôi đạo cần một lượng điểm cống hiến lớn, không phải mấy trăm điểm, cũng không phải mấy ngàn điểm, ít nhất cũng phải mò được hơn vạn điểm cống hiến mới được. Nhưng nếu cứ chém giết như vậy, phải đến ngày tháng năm nào mới có thể mò được nhiều điểm cống hiến như vậy? Huống chi, tình thế trên chiến trường trong nháy mắt đã qua vạn năm, 32 đạo thần văn Lôi đạo cũng không phải vô địch. Nếu như gặp những chân thần cấp cự đầu trong giao long nhất tộc kia, so sánh với 30 đạo thần văn trở lên, thậm chí 40 đạo thần văn trở lên, Lôi đạo có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu Thiên Giới, lôi đạo nhìn Chu Thiên Giới trước mắt, thấp giọng thì thào, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm to gan. Đại công, người đại công, chỉ cần đoạt lại Chu Thiên Giới, như vậy có thể thu được người công lớn, đây chính là một vạn điểm cống hiến, nghĩ thôi cũng khiến người kích động. Hơn nữa, Chu Thiên Giới hiện tại đã không còn là một khối sắt của Giao Long, rất nhiều chân thần đều tiến vào trong Chu Thiên Giới, Chu Thiên Giới hiện tại, ở trong hỗn loạn. Chính là thời cơ tốt nhất để cướp lấy Chu Thiên Giới. Đương nhiên, cái này cần phải mạo hiểm rất lớn, chỉ là muốn đạt được điểm cống hiến không mạo hiểm sao được lôi đạo nhìn thoáng qua đám người lư tiểu bàn trầm giọng nói lư sư huynh có muốn làm một phiếu lớn hơn không làm một mẻ lớn hơn nữa lư tiểu bàn nhìn thoáng qua lôi đạo lại thuận theo ánh mắt của lôi đạo nhìn thấy chu thiên giới khóe miệng hắn giật giật hiển nhiên đã đoán được ý nghĩ của lôi đạo ý ngươi là cướp lấy chu thiên giới không sai người công lớn một vạn điểm cống hiến chẳng lẽ các ngươi không muốn lư tiểu bàn thật sự không muốn hắn đến tiền tuyến chiến trường, chỉ là vì chính danh, cống hiến chút gì đó, đủ dùng là tốt rồi, dù sao hắn có một đại tôn gia gia không thiếu điểm cống hiến. Thậm chí ba vị chân thần khác cũng có suy nghĩ như vậy. Bọn họ không muốn quá mạo hiểm, nếu như nói, chém giết giao long ở trên chiến trường tiền tuyến, đó chỉ là có một chút nguy hiểm, như vậy đi tranh đoạt tiểu thế giới, vậy thì không thể nghi ngờ là đi liều mạng. Mà bọn họ cũng không muốn liều mạng, cũng không có thực lực liều mạng. Cái này, lôi huynh, tuy rằng ta thừa nhận, ngươi là kỳ tài ngút trời, tu thành thiên cực thần công tầng thứ tư, ngưng tụ ra 32 đạo thần văn. Nhưng ngươi phải biết, muốn đoạt lại một tiểu thế giới khó khăn đến cỡ nào. Ở Chu Thiên giới, giao long sánh ngang mấy chục đạo thần văn, số lượng rất nhiều, thậm chí 40 đạo thần văn trở lên chân thần cũng không ít. Nếu muốn triệt để đoạt lại Chu Thiên giới, vậy có thể dùng thực lực tuyệt đối, đem tất cả giao long chém giết hoặc đuổi ra khỏi Chu Thiên giới. Chỉ sợ, chỉ có những chân thần đứng đầu ở thượng cung mới có thực lực như vậy. Lư Tiểu Bàn mặc dù có chút thích giày vò, nhưng hắn cũng không phải giày vò lung tung. Cái nào nên giày vò, cái nào không nên giày vò, hắn vẫn rất rõ ràng. Hắn có thể giày vò ở trên tiền tuyến chiến trường, bởi vì hắn có đủ loại bảo vật hộ thân, cho dù đánh không lại còn có thể trốn, dưới tình huống bình thường sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng nếu như hắn đi tranh đoạt một tiểu thế giới, đó chính là tự tìm đường chết, cho dù là chân thần đỉnh tiêm 81 đạo thần văn trở lên, hạt giống tôn giả chân chính của thượng cung khu, cũng không dám nói nhất định có thể từ trong tay giao long nhất tộc đoạt lại một tòa tiểu thế giới huống chi là lôi đạo nhưng lôi đạo vẫn cố chấp như trước thản nhiên nói ta vẫn muốn thử một lần chuyện này lô tiểu bàn do dự ba vị chân thần lục huyền chân thần cũng do dự thật lâu sau lục huyền chân thần cắn răng một cái nói lôi huynh chúng ta thật sự không muốn mạo hiểm như vậy bởi vậy nếu như ngươi cố ý muốn cướp đoạt chu thiên giới vậy chúng ta lựa chọn rơi khỏi trước đó chúng ta hợp lực chém giết giao long Chúng ta một cái công nhỏ cũng không cần, tất cả đều cho Lôi huynh, coi như chúng ta tỏ vẻ áy náy đối với Lôi huynh. Lư Tiểu Bàn cũng không có ngăn cản Lục Huyền Chân Thần. Bởi vì, hắn biết thời khắc này không phải là đùa giỡn, Lục Huyền Chân Thần làm ra lựa chọn. Cướp đoạt chu thiên giới, đối với đám người Lục Huyền Chân Thần mà nói, thật sự là quá nguy hiểm một chút, hơn nữa, bọn họ cũng không có bất kỳ thực lực gì có thể tham dự tranh đoạt tiểu thế giới, lựa chọn rời khỏi cũng không có gì đáng trách. Lôi đạo gật đầu nói, không sao chư vị có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Lư sư huynh, người cũng rời khỏi sao? Lư tiểu bàn nhìn thoáng qua lục huyền chân thần, lại nhìn lôi đạo, trong lòng vẫn còn có chút do dự. Hắn và lục huyền chân thần lại khác nhau, lần này hắn là người khởi sướng, nếu như hắn đi, lưu lại một mình lôi đạo thì tính là gì? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của lôi đạo, lư tiểu bàn cũng thật sự rất tò mò, chẳng lẽ lôi đạo còn có thủ đoạn gì có thể đoạt lại chu thiên giới? Ta không đi, lôi huynh, ta sẽ cùng ngươi đi chu thiên giới, cùng nhau đoạt lại chu thiên giới cuối cùng lư tiểu bàn làm ra quyết định cái này tuyệt đối 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 với lư tiểu bàn mà nói cũng tương đối gian nan ồ lư sư huynh không sợ nguy hiểm sao sợ sao không sợ nhưng mà ta có vật bảo mệnh ra ra ban cho ta thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh chỉ là món bảo vật này rất chân quý ra ra cũng là hao phí đại giới mới lấy được cho ta không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần không thể vận dụng lư tiểu bàn cũng vẻ mặt đau khổ nói được lôi đạo không nhiều lời vì vậy liền mang theo lư tiểu bàn cùng nhau xải bước tiến vào trong chu thiên giới bá lôi đạo và lô tiểu bàn thông qua thông đạo của chu thiên giới tiến vào trong chu thiên giới nguyên bản chu thiên giới là một tiểu thế giới tự nhiên là phong bế bên ngoài cũng không phải có thể tùy tiện tiến vào nhưng hiện tại là thời kỳ chiến tranh vốn chu thiên giới chính là giao lòng nhất tộc phát động tập kích đột nhiên từ trong tay chân thần nhân loại cướp lấy hiện tại rất nhiều chân thần lại lần nữa tiến vào trong chu thiên giới ý đồ đoạt lại chu thiên giới cứ như vậy tới tới lui lui chu thiên giới đã sớm thành một cái sàng hạ xuống thông đạo đâu đâu cũng có nơi nào còn có phòng hộ bởi vậy rất nhiều chân thần tùy thời đều có thể tự do ra vào chu thiên giới vừa mới tiến vào chu thiên giới lôi đạo đã cảm giác được một cỗ trói buộc đây là thế giới chu thiên giới áp chế khắp nơi đều hoàn toàn khác biệt với chân thần giới hơn nữa trong tối tăm chu thiên giới cũng đồng dạng có ý chí thế giới lôi đạo cùng lư tiểu bàn thậm chí đều được cho là kẻ xâm nhập bởi vậy sẽ bị ý chí thế giới bài xích. Tiểu thế giới bình thường, trừ phi là sinh linh sinh ra trong tiểu thế giới sẽ không bị bài xích, nếu không, bất kỳ người nào khác, mặc kệ là chân thần hay là giao long, tiến vào trong tiểu thế giới, đều sẽ bị ý chí của tiểu thế giới coi là kẻ xâm nhập, từ các phương diện đều sẽ bị bài xích. Đương nhiên, một chút bài xích và áp chế này, đối với lôi đạo và lư tiểu bàn mà nói, kỳ thật cũng không tính là gì, căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn sau khi hai người tiến vào chu thiên giới lô tiểu bàn thấp giọng hỏi lôi huynh hiện tại tốt rồi cũng chỉ có hai người chúng ta nói một chút xem người có biện pháp hoặc là kế hoạch đặc thù đoạt lại chu thiên giới hay không hả lôi đạo có chút kinh ngạc không nghĩ tới phế vật mà người người trong khu hạ cung đều chướng mắt lư tiểu bàn kỳ thật cũng thận trọng lại có thể phát giác được lôi đạo có biện pháp hoặc là kế hoạch kế hoạch thật ra có một cái bất quá cần lư sư huynh trợ giúp lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi nói kế hoạch gì lư sư huynh không biết ngươi có nghe nói qua truyền thuyết giới chủ không giới chủ đúng là có truyền thuyết này một khi trở thành giới chủ vậy có thể điều động lực lượng thế giới dưới tôn giả gần như vô địch điều này có quan hệ với việc chúng ta đoạt lại chu thiên giới sao đương nhiên là có nếu như ta có thể trở thành giới chủ như vậy đoạt lại chu thiên giới có phải dễ như trở bàn tay hay không cái gì ngươi trở thành giới chủ chu thiên giới lư tiểu bàn há to miệng bộ dáng trợn mắt há hốc mồm về giới chủ gần như đều trở thành truyền thuyết nhưng truyền thuyết này lưu tiểu bàn cũng đã nghe nói qua muốn trở thành giới chủ quá khó khăn tôn giả cũng không làm được tôn giả thậm chí đại tôn muốn đánh nổ một thế giới là chuyện rất dễ dàng nhưng muốn trở thành chủ nhân thế giới trở thành giới chủ đó căn bản là không có khả năng cho dù là tôn giả thậm chí đại tôn đều không thể tùy tiện thay thế ý chí thế giới đây cũng là nguyên nhân vì sao giới chủ sắp trở thành truyền thuyết hiện tại lôi đạo lại đột nhiên nói có thể trở thành giới chủ làm sao không khiến lư tiểu bàn cảm thấy khiếp sơ lôi huynh người nắm chắc bao nhiêu phần thần sắc lư tiểu bàn cũng ngưng trọng lên hắn không cảm thấy lôi đạo đang nói đùa bởi vì trò đùa này cũng không buồn cười thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng không có ai sẽ nói đùa ở loại chuyện này có thể nắm chắc có lẽ sẽ thất bại nhưng có thể sẽ thành công đến tột cùng nắm chắc bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm nhưng trở thành giới chủ kỳ thật chỉ có hai loại kết quả một loại thất bại, ý thức bị ma diệt, tương đương với vẫn lạc. Một loại khác chính là trở thành giới chủ, không có loại kết quả thứ ba. Lời nói của Lôi Đạo khiến Lư Tiểu Bàn rơi vào trầm tư. Lôi Đạo không trả lời thẳng vào lời của Lô Tiểu Bàn, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, nếu muốn trở thành giới chủ, không thành công thì thành nhân, Lôi Đạo cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy, há lại không có một chút nắm chắc. Về phần Lôi Đạo làm sao trở thành giới chủ, Lư Tiểu Bàn cũng rất thông minh không có hỏi thăm. Lôi huynh ta ủng hộ ngươi, nhưng ngươi cần ta làm gì? Lô Tiểu Bàn rất rõ ràng, lôi đạo muốn trở thành giới chủ, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Khẳng định cần hắn làm một ít gì đó, bằng không mà nói, lôi đạo đơn giản trở thành giới chủ, một người liền có thể quét ngang hết thầy, còn cần hắn làm cái gì? Lôi đạo cũng nói thẳng, Lư Sư Huynh, trở thành giới chủ không khó sao? Huống chi, cho dù trở thành giới chủ cũng không phải là đối thủ của tôn giả, bởi vậy, chúng ta cần điều tra rõ ràng tình huống thực tế của toàn bộ chu thiên giới trước dưới tình huống không có tôn giả mới có thể động thủ nếu không cho dù trở thành giới chủ cũng không có khả năng đoạt lại chu thiên giới còn có một điểm cũng vô cùng quan trọng ta đang thử trở thành giới chủ muốn thay thế ý chí thế giới của chu thiên giới tất cả chân thần đều sẽ có cảm ứng đến lúc đó nếu bị chân thần đỉnh tiêm trong giao lòng nhất tộc phát hiện phải cần lưu sư huynh đến ngăn cản bọn họ vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ tranh thủ thời gian cho ta lưu tiểu bàn suy nghĩ một chút đây đích thực là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ Chân thần bình thường thật đúng là làm không được. Đương nhiên, Lôi đạo trở thành giới chủ chu thiên giới, có thể thời gian rất dài, cũng có thể là thời gian rất ngắn, có khả năng bị phát hiện, cũng có khả năng sẽ không bị phát hiện. Nhưng Lôi đạo sẽ không gửi gắm hy vọng vào vận may. Vẫn phải làm tốt sự tính xấu nhất, lư tiểu bàn cái khác không được, một thân thủ đoạn bảo mệnh thật sự là quá nhiều, dù sao cũng là cháu trai bảo bối của đại tôn, há lại không có bảo vật hộ thân. Được, ta đáp ứng, làm một chuyến lớn này chúng ta có thể danh truyền toàn bộ thủ hộ thần cung đến lúc đó những chân thần đệ tử khu hạ cung kia ai còn dám chỉ trỏ đối với ta ai còn dám nói ta dựa vào danh ngạch đề cử lăn lộn ở hạ cung đây mới là chính danh chân chính lần này bất chấp mọi giá cũng phải giúp lôi huynh ngăn trở những giao long kia lư tiểu bàn cắn răng một cái cuối cùng đáp ứng hắn coi trọng cũng không phải là đoạt lại mười công lớn của chu thiên giới cho dù có một vạn điểm cống hiến vậy cũng không nhất định có thể để cho lư tiểu bàn mạo hiểm nhưng kế hoạch của lôi đạo đây chính là muốn đoạt lại một tòa thế giới đây chính là hành động vĩ đại danh chấn thần cung một khi thành công lư tiểu bàn liền chân chính chính danh đến lúc đó đừng nói là khu hạ cung thậm chí là khu thượng cung cũng phải chấn động điều này cũng hợp ý lư tiểu bàn tốt lắm hiện tại chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ trước tiên đi điều tra rõ ràng tình huống chu thiên giới quan trọng nhất là tôn giả nhìn xem chu thiên giới có tôn giả tọa chấn hay không lôi đạo trịnh trọng nói thế là lôi đạo liền cùng với lô tiểu bàn nhanh chóng tiến về chỗ sâu trong chu thiên giới, điều tra tình huống của toàn bộ tiểu thế giới. Chu thiên giới hiện tại đã hỗn loạn tưng bừng, giao long nhất tộc có chân thần đỉnh cấp tọa chấn, nhưng chân thần của đông phương thủ hộ thần điện cũng không yếu, song phương đã đánh nhau kịch liệt mấy lần, kết quả ai cũng không làm gì được ai. Đây nhất định là một trận rằng co kéo dài, đương nhiên, thật ra hai bên cũng đang chờ đợi trợ giúp, chỉ là tình huống hiện tại, bất luận là giao long nhất tộc hay là đông phương thủ hộ thần điện, trên cơ bản khắp nơi đều thiếu người, hiện tại muốn trợ giúp cho bọn họ căn bản là không có khả năng phốp phốp lôi đạo tiện tay chém giết một con dao long cấp chân thần bình thường ở chu thiên giới bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu với thực lực hiện tại của lôi đạo đối phó với chân thần bình thường đó gần như là không tốn nhiều sức gần như chắc chắn rồi ở chu thiên giới giao long tộc có thập đại chân thần thập đại giao long cấp chân thần này thực lực đều sánh ngang với chân thần có bốn đạo thần văn trở lên trong đó có một đầu giao long mạnh nhất dường như trong cơ thể có một tia thiên long huyết mạch. Có thể sánh ngang với chân thần ở thượng cung, Lô Tiểu Bàn cùng lôi đạo hao phí hơn 10 ngày thời gian, đem tình huống chu thiên giới đều dò xét mấy lần, lúc này mới nhận được những tin tức này. Vậy chúng ta thì sao? Thủ hộ thần cung chúng ta, chủ lực là chân thần của thủ hộ thần Điện Phương Đông. Có khoảng 7 vị chân thần trên 40 đạo thần văn, chỉnh thể thế lực kém hơn một bậc. Bất quá, thủ đoạn chân thần của thủ hộ thần cung ta rất nhiều, hơn nữa không cần phòng ngự chu thiên giới, Tính linh hoạt rất lớn. Bởi vậy, cũng không có ở vào Hạ Phong, rằng co cùng giao long nhất tộc đều có thắng bại. Lôi đạo đã hiểu, dựa theo tình huống hiện tại, Chu Thiên giới là ai cũng đừng nghĩ chiếm cứ. Giao long nhất tộc cũng không cách nào triệt để đánh lui chân thần của Đông Phương Thủ hộ thần điện. Mà chân thần Thủ hộ thần điện Đông Phương cũng rất khó từ trong tay giao long nhất tộc đoạt lại Chu Thiên giới. Thật ra hai bên đều đang đợi chi viện, nhưng trong tình huống này, hai bên trong thời gian ngắn cũng không thể chi viện được. Nói như vậy, thật đúng là một cơ hội. Trong ánh mắt lôi đạo lóe lên một tia sáng, người đại giao long đã bị bảy đại chân thần của chúng ta nhìn chăm chăm. Nhưng mà, dù sao số lượng không nhiều bằng những con giao long kia, rất có thể sẽ có một hai con giao long phá vòng vây, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Lưu tiểu bàn trầm giọng nói, lần này là kỳ ngộ, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa một tia nguy hiểm, ai cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Dù sao cũng phải thử xem, lôi đạo hít một hơi thật sâu, thật ra, trong lòng lôi đạo cũng không chắc chắn hắn cũng không nắm chắc trở thành giới chủ khi ở chân thần giới lôi đạo sở dĩ có thể trở thành giới chủ tất nhiên là bởi vì ở sâu trong ý thức lôi đạo dị năng không cách nào bị ma diệt bởi vậy sau khi ý thức của lôi đạo bị tiêu diệt có thể khôi phục lại một lần nữa bất kể như thế nào cũng không thể bị ý chí thế giới của chân thần giới tiêu diệt nhưng nơi này không phải chân thần giới mà là một tiểu thế giới khác lôi đạo thậm chí cũng không phải là sinh linh của tiểu thế giới này chỉ sợ vừa tiến vào trong ý chí thế giới của chu thiên giới sẽ bị ý chí thế giới điên cuồng phản công một khi ý thức bị ma diệt lôi đạo cũng sẽ gần như ngã xuống đây là hành động vô cùng mạo hiểm nhưng lôi đạo thà rằng mạo hiểm hắn cũng nguyện ý tin tưởng dị năng không cách nào ma diệt hơn nữa ban đầu ở trong ý chí thế giới của chân thần giới lôi đạo thế nhưng là lặp đi lặp lại đã xác nhận ý thức của hắn có dị năng căn bản là không có cách bị ma diệt chu thiên giới không có tôn giả tọa chấn đây là cơ hội ngàn năm một thuở người đại công, đó chính là một vạn điểm cống hiến, lôi đạo tuyệt đối không thể buông tha. Hơn nữa, một khi hắn trở thành chủ nhân của thế giới, cũng đủ để quét ngang toàn bộ chu thiên giới, đến lúc đó, tất cả giao long của chu thiên giới bị quét ngang, lôi đạo cũng có thể đạt được lượng lớn tiểu công, đồng dạng là điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa, tìm một chỗ bí mật, bố trí đại trận, làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Lôi đạo và lư tiểu bàn đã thương lượng xong, bọn họ không chọn đi thương nghị với bảy đại chân thần nguyên nhân rất đơn giản nếu thật sự có bảy đại chân thần bảo vệ ngược lại sẽ không đẹp thập đại giao long nhất định sẽ điên cuồng vồ tới bảy đại chân thần vốn là phải yếu hơn một chút bảy đại chân thần làm sao có thể chống đỡ được đến lúc đó ngược lại lôi đạo sẽ lâm vào nguy cơ hiện tại bọn họ ẩn núp nói không chừng phản ứng của thập đại giao long ngược lại không kịch liệt như vậy cũng có thể tranh thủ thời gian cho lôi đạo vì vậy lôi đạo và lô tiểu bàn tìm một nơi bí ẩn bố trí đại trận lô tiểu bàn bảo vệ một người tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng lôi đạo bắt đầu hành động hắn điều động ý thức lao thẳng tới ý chí thế giới của chu thiên giới âm um, lôi đạo không phải lần đầu tiên tiến vào ý chí thế giới nhưng ngoại trừ chân thần giới ra lần đầu tiên tiến vào ý chí thế giới của tiểu thế giới khác hơn nữa cùng ý chí thế giới của chân thần giới đích xác rất không giống ý thức lôi đạo ở ý chí thế giới của chu thiên giới xem ra đó chính là kẻ xâm nhập chân chính bởi vậy Ý thức thế giới của Lôi Đạo vừa mới tiến vào ý chí thế giới, thậm chí còn chưa tiến vào sâu trong ý chí thế giới, ý chí thế giới đã hoàn toàn sôi trào lên, điên cuồng cắn giết ý thức Lôi Đạo. Không xong, ý chí thế giới phản ứng kịch liệt như vậy. Vừa tới ý chí thế giới đã bị toàn lực giảo sát, trước tiên phải tiến vào sâu trong ý chí thế giới. Tâm niệm Lôi Đạo nhanh chóng xoay chuyển, may mắn hắn đã sớm có chuẩn bị, ý thức trước tiên liền điên cuồng hướng về phía sâu trong hạch tâm ý chí của thế giới Chu Thiên giới, mặc cho ý chí thế giới Chu Thiên giới xoắn giết. Cũng may lôi đạo đã là chân thần đỉnh phong, ý thức của hắn cũng cường đại hơn mấy lần. Sẽ không bị ý chí thế giới của chu thiên giới trong nháy mắt mai mòn. Sau đó, lôi đạo đã đến chỗ sâu trong hạch tâm ý chí thế giới, đối mặt với ý chí thế giới xoắn giết, lôi đạo thậm chí cũng không phản kháng, mà là lẳng lặng chờ đợi ở chỗ sâu trong ý chí thế giới. Hắn tin tưởng dị năng, chỉ là ý chí thế giới của tiểu thế giới, làm sao có thể ma diệt được dị năng. Hiện tại lôi đạo không làm được gì cả, chỉ có thể chờ, chu thiên giới, thập đại giao long cùng với bảy đại chân thần bây giờ cách xa nhau một tòa pháo đài to lớn cách không rằng co tòa pháo đài to lớn này là do giao long xây dựng phía trên rậm rạp chằng chịt hết thảy đều là trận pháp tuy giao long nhất tộc không am hiểu pháp trận nhưng cũng không đại biểu chúng nó không biết pháp trận có pháo đài này bảy đại chân thần muốn tấn công hang ổ của giao long là chuyện vô cùng khó khăn hai bên cứ như vậy rằng co thập đại giao long cũng không vội bọn họ vốn chiếm cứ chu thiên giới hiện tại hẳn là chân thần bảo vệ thần điện phương đông mới đúng Giao Long chỉ cần khống chế Chu Thiên Giới một cách vững vàng thì chính là thắng lợi. Lâm thống lĩnh, chúng ta bây giờ không làm gì được những Giao Long này, nhưng phía trên ra lệnh chúng ta nhất định phải đoạt lại Chu Thiên Giới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhiệm vụ lại thất bại? Đúng vậy, Lâm thống lĩnh, lại để cho chúng ta công một lần, nhất định có thể phá tan thành lũy của những Giao Long này. Lâm thống lĩnh, không bằng chúng ta cầu viện lên cung khu thì thế nào? Chỉ cần có một vị chân thần đỉnh tiêm của thượng cung khu, chúng ta nhất định có thể phá hủy thành lũy của Giao Long. Đúng vậy, Đệ tử khu thượng cung chính là chân thần đỉnh cấp chân chính, thậm chí là hạt giống tôn giả, có chân thần khu thượng cung ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Rất nhiều chân thần đều đề nghị Lâm Thống Lĩnh hướng cung khu cầu viện. Nhưng Lâm Thống Lĩnh thờ ơ, không có bất kỳ biểu thị gì. Trên thực tế, rất nhiều người đều không để mắt đến thân phận của Lâm Thống Lĩnh, Lâm Thống Lĩnh đã từng là đệ tử chính thức của thủ hộ thần cung hạ cung, cũng là thiên tài đứng đầu. Chỉ tiếc, cuối cùng không thể ngưng tụ 81 đạo thần văn. Mà thôi cũng không có cơ hội tiến vào thượng cung khu, trở thành đệ tử thượng cung khu. Bởi vậy, ở sâu trong nội tâm, Lâm Thống Lĩnh cũng canh cánh trong lòng, hắn cảm thấy, hắn không kém đệ tử thượng cung khu. Nhưng bây giờ, không có đệ tử thượng cung, căn bản không thể công phá thành lũy giao long, cũng không cách nào đoạt được Chu Thiên giới. Lâm Thống Lĩnh rất không cam lòng, phi thường không cam lòng, hắn đã rời khỏi hạ cung, gia nhập vào trong thủ hộ thần điện phương đông, làm sao vẫn không cách nào thoát khỏi bóng ma thượng cung. Chờ một chút một lần tấn công cuối cùng nếu như không phá được thành lũy thì cầu viện cung khu lâm thống lĩnh cắn răng một cái làm ra quyết định trên thực tế cho dù cầu viện thượng cung khu cũng không nhất định có thể phái ra đệ tử cái này đều cần đệ tử thượng cung khu tự nguyện mới được dù sao mỗi một vị đệ tử thượng cung khu đó đều là hạt giống tôn giả trừ phi là đến thời khắc sinh tử tồn vong thật sự cần bọn họ bằng không mà nói trời đất bao la cũng không có đệ tử thượng cung tu hành lớn như vậy Đối với đệ tử khu thượng cung mà nói, tất cả những thứ khác đều là thứ yếu, chỉ có đột phá trở thành tôn giả mới là mục tiêu duy nhất. Bản thân Lâm Thống Lĩnh ngưng tụ ra 58 đạo thần văn, hắn vừa động thủ liền hiển hóa ra thân thể, lực lượng trùng trùng điệp điệp, một vòng lại một vòng, chấn động ra bốn phương tám hướng, giống như một vị thần linh viễn cổ đỉnh thiên lập địa, vắt ngang ở trong hư không. "Phá!" Lâm Thống Lĩnh hét lớn một tiếng, kích phát toàn bộ 58 đạo thần văn, một quyền đánh về phía thành lũy. Cùng lúc đó, sáu đại chân thần khác cũng đều hiển hóa ra thần thể đồng dạng hướng phía thành lũy đánh tới âm âm hư không chấn động phảng phất toàn bộ chu thiên giới đều mơ hồ không chịu nổi công kích như vậy ngay cả không gian đều phá toái dù sao vì vẻn vẹn chỉ là một tòa tiểu thế giới mà thôi tuy chân thần đỉnh cấp muốn hủy diệt tiểu thế giới gần như không có khả năng nhưng mấy chục đạo thần văn chân thần đỉnh cấp lực phá hoại cũng tương đối kinh người đủ để phá hư bất kỳ quy tắc nào của tiểu thế giới giống Thập đại giao long tự nhiên không có khả năng trốn ở trong thành lũy, bọn chúng lập tức bay ra, thân thể cao lớn ẩn chứa lực lượng khủng bố, vọt thẳng đến bảy đại chân thần. Lập tức, song phương bắt đầu đánh nhau kịch liệt, đây cũng không phải lần đầu tiên, mà là vô số lần chiến đấu như vậy. Chỉ tiếc, vô luận song phương có thủ đoạn gì, đều không làm nên chuyện gì, trên căn bản là ai cũng không làm gì được ai. Dù Lâm thống lĩnh nguyện ý liều mạng, nhưng cũng không làm gì được những giao long này. Thậm chí, thập đại giao long mơ hồ còn chiếm cứ thượng phong. Ông, ngay khi Lâm Thống Lĩnh đang cân nhắc trong lòng có nên quyết định rút lui, cầu viện về phía cung khu hay không. Bỗng nhiên, một cỗ ba động dị thường cuốn tới, tất cả chân thần, giao long đều có thể cảm ứng được. Đây là, Lâm Thống Lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hư không, hắn cảm nhận được, đây là ý chí thế giới dao động. Chỉ là, thời điểm bình thường, ý chí thế giới của Chu Thiên giới, đó đều là bài xích những người bọn họ, mặc kệ là chân thần hay là giao long, đối với Chu Thiên giới mà nói, đều thuộc về kẻ xâm lấn đều cần bài xích nhưng ý chí thế giới của chu thiên giới cũng không làm gì được chân thần hoặc là giao long nhưng mà bây giờ thì khác giao động lần này tựa hồ cũng không phải nhằm vào những kẻ xâm nhập bọn họ chính là toàn bộ chu thiên giới đều đang chấn động là bên trong ý chí thế giới của chu thiên giới có biến xảy ra loại giao động này ý chí thế giới đang khủng hoảng ý chí thế giới giao động quá kịch liệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có người muốn trở thành giới chủ giao long và chân thần hai bên đều không hẹn mà cùng ngừng tay hiển nhiên bọn họ đã ý thức được tình huống của chu thiên giới có người muốn trở thành chủ nhân của thế giới trở thành giới chủ của chu thiên giới chỉ là giới chủ đó đều là tồn tại trong truyền thuyết có ai có thể trở thành giới chủ hơn nữa trên cơ bản giới chủ đều là sinh linh trong tiểu thế giới sinh linh bản thổ chu thiên giới có ai có thể trở thành giới chủ sau khi giao lòng nhất tộc chúng ta trưởng khống chu thiên giới không phải trắng trợn giết chóc chân thần trong chu thiên giới một phen sao Sinh linh bản thổ Chu Thiên giới căn bản không có bất kỳ một vị chân thần nào. Chẳng lẽ là dưới chân thần? Không thể nào, dưới chân thần không thể nào trở thành giới chủ. Hoặc là chân thần ngoại giới, có phải hay không? Đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Hắc hắc, muốn trở thành giới chủ cũng không đơn giản như vậy, bất luận là ai muốn trở thành giới chủ của Chu Thiên giới, đó chính là đối địch với giao long nhất tộc chúng ta, đáng chết. Cảm nhận được ý chí thế giới dao động, giao long cùng chân thần song phương đều kinh nghi bất định. Nhưng mà Giao Long nhất tộc có vẻ rất kiên định. Dù sao, hiện tại bọn họ đang chiếm cứ Chu Thiên giới, bất luận là ai muốn trở thành giới chủ, đều là địch nhân của Giao Long nhất tộc. Về phần Giao Long nhất tộc trở thành giới chủ, đừng nói giỡn, loại cao cấp này, Giao Long nhất tộc căn bản là không chơi được. Trong lịch sử Giao Long nhất tộc, cho tới bây giờ chưa từng sinh ra giới chủ. "Giống, lập tức." Thập đại Giao Long đều nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhao nhao bay về phía phương hướng ý chí thế giới mà bọn hắn cảm ứng được. "Thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ?" ai đang trở thành giới chủ chu thiên giới có thể là người của chúng ta không các chân thần hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì bây giờ tuy rằng người đại giao long đã rời đi nhưng trên thực tế bọn họ muốn công phá pháo đài cũng không có khả năng phải hao phí lượng lớn thời gian đến lúc đó người đại giao long đã sớm trở về đi mặc kệ có phải là người của chúng ta hay không nhưng nhất định là địch nhân của giao long nhất tộc chỉ cần là địch nhân của giao long nhất tộc chúng ta phải giúp lâm thống lĩnh cắn răng một cái cũng làm ra quyết định hắn thậm chí cũng mơ hồ suy đoán, có phải là một vị chân thần nào đó cố gắng trở thành giới chủ hay không? Mặc dù chân thần muốn trở thành giới chủ cũng vô cùng khó khăn, thậm chí là cử tử nhất sinh, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Trong lịch sử nhân loại, vẫn có một số chân thần trở thành giới chủ trong truyền thuyết. Thế là, Lâm Thống lĩnh cũng xuất lính bảy đại chân thần đuổi theo. Lư Tiểu Bàn vẫn luôn tâm thần không yên, hắn gắt gao cảm ứng ý chí thế giới, mà lôi đạo tắc ở bên cạnh hắn thì nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, hiển nhiên, ý thức đã tiến vào trong ý chí thế giới âm âm lư tiểu bàn cảm nhận được giao động khủng bố bộc phát ra từ ý chí thế giới bắt đầu từ lúc này rồi trong lòng lư tiểu bàn chấn động lập tức cảm nhận được ý chí thế giới giao động mặc dù lư tiểu bàn là chân thần đỉnh tiêm nhưng hắn cảm nhận được trận chấn động khủng bố của ý chí thế giới kia liền cảm thấy tìm đập nhanh không gì sánh được loại ba động khủng bố này nếu như là ý thức của lô tiểu bàn vậy nhất định đã biến thành cho tàn hoàn toàn bị ma diệt nhưng Lôi Đạo lại có ý đồ thay thế ý chí thế giới, trở thành giới chủ, điều này thật sự có thể sao? Điên rồi, thật sự là quá điên cuồng, Lư Tiểu bàn thấp giọng lẩm bẩm, chỉ là ý chí dao động của ý chí thế giới đều ở đó, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là một chuyện tốt, điều này nói rõ ý thức của Lôi Đạo vẫn còn, cũng không có bị ma diệt, nếu không ý chí thế giới đã sớm khôi phục bình thường, sẽ không có dao động khủng bố như vậy. Chỉ là, mỗi một lần ý chí thế giới dao động, lô tiểu bàn liền rất khó tưởng tượng lôi đạo làm sao có thể bảo trì ý thức không bị ma diệt bị ý chí thế giới khủng bố như vậy trùng kích lôi đạo nhất định nhận lấy tra tấn không phải người hơn nữa loại thống khổ tra tấn kia quả thực khó có thể tưởng tượng quả nhiên muốn trở thành giới chủ trong truyền thuyết không có đơn giản như vậy đầu tiên phải chịu đựng được ý chí thế giới tra tấn thần sắc của lư tiểu bàn cũng càng thêm kiên định hắn cảm thấy lôi đạo đã chịu đựng 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 đựng, đựng, đựng sự dằn vặt to lớn hy sinh vô cùng lớn dù như thế nào thì hắn cũng phải bảo vệ thần thể của lôi đạo không thể để cho thần thể của lôi đạo xảy ra bất cứ chuyện gì chỉ là lư tiểu bàn cũng không biết giờ phút này chịu tra tấn cũng không phải là lôi đạo mà là ý chí thế giới của lôi đạo đang tra tấn chu thiên giới lúc này lôi đạo đã tiến vào sâu trong hạch tâm ý chí thế giới sau đó thuận theo tự nhiên ý thức của lôi đạo liền bị ma diệt ý chí thế giới của chu thiên giới kỳ thật cùng chân thần giới không có bao nhiêu khác nhau tùy tiện liền có thể ma diệt ý thức của Lôi Đạo. Sau đó, lại là ký ức quen thuộc suy yếu, bản thân của Lôi Đạo bắt đầu dần dần biến mất. Chỉ là, biến mất đến cuối cùng, thủy chung có một sợi tơ, tựa hồ có được đặc tính bất hủ, mặc cho ý chí thế giới làm sao mài mòn, đều không làm nên chuyện gì, sợi tơ kia vẫn tồn tại như cũ. Ý chí thế giới vì muốn tiêu diệt sợi tơ này, đã điều động toàn bộ lực lượng, nhưng lại không thể làm gì đối với sợi tơ này. Nếu ý chí thế giới có cảm xúc, chỉ sợ hiện tại đã hỏng mất đây là cái gì vô luận như thế nào cũng không diệt được điều này giống như một cây gai kẹt trong cổ họng lôi đạo chịu đựng tra tấn không tồn tại thậm chí đối với ý chí thế giới mà nói rốt cuộc là ai đang tra tấn ai thật đúng là không nhất định tới rồi thật sự tới rồi hai mắt lư tiểu bàn trợn tròn vừa rồi hắn cảm nhận được mười luồng khí tức kinh khủng rõ ràng là bay thẳng đến chỗ hắn hơn nữa khí tức của mỗi người đều vượt xa lư tiểu bàn giao long đó là mười đại giao long của chu thiên giới mỗi người đều sánh ngang với tồn tại khủng bố có bốn người đạo thần văn chân thần trở lên. không nghĩ tới hiện tại thế mà tất cả đều đã đến. nhiều giao long như vậy, tùy tiện một đầu giao long, lư tiểu bàn đều xa xa không phải là đối thủ, ngăn cản như thế nào. nhưng sau lưng mười con giao long này còn có bảy luồng khí tức, bảy luồng khí tức khiến lô tiểu bàn cảm thấy quen thuộc, hắn lập tức hiểu ra, đây là chân thần của đông phương thủ hộ thần điện. vì vậy, lô tiểu bàn vội vàng hét lớn một tiếng. mau, mau ngăn cản những con giao long kia chúng ta đang thay thế ý chí thế giới sắp trở thành giới chủ hoàn toàn khống chế chu thiên giới tuyệt đối không thể để những con dao long này quấy dày kế hoạch của lôi chân thần cái gì thật sự có người đang trở thành giới chủ lôi chân thần ai là lôi chân thần chẳng lẽ là vị chân thần đỉnh tiêm nào của khu thượng cung chân thần mập mạp kia ta hình như có ấn tượng là lô tiểu bàn khu hạ cung phó điện chủ thủ hộ thần điện phương đông chúng ta cháu trai của lô đại tôn vĩ đại lư tiểu bàn đúng chính là hắn hắn sao lại tới đây không được, Lư Tiểu Bàn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chân thần mà Lưu Tiểu Bàn mang tới đang cố gắng trở thành giới chủ, điều này có thể thành công không? Có thể thành công hay không không biết, nhưng nhất định phải ngăn cản những giao long này. Các chân thần của Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện, sau khi nghe được thanh âm của Lô Tiểu Bàn, lập tức liền phản ứng lại. Người nỗ lực trở thành giới chủ chu thiên giới, rõ ràng là người thủ hộ thần cung, là người một nhà. Nếu là người một nhà, vậy còn có cái gì có thể nói? giết nhất định phải tranh thủ thời gian cho lôi chân thần lập tức bảy đại chân thần đều điên cuồng hiển hóa ra thần thể bắt đầu nhào về phía 10 con dao long kia giống 10 con dao long cũng biết tình huống hiện tại hiển nhiên ý đồ trở thành giới chủ chính là chân thần là người thủ hộ thần cung vậy bọn chúng còn có cái gì do dự đương nhiên là giết mặc kệ lôi đạo có thể thành công hay không chúng nó đều phải phá hư không thể để cho chân thần thủ hộ thần cung như ý nguyện thế là 10 con dao long cũng bắt đầu liều mạng mỗi một con dao long đều cứng đối cứng với bảy đại chân thần trong lúc nhất thời hư không chấn động tất cả xung quanh gần như đều biến thành bột mịn loáng thoáng xuất hiện vô số vết nứt không gian cho dù là chân thần bình thường ngay cả tư cách tới gần chiến trường cũng không có vù nhưng mà 10 con dao long số lượng chung quy nhiều hơn một chút trong đó có hai con dao long ra sức dãy ruộ thoát khỏi chiến trường thoát khỏi sự dây dưa của bảy đại chân thần lao thẳng đến lư tiểu bàn Bảy đại chân thần muốn dây dưa với hai con dao long này, nhưng lại bị những con dao long khác gắt gao vây khốn. Lâm thống lĩnh nhìn thoáng qua lô tiểu bàn, lại nhìn thoáng qua chân thần đang nhắm mắt phía sau lô tiểu bàn, hẳn là lôi chân thần đã thử trở thành giới chủ. Hắn không biết thân phận của lôi chân thần, nhưng có thể ở cùng một chỗ với lô tiểu bàn, khẳng định cũng không kém. Nhất là lôi chân thần còn có ý đồ trở thành giới chủ, một khi thành công, đây chính là có thể trực tiếp đoạt lại chu thiên giới A. Đoạt lại chu thiên giới, đây chính là nhiệm vụ của hắn. Một khi để cho lô tiểu bàn và lôi chân thần xảy ra chuyện ở Chu Thiên giới, Lâm Thống Lĩnh còn mặt mũi nào đứng ở Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện? A, à, chết đi cho ta." Trong lòng Lâm Thống Lĩnh hạ quyết tâm, cũng không do dự nữa, một đạo thần văn trên chán hắn, mãnh liệt tản mát ra hào quang chói mắt, đồng thời, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ở trong cơ thể thần của hắn. Răng rắc, một đạo thần văn nứt ra, ngay sau đó, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Lâm Thống Lĩnh thế mà trực tiếp đánh nát một đạo thần văn. Thần văn đây chính là chân thần trải qua thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không nứt vỡ, bởi vì một khi nứt vỡ, muốn lần nữa tu luyện trở về, độ khó sẽ gia tăng gấp 10 lần trở lên. Tuy đây không tính là tiền đồ tự hủy nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là giết địch một ngàn tự tổn hại 800 chiêu số, không phải vạn bất đắc dĩ, lâm thống lính tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Chỉ là, hiện tại lâm thống lính đã không để ý tới nhiều bành lâm thống lĩnh một quyền đánh văng hai con dao long trước người ngay sau đó cả người hắn như một trận gió lốc nhanh chóng đuổi kịp hai con dao long đồng thời lấy sức một mình cứng rắn chặn lại hai con dao long này sau đó hai con dao long vốn có của lâm thống lĩnh cũng đuổi theo trong lúc nhất thời áp lực của lâm thống lĩnh tăng lên nhiều đủ để đối phó bốn con dao long cho dù là lâm thống lĩnh cũng không chống đỡ nổi dù sao gần văn sụp đổ cũng chỉ có thể có được lực lượng tăng vọt trong nháy mắt lại không thể duy trì thời gian dài một khi lực lượng tăng vọt biến mất lâm thống lĩnh thậm chí sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu lư tiểu bàn nhìn trạng thái chiến đấu rằng co hôm nay tuy rằng nhẹ nhàng thở ra hắn tạm thời không có nguy hiểm nhưng hắn cũng biết có lẽ lâm thống lĩnh kiên trì không được bao lâu mau lôi đạo ngươi cũng nhanh thật nếu không trở thành giới chủ tất cả chúng ta đều xong rồi lô tiểu bàn cũng chỉ có thể cầu nguyện lôi đạo có thể nhanh chóng thành tựu giới chủ giờ phút này ở chỗ sâu trong hạch tâm ý chí thế giới chu thiên giới một sợi tơ lẳng lặng vắt ngang ở sâu trong ý chí thế giới, mặc cho ý chí thế giới nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhưng vẫn lù lù bất động, dần dần, ý chí thế giới tựa hồ khuất phục, cũng nhụt chí. Sợi tơ này giống như một cái gai kẹt ở trong cổ họng, khiến ý chí thế giới cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cũng chính là ý chí thế giới không có cảm xúc, nếu không, ý chí thế giới hiện tại nhất định là tan vỡ, nó sắp bị sợi tơ này tra tấn đến hỏng mất. Theo ý chí thế giới, nhận mệnh, dần dần, ý thức của lôi đạo cũng bắt đầu khôi phục ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì đó. Theo ý thức của lôi đạo dần dần khôi phục, lôi đạo tựa hồ lại lâm vào trạng thái nhân sinh tam vấn, hắn cảm thấy rất mơ hồ. Bất quá, theo trí nhớ dần dần khôi phục, lôi đạo cũng dần dần nhớ lại. Ta là lôi đạo, ta đang chịu đựng tra tấn, không đúng, là đang tra tấn ý chí thế giới. Ta muốn trở thành giới chủ, mục đích của ta là cướp lấy chu thiên giới, quét ngang giao long trong chu thiên giới, thu hoạch được 10 đại công. Lôi đạo đã rõ, tất cả đều đã rõ ràng chỉ là sau khi hiểu rõ thì tâm của lôi đạo rất mệt mỗi lần như thế thì ký ức sẽ khôi phục lại ý thức tiêu tan rồi lại ngưng tụ việc này còn tra tấn hơn cả tự sát đương nhiên lôi đạo cũng tra tấn ý chí thế giới dị năng của hắn khiến ý chí thế giới cũng không thể làm gì thậm chí chỉ có thể thỏa hiệp mặc cho ý thức của lôi đạo ở sâu trong ý chí thế giới không có bất cứ động tĩnh gì hả ý thức lôi đạo quét qua lập tức biết tình huống phía dưới tình cảnh của lô tiểu bàn tựa hồ không tốt lắm hơn nữa còn có thập đại giao long của Chu Thiên Giới, quả nhiên đã nhận được tin tức, đang cố gắng phá hư thần thể của Lôi Đạo. Không sai biệt lắm, Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, sau đó ý thức toàn diện bộc phát. Âm, um, ý thức của Lôi Đạo trùng trùng điệp điệp bao trùm ở bên trong ý chí thế giới, lập tức, ý chí thế giới muốn lại lần nữa bốc lên, nhưng tự hồ, nghĩ, đến dị năng của Lôi Đạo, ý chí thế giới dao động lại dần dần bình ổn xuống. Ý chí thế giới thật sự nhận mệnh, không còn phản kháng nữa. Thành công, trong lòng Lôi Đạo vui vẻ. Hắn đã là giới chủ chân thần giới. Đối với loại tình huống ý chí thế giới Chu Thiên giới này, tự nhiên hiểu rất rõ, điều này đại biểu cho ý chí thế giới Chu Thiên giới đã khuất phục. Thế là, ý thức của Lôi đạo trong nháy mắt rời khỏi ý chí thế giới, một lần nữa trở lại trong thân thể. Bá, Lôi đạo mở mắt, Lô Tiểu Bàn vẫn luôn chú ý tình huống Lôi đạo, thấy Lôi đạo mở mắt, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, "Lôi huynh, cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Tình cảnh hiện tại của chúng ta vô cùng nguy hiểm, đúng rồi ý thức của ngươi tiến vào ý chí thế giới của chu thiên giới ngoài dao động khủng bố lúc đầu ra sau đó dần dần trở nên yên tĩnh chẳng lẽ thất bại trên mặt lư tiểu bàn mang theo một tia chờ mong nhưng trên thực tế trong lòng lư tiểu bàn cũng đang bồn chồn nguyên nhân rất đơn giản giới chủ trong truyền thuyết một khi xuất hiện trong tiểu thế giới nhất định là khí thế như hồng uy danh đại trấn phàm là giới tôn giả ngay cả tư cách nhìn thẳng giới chủ cũng không có giới chủ ra tay có thể quét ngang tất cả chân thần cho dù là chân thần khu thượng cung cũng không ngoại lệ. Bởi vì, giới chủ có thể điều động toàn bộ sức mạnh của tiểu thế giới, dù chân thần có mạnh mẽ đến đâu thì làm sao có thể đối kháng với một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Mà lôi đạo, lúc này tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng nơi nào có loại khí thế bế nghĩa chúng sinh, quét ngang hết thảy kia. Nghĩ tới đây, lư tiểu bàn càng thêm thất vọng, tâm tư càng chìm đến đáy cốc. Giới chủ, quả nhiên không phải dễ dàng thành tựu như vậy, bằng không mà nói, toàn bộ minh giới mênh mông, số lượng giới chủ cũng sẽ không ít như vậy thậm chí đều nhanh trở thành truyền thuyết. Cũng chỉ có một số cường giả cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ mới có cơ hội trở thành giới chủ. Lôi Đạo không trả lời Lô Tiểu Bàn, mà đưa mắt nhìn về phía đại chiến giữa thập đại giao long và thất đại chân thần, nhất là Lâm Thống lĩnh độc chiến bốn đầu giao long, thoạt nhìn càng tràn ngập nguy cơ. Bành, Lâm Thống lĩnh bị một con giao long trực tiếp đánh bay. Ha ha ha, muốn trở thành giới chủ, các ngươi những chân thần này thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Lần này thất bại a, à? cũng đúng hôm nay xem như là một cơ hội không nghĩ tới ngươi thế mà sụp đổ thần văn thực lực tổn hao nhiều hôm nay nói không chừng có thể đem ngươi trọng thương thậm chí chém giết triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thủ lĩnh trong giao long nhìn chằm chằm lâm thống lĩnh nếu không phải lâm thống lĩnh giao long nhất tộc bọn họ tại chu thiên giới làm sao sẽ tổn thất to lớn như vậy bây giờ nắm lấy cơ hội có thể chém giết lâm thống lĩnh vậy bọn chúng tự nhiên sẽ không khách khí thất bại ánh mắt lâm thống lĩnh cũng có chút ảm đạm nhưng mà Điều này cũng nằm trong dữ liệu của hắn, mặc kệ lôi đạo là ai, nhưng chỉ là chân thần, một chân thần, làm sao có thể trở thành giới chủ. Hay là hắn quá xúc động, lại làm nứt toác một đạo thần văn, bây giờ tình thế chuyển biến đột ngột. Lần này, chỉ sợ bảy đại chân thần bọn họ đều nguy hiểm. Lúc này, lôi đạo đã đứng lên, hắn bước từng bước một, giống như dưới chân có cầu thang, lăng không đi tới trong hư không. Hơn nữa, khi thế trên người hắn cũng đang điên cuồng tăng lên từng bước một, rõ ràng trên trán lôi đạo thậm chí còn không hiện ra thần văn không hề sử dụng sức mạnh thần văn nhưng khí thế trên người hắn lại đang điên cuồng tăng lên âm âm toàn bộ chu thiên giới đều phảng phất đang chấn động kịch liệt lực lượng quy tắc vô cùng vô tận hội tụ ở đỉnh đầu lôi đạo đem lôi đạo phụ trợ giống như thiên thần viễn cổ tràn ngập uy nghiêm vô tận hôm nay ta là giới chủ giọng nói của lôi đạo trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ chu thiên giới 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 chủ lư tiểu bàn sợ ngây người đây là giới chủ đã nói là thất bại mà đã nói trải qua trăm cây nghìn đắng mà sao lại thành giới chủ rồi bất quá đây không phải là một màn lư tiểu bàn mong đợi sao chỉ là giới chủ lôi đạo này tựa hồ có chút không giống với giới chủ ghi chép trong sách cổ mặc dù trên người lôi đạo hội tụ lực lượng của toàn bộ chu thiên giới nhưng lô tiểu bàn vẫn có thể nhìn ra có chút không giống giới chủ chân chính lấy bản thân thay cho thiên tâm mọi cử động đều có sức mạnh khủng khiếp trong tiểu thế giới của mình gần như là sự tồn tại vô địch nhưng lôi đạo thì khác nhất cử nhất động của hắn tuy rằng cũng có lực lượng khủng bố nhưng tựa hồ cần ý thức của lôi đạo điều động nhưng mặc kệ lôi đạo và giới chủ ghi chép trong sách cổ có gì khác nhau nhưng giới chủ chính là giới chủ vô địch trong tiểu thế giới của mình như vậy là đủ rồi âm âm chu thiên giới chấn động theo một chỉ của lôi đạo lực lượng quy tắc mênh mông vô biên trực tiếp giáng xuống giống như một ngọn núi lớn hung hăng đè lên người mười con dao long phốp phốp mười con dao long cho dù là tồn tại khủng bố sánh ngang với bốn mươi đạo thần văn chân thần trở lên nhất là nhục thân của bọn nó càng là cứng cỏi đến một cái hoàn cảnh khủng bố. Nhưng đối mặt với lực lượng của toàn bộ chu thiên giới, thân thể cứng cỏi của bọn chúng cũng không tốt hơn trứng gà là bao, giống như trứng gà, bị nghiền nát một cách dễ dàng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, 10 con dao long cứ như vậy bị nghiền thành bột mịt, biến thành cho tàn, hoàn toàn ngã xuống. Một màn này, rơi xuống trong mắt lư tiểu bàn, lâm thống lĩnh cùng với chân thần chung quanh, càng là vô cùng kinh hãi, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Cứ như vậy mà chết trước đó để bọn họ vô cùng đau đầu thậm chí để bọn họ cảm thấy uy hiếp to lớn cảm giác giống như một tòa núi lớn căn bản là thập đại giao long không rời đi được cứ như vậy chết đi bị lôi đạo tiện tay vung lên liền nghiền thành bột mịn khiến đông đảo chân thần thật lâu đều còn đắm chìm ở trong rung động vô địch tiểu thế giới vô địch đây là giới chủ hàng thật giá thật đúng vậy giới chủ làm sao còn có thể chiến đấu qua lại với giao long giới chủ ở trong tiểu thế giới chính là vô địch tâm niệm vừa động liền có thể nghiền ép bất kỳ kẻ địch nào vô địch dưới tôn giả giới chủ trong truyền thuyết quả nhiên khủng bố các chân thần đều dần dần lấy lại tinh thần người đại giao long bị lôi đạo phất tay nghiền thành bột mịt điều này đối với bọn họ mà nói quá rung động cái này đã vượt qua nhận thức của bọn họ nhưng mà giới chủ trong truyền thuyết đúng là như thế dưới tôn giả giới chủ trong tiểu thế giới của mình chính là vô địch lư sư huynh làm phiền còn có lâm thống lĩnh chư vị chân thần thủ hộ thần điện phương đông làm phiền các ngươi không tiếc tất cả ngăn chặn những giao long kia hiện tại lôi mỗ muốn bắt đầu càn quét tất cả giao lòng ở chu thiên giới một lần nữa đoạt lại chu thiên giới kính xin chư vị hướng đông phương thủ hộ thần điện báo cáo lôi đạo nói xong ánh mắt tựa hồ nhìn về phía hư không giờ khắc này mượn ý chí thế giới lôi đạo nhìn thấy tình huống của toàn bộ chu thiên giới bất kỳ người nào cũng không thể né tránh lôi đạo tìm kiếm bởi vậy chỉ trong chốc lát lôi đạo đã nắm giữ gần như toàn bộ tình huống của chu thiên giới có thể nói là rõ như lòng bàn tay Bắt đầu rồi, Lôi Đạo Tâm niệm vừa động, điều động lực lượng chu thiên giới, bắt đầu dọn dẹp toàn bộ chu thiên giới. Giao Long nhất tộc ở Pháo Đài chu thiên giới, có tòa thành lũy này, Giao Long nhất tộc có thể vô tư. Tòa thành lũy này thậm chí có thể ngăn cản 60 thậm chí 70 đạo thần văn chân thần công kích. Nếu có chân thần đỉnh tiêm chủ trì, vậy thậm chí càng cường đại hơn, cũng chính vì vậy, tòa Pháo Đài này đến bây giờ cũng không có bất kỳ tổn thương gì, bên trong có rất nhiều Giao Long, khiến chân thần của Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện không thể làm gì. Trước đó chân thần của Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện cũng từng nghĩ tới thỉnh cầu chân thần Thượng Cung của Thủ Hộ Thần Cung trợ giúp. Dù sao, chân thần khu Thượng Cung, ít nhất đều là chân thần đỉnh tiêm 81 đạo thần văn trở lên. Có lẽ, liền có thể phá hủy tòa thành lũy này. Nhưng chân thần đỉnh tiêm khu Thượng Cung, mỗi một vị đều là hạt giống tôn giả, coi như thỉnh cầu trợ giúp, cũng phải coi trọng chân thần khu cung có nguyện ý hay không. Loại chiến đấu bình thường không phải sinh tử tồn vong này, chân thần khu Thượng Cung bình thường đều không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ như vậy dù sao, so với chiến đấu như vậy. Tổn thất một hai tòa thậm chí 10 tòa tiểu thế giới thì như thế nào? Chỉ cần thủ hộ thần cung sinh ra thêm một vị tôn giả, vậy còn quan trọng hơn 10 tiểu thế giới nhiều. Hiện tại là thời khắc tốt nhất để phá hủy tòa pháo đài này, không có 10 đại giao long chủ trì, lực phòng ngự của tòa pháo đài này sẽ giảm xuống không ít. Thì tính sao, bảy đại chân thần chúng ta đều đã rời đi, căn bản cũng không có ai có thể phá hủy tòa thành lũy này. Huống chi, cho dù không có 10 đại giao long chủ trì, cho dù là lâm thống lĩnh, cũng không cách nào phá hủy thành lũy. Không biết tổng bộ có trợ giúp gì không? Trợ giúp, đừng nghĩ nữa, hiện tại phụ cận chân dương đại thế giới khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều là tiểu thế giới tranh đoạt, mỗi người đều thiếu chân thần, khi nào đến phiên chu thiên giới chúng ta? Vẫn phải dựa vào chính mình, ít nhất cũng phải giữ vững chu thiên giới, nếu như những chân thần ở thượng cung khu kia có thể trợ giúp thì tốt rồi. Những chân thần ở thượng cung khu không giống chúng ta, nhiệm vụ lớn nhất của bọn họ chính là thành tựu tôn giả, một khi thành tựu tôn giả, Tổn thất vài tiểu thế giới thì tính là gì? Nếu bọn họ thật sự đến, nói không chừng sẽ bị tôn giả trong giao long tộc để mắt tới. Đến lúc đó nếu như vẫn lạc, đó mới là được không bù mất. Đối mặt với tòa giao long thành lũy này, chân thần còn lại không thể làm gì. Để ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.